Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 7. Đan Đan, xảy ra chuyện gì? Không có nhìn Đồng Thiên Bá liếc một chút, cái kia công tử áo trắng chuyển mà đi tới nữ tử áo đỏ bên người. Mà cái kia nữ tử áo đỏ lại là khinh miệt liếc một cái Đồng ra cả đám các loại, suy cười ra tiếng, không có gì, chỉ là bị mấy cái đuôi mù cẩu vật, quét bản cô nương nhã hứng. Há, lại dám đắc tội chúng ta mẫu đan lâu thiếu đại tiểu thư, thật đúng là đuôi mù a, ha ha ha. Cái kia công tử áo trắng lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Mà hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người bất giác giật mình, càng là vừa vặn đứng dậy Đồng Thiên Bá, càng là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh kêu lên cái gì, Hoa Vũ thập ngũ lâu bên trong mẫu đan lâu. Nói, Đồng Thiên Bá kinh ngạc nhìn nhìn một chút bên cạnh Đồng Hiểu Huyền, nhìn nàng kia trong mắt chỗ sâu thật sâu vẻ sợ hãi, mới rốt cục rõ ràng hết thảy. Khó trách luôn luôn cương nghị muội muội sẽ như thế khuất nhục, chọc ngự hạ bảy thế gia, có người nào không được chịu nhục. Nếu không lời nói, nghênh đón bọn họ nhất định là cửa nát nhà tan hạ tràng. Uyển Nhi, ngươi làm sao? Đồng Thiên Bá khẽ cắn môi, nhìn lấy muội muội thẳng than thở, Đồng Hiểu Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng ủy khuất dị thường. Cười lạnh, Tiếu Đan Đan liếc mắt liếc nhìn Đồng Thiên Bá, trong mắt lóe lên một đạo hí ngược chi ý. Ngươi vừa mới không phải muốn xuất thủ đánh ta à, làm sao dừng lại? Thân thể ngăn không được lắc một cái, Đồng Thiên Bá trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hướng Tiếu Đan Đan ôm một cái quyền, bồi tội nói, lúc trước là tại hạ có mắt như mù, đắc tội tiểu thư, mong rằng thứ tội. Thứ tội, ngươi nơi nào có tội? Tiếu Đan Đan lông mày nhíu lại, cười nhạo nói, ngươi vừa mới không phải nói a, là ta trước đoạt ngươi muội muội đồ vật, còn làm nhục nàng. Ngươi vì nàng ra mặt là chắc là, thế nhưng là... Ngươi có thực lực kia sao? Hung hăng khẽ cắn môi, Đồng Thiên Bá cái trán đã tràn đầy mồ hôi, bỗng nhiên liền ôm quyền nói, tiểu thư giáo huấn là, tiểu nhân không biết tự lượng sức mình, thực sự nên đánh. Vừa dứt lời, Đồng Thiên Bá liền ba 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 quạt liên tiếp chính mình 5-6 cái tát, thẳng đem gương mặt tát đến cùng Đồng Hiểu Huyền một dạng sưng đỏ. Người khác nhìn lấy thẳng lắc đầu, gặp phải bảy thế gia. Bất kỳ gia tộc nào đều là không có không còn mặt mũi, càng vô tôn nghiêm có thể nói a. Hừ, thật sự là phế vật, tuyệt không chơi vui. Cái kia Tiếu Đan Đan không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói, làm sao mỗi một nam nhân đều như thế phế, một chút khí khái đều không có. Bỗng nhiên, nàng dường như nghĩ đến cái gì giống như, nhìn về phía cái kia công tử áo trắng cười nói, Thiên Vũ ca, nếu không ngươi cùng bọn họ chơi đùa. Đan Đan, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Cái kia công tử áo trắng cưng chiều cười rộ lên nói. Nở nụ cười xinh đẹp, Tiếu Đan Đan thản nhiên nói, ta nhìn tiểu tử này đối muội muội của hắn cũng không tệ lắm, bằng không dạng này. Ngươi thân pháp tốt, lại khéo hiểu lòng người, không bằng liền tiện nghi ngươi. Muốn là ngươi có thể tại bọn họ cái này 5 cái đoán cốt cao thủ bảo vệ dưới, đem cô nương kia y phục lột sạch, cô nương kia thì về ngươi vui đùa. Mà lại chúng ta Hoa Vũ lâu cũng sẽ không truy cứu ngươi khi dễ nữ nhân sự tình. Cái gì? Nghe được lời này, Đồng Hiểu Huyền ngăn không được run rẩy một chút, Đồng Thiên Bá càng là mãnh liệt nâng lên đầu, trong mắt đã là phủ đầy huyết quang. Sỉ nhục. Cái này đã không chỉ là khi dễ người, càng là không có coi bọn họ là người nhìn. Cho dù là bảy thế gia, như này hành vi cũng làm cho người rất giận sôi. Thế nhưng là nam tử mặc áo trắng kia lại dường như không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, cười nói, Đan Đan, ngươi thật sự là quá hiểu lầm vi huynh. Chúng ta khoái hoạt lâm tuy nhiên có, khoái hoạt, hai chữ, nhưng cũng không phải dâm tàng người. Ngươi loại yêu cầu này, thật sự là quá khó xử ta, ha ha ha. Đến a, nhìn ngươi cao hứng đến dáng vẻ đó, ta đều không ngại, ngươi còn có cái gì lo lắng. Dù sao sang năm tháng 7. Ta như cũ là ngươi người, ngươi cũng y nguyên hội ở rể đến ta Hoa Vũ lâu, lại sẽ không cải biến cái gì. Nghe được lời này, cái kia công tử áo trắng lông mày nhíu lại, chuyển hướng Đồng Hiểu Huyền chỗ quan sát tỉ mỉ một phen về sau, trong mắt nổi lên một tia dâm tục ánh sáng đến, hắc hắc hắc. Đã Đan Đan ngươi như yêu cầu này, ta cũng không có cách nào. Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ a, đây chỉ là cái trò chơi, về sau ngươi cũng không thể thu được về tính sổ sách. Đức hạnh, Tiếu Đan Đan bĩu môi, không nhìn tới hắn. Khẽ cười một tiếng,
công tử áo trắng chậm rãi hướng Đồng Hiểu Huyền phương hướng đi tới. Hắn mỗi đi một bước, Đồng Hiểu Huyền liền ngăn không được run rẩy một chút. Ha ha ha, tại hạ là khoái hoạt Lâm Lâm Thiên Vũ, sang năm cũng sẽ thành cái này hoa vũ lâu rể hiền. Các ngươi vừa mới cũng nghe đến, không phải ta Lâm mẫu người háo sắc, khi nam phách nữ, thật sự là các ngươi lúc trước đắc tội ta tương lai phu nhân, ta chỉ là đến nhỏ trừng phạt đại giới một phen thôi. Lâm công tử. Lúc này, Đồng Thiên Bá nhìn sau lưng muội muội liếc một chút, cắn răng nói, vừa mới vị tiểu thư này trò chơi quy tắc, ta nghe được rất rõ ràng. Chỉ là không biết, chúng ta như may mắn ngăn cản ngài một lần lời nói, phải làm như thế nào? Lâm Thiên Vũ khẽ giật mình, không khỏi khinh miệt cười cười, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là Tiếu Đan Đan lại là cười nhạt một cái nói, nếu như các ngươi có thể cản hắn một lần, cái kia sự kiện này cứ như vậy tính toán, bản tiểu thư vĩnh viễn cũng sẽ không lại truy cứu. Tốt, vậy chúng ta mà đắc tội. Đồng Thiên Bá hét lớn một tiếng, trong mắt dấy lên một cỗ hừng hực đấu trí, hắn muốn cũng là câu nói này. Thấy tình cảnh này, Lâm Thiên Vũ trong mắt vẻ khinh miệt càng thêm thâm trầm, một mặt hí ngược mà nói, ánh mắt không tệ, đáng tiếc. Bạch, chỉ một thoáng, nhưng gặp một bóng người lướt qua, Lâm Thiên Vũ bóng người đã là trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đồng Hiểu Huyền. Mà trên tay hắn, còn cầm lấy một kiện tản ra thiếu nữ hương thơm áo mỏng. Đáng tiếc a, ngươi không có thực lực kia. A, rít lên một tiếng phát ra, Đồng Hiểu Huyền hai tay giao nhau bưng bít lấy bả vai, trong mắt nước mắt cuồn cuộn. Trên người nàng vốn là mặc lấy 5 kiện quần áo, nhưng là thì ở trong nháy mắt này công phu, lại là mất một kiện, thon dài trắng nõn cánh tay ngọc nhất thời bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Đồng Thiên Bá quay người nhìn qua, không khỏi hoảng hốt. Người này tốc độ, cũng không tránh khỏi quá nhanh. Thế nhưng là Trác Phàm lại là khóe miệng nhếch lên, khinh thường hừ nhẹ lên tiếng. Tiểu tử này đoán cốt thất trọng tu vi, nhưng ra tay lực đạo cũng chỉ có đoán cốt 6 tầng mà thôi, nhìn tới tu luyện đều tu đến tốc độ thân pháp đi lên. Cái này về việc tu hành, cũng là điển hình đến lẫn lộn đầu đuôi. Tốc độ lại nhanh, trên tay không có lực đạo cũng thương tổn không người. Mà lại hắn đoán cốt thất trọng tu vi, lực đạo phía trên liền đã rơi nhất trọng cảnh. Các loại hắn sau này tu vi lần nữa tăng lên, cái chênh lệch này hội càng lúc càng lớn. Ở trong mắt Trác Phàm, cái này nhìn như tiêu sái tiểu tử, thực đã là người tu luyện phế nhân. Khó trách đoán cốt thất trọng thực lực, sẽ bị khoái hoạt Lâm lấy ra cùng hoa vũ lâu hòa thân. Bất quá cái này cũng chỉ có chân chính cao thủ mới có thể nhìn ra, giống Đồng Thiên Bá bọn họ loại tầng thứ này, vẫn là bị Lâm Thiên Vũ tốc độ dọa đến quá sợ hãi. Bốn vị trưởng lão, đem tiểu thư vây quanh. Đồng Thiên Bá hét lớn một tiếng, cái kia bốn cái lão đầu liền trong nháy mắt đem Đồng Hiểu Huyền vây vào giữa, Đồng Thiên Bá cũng vội vàng đi vào trước người nàng, chăm chú nhìn cái kia Lâm Thiên Vũ ánh mắt. Khóe miệng vẽ lên một cái tà dị đường cong, Lâm Thiên Vũ khinh thường bĩu môi, vô dụng, bằng các ngươi 5 người, có thể căn bản không nhìn thấy bổn công tử bóng người. Vừa dứt lời, siêu. Một tràng tiếng xé gió theo mọi người bên tai xẹt qua, tiếp lấy liền lại truyền ra Đồng Hiểu Huyền rít lên một tiếng. Nàng kiện thứ hai quần áo, lại tất cả mọi người bảo vệ dưới, lần nữa rơi xuống Lâm Thiên Vũ trong tay. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Đồng Thiên Bá quả thực không thể tin được đây là thật. Người này không hổ là ngự hạ bảy thế gia, khoái hoạt Lâm người, vậy mà có thể có thần thông như thế. Đồng dạng là đoán cốt cảnh tu vi, bọn họ lại căn bản nhìn không ra hắn xuất thủ quỹ tích. A, à, thơm quá a. À. Đem cái kia kiện thứ hai quần áo tiến đến trong mũi hung hăng đại hít một hơi, làm đến hắn toàn bộ xoang mũi đều tràn ngập thiếu nữ hương thơm, Lâm Thiên Vũ bất giác có chút ngây ngất nhìn về phía Đồng Hiểu Huyền, cười ta nói kiện thứ hai đã để tại hạ như thế mê say, không biết tiểu thư áo lót áo lại như thế nào đâu. Không khỏi dọa đến run run, Đồng Hiểu Huyền đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía Đồng Thiên Bá, khiếp khiếp nói ca ca. Ta biết, đại ca nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đồng Thiên Bá hung hăng cắn răng một cái, từng ngụm hút mấy cái khí, để cho mình tỉnh táo lại, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên Vũ bóng người, không buông tha mảy may. Tuy nhiên hắn từng đem muốn đem muội muội gả cho Tống Ngọc cái kia đăng đồ lãng tử, nhưng đây tuyệt đối là thiện ý. Thế nhưng là người nào nếu là muốn thương tổn muội muội của hắn cũng nhất định sẽ liều chết với hắn đến cùng.
Còn có hết hay không, nhanh điểm. Gặp Lâm Thiên Vũ rốt cục lộ ra diện mục thật sự, Tiếu Đan Đan không khỏi một mặt căm ghét thúc giục nói. Cười nhạt một tiếng, Lâm Thiên Vũ khẽ gật đầu, đem cái kia quần áo nhét vào ngực mình, bá một tiếng lại không thấy tăm hơi. Các loại sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện lần nữa hai kiện nữ áo, mà Đồng Hiểu Huyền trên thân cũng chỉ còn sau cùng một khối tấm màn tre. Bịch! Đồng Thiên Bá hai mắt vô thần quỳ rạp xuống đất, vô lực phủ phục đi xuống. Quá nhanh, hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào cái kia ra hỏa, lại là y nguyên bắt không đến hắn bóng người, đây là như thế nào tốc độ a? Huyền Nhi, thật xin lỗi, đại ca không có năng lực bảo hộ ngươi. Đồng Thiên Bá cắn chặt hàm răng, trong mắt đã là lệ quang một chút. Đồng Hiểu Huyền bi thương nhìn lấy hắn, lại là vô lực nhắm mắt lại, chờ đợi cái kia ma thủ đem nàng một điểm cuối cùng tôn nghiêm xé mở. Mà cái kia bốn vị trưởng lão, lúc này cũng tất cả đều là một mặt bi phẫn chi sắc. Cái này căn bản là mèo vờn chuột, tại trà đạp bọn họ tôn nghiêm. Cùng dạng này, còn không bằng cho bọn hắn một thống khoái, để bọn hắn chết, 100 còn tốt. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, từng tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ vang lên, một đạo đạm mạc bóng người đem Đồng Thiên Bá bao phủ ở bên trong. Đồng Thiên Bá ngẩng đầu lên, lại vừa vặn nhìn thấy Trác Phàm cái kia khoan thai sắc mặt. Ách, Đồng huynh, cái này một lần cuối cùng thêm ta một cái thế nào? Ngươi là ai? Thế mà, Đồng Thiên Bá vẫn chưa trả lời, Tiếu Đan Đan đã là liếc mắt nhìn hỏi. Sờ mũi một cái. Trác Phàm tựa hồ có chút ngượng ngùng chỉ Đồng Hiểu Huyền nói, ha ha ha. Ta là hắn lão công. Mọi người giật mình, đại kêu ra tiếng, lúc này Trác Phàm mới dường như phát hiện nói nhầm, chặn lại nói, ách, không đúng, là nàng là ta lão bà. Cái này không giống nhau a. Gãi đầu một cái, Trác Phàm mới tốt giống mình yên tĩnh một chút, giải thích nói, ta trước kia đi nhà hắn để thân, bị nàng cự tuyệt, cho nên tính toán chồng trước. Cái kia tính là gì chồng trước, không phải liền là bị người đạp a? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quăng tới xem thường ánh mắt. Nhìn ngươi cái này xuyên qua, một cái tam lưu tiểu thế gia, làm sao xứng với người ta gia tộc nhị lưu. Tiếu Đan Đan nghe, cũng là sùi cười ra tiếng, cũng tốt, thêm như thế một cái đoán cốt cảnh ngu ngốc cũng không có gì đáng ngại. Mà lại, để như thế một cái si tình hán tử nhìn lấy chính mình nữ nhân yêu mến bị người lột sạch. Cũng rất thú vị a. Ha ha ha, đã Đan Đan ngươi không ngại, ta cũng không có quan hệ gì. Dù sao đến lại nhiều người, kết quả cũng giống như vậy. Lâm Thiên Vũ một mặt tự đắc mà nói. Lần nữa làm thành một vòng đứng chung một chỗ, Đồng Thiên Bá hít sâu một hơi, nhìn về phía Trác Phàm, một mặt ngưng trọng đắc đạo, huynh đệ, sự kiện này ngươi không nên tham dự vào. Ha ha ha, Đồng huynh cái này liền khách khí. Chúng ta thế nhưng là anh em đồng hao huynh đệ, tự nhiên gặp nạn cùng một chỗ khiêng. Nghe đến lời này, tất cả mọi người bất giác khẽ giật mình, thật sâu liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, huynh đệ thật sự là có tình có nghĩa. Đồng Thiên Bá càng là cảm động đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Thản nhiên cười, Trác Phàm quay đầu nhìn một chút cái kia chỉ có một kiện áo mỏng Đồng Hiểu Huyền, an ủi yên tâm đi. Hắn sẽ không lại lấy đi ngươi một bộ y phục. Không khỏi sững sờ, ngay từ đầu Đồng Hiểu Huyền còn lo lắng Trác Phàm thừa cơ dính chính mình tiện nghi. Nhưng nhìn đến cái kia song thanh triệt ánh mắt, lại là trong nháy mắt có loại an tâm cảm giác, không lý do gật đầu. Mỉm cười, Trác Phàm ngược lại nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, đưa tay ngoắc ngoắc ngón út, cười khẩy nói, tới đi. Không khỏi khẽ giật mình, Lâm Thiên Vũ nở nụ cười trào phúng bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Ngược lại phát lên một cỗ đạm mạc nộ khí. Bởi vì hắn theo Trác Phàm ánh mắt bên trong, nhìn đến tránh thức vẻ khinh miệt. Số tiểu tử, thật lớn mật, chờ lão tử thu thập bà cô này nhóm, thì tới thu thập ngươi. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Phàm một hồi lâu, trong mắt chỗ sâu đột nhiên lóe qua một đạo sát ý. Thân là ngự hạ bảy thế gia người, ở đâu không phải bị mọi người ánh mắt kính sợ. Giống Trác Phàm dạng này khinh miệt ánh mắt. Phàm là lộ ra mảy may, cái kia chính là đối bọn hắn đại bất kính, vậy thì phải chết, đây cũng là toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc quy củ. Tựa hồ cũng phát giác được hắn trong ánh mắt sát ý, Đồng Thiên Bá không khỏi kinh hãi, một mặt lo âu nhìn về phía một bên Trác Phàm, thở dài. Ha ha ha, một cái tôm tép nhãi nhép, Đồng huynh không dùng quá để ý,
hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí chung quanh, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ cười nhạt một cái nói. Câu nói này ngữ, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Chỉ một thoáng, mọi người cùng nhau sắc mặt đại biến. Trác Phàm trong miệng tôm tép nhãi nhép chỉ người nào, mọi người tự nhiên lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này nhìn như chỉ có đoán cốt cảnh nhất trọng thực lực thiếu niên, cũng dám ở trước mặt nói ra. Quả nhiên là cái kẻ ngu a, liền ngự hạ bảy thế gia người đều dám trào phúng. Chúng người không biết làm sao lắc đầu thở dài, có chút thương hại nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiểu tử này hôm nay chết chắc. Ha ha ha, Thiên Vũ ca, người hôm nay bị một cái kẻ ngu chế giễu. Tiếu Đan Đan tựa hồ còn ngại sự tình không đủ lớn, không khỏi suy cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Thiên Vũ. Gương mặt hung hăng rút rút, Lâm Thiên Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, cắn răng nói, hừ, một cái làm càn làm bậy lời nói, vi huynh có thể không thèm để ý. Nếu không các loại đem tiểu ni tử kia cầm xuống về sau, thuận tay giải quyết hắn. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ đạp chân xuống. Siêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giống như một trận gió, trong nháy mắt biến mất bóng người. Nhưng là hắn tiếng cười to lại là tại tất cả mọi người bên tai vang lên, ha ha ha. Sau cùng một kiện, để bổn công tử thật tốt thưởng thức một chút cô nương đi. Đồng Hiểu Huyền sau khi nghe được, sợ cuộn tròn rúc vào một chỗ, song tay chăm chú bưng bít lấy chính mình sau cùng một kiện quần áo. Đồng Thiên Bá cùng còn lại bốn tên lão giả, thì là một mặt ngưng trọng thủ vệ tại bên người nàng. Chỉ có Trác Phàm đầy mặt bình tĩnh chi sắc, khoan thai tự đắc đứng ở nơi đó, dường như sự kiện này căn bản không có quan hệ gì với hắn một dạng. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lâm Thiên Vũ bóng người đã là trong nháy mắt lấn đến gần Đồng Hiểu Huyền trước người, hướng về nàng cái kia sau cùng một kiện quần áo, duỗi ra ma trường. Thậm chí khóe miệng của hắn, còn mang theo vẻ tươi cười. Hắc hắc hắc, đắc thủ. Nghĩ hay lắm. Bỗng nhiên, một câu khinh thường hừ nhẹ truyền vào hắn trong tai. Lâm Thiên Vũ không khỏi sững sờ, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, sấm sét nổ vang. Một cái hiện ra chói tai lôi âm thiết quyền đã là đột nhiên nện đến hắn anh tuấn trên khuôn mặt. Hắn thậm chí còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã oanh một tiếng bị đập bay ra ngoài, lật lăn lộn mấy vòng té xuống đất. Chờ hắn đứng người lên lúc, gương mặt sớm đã thật cao sưng lên một khối. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới trong nháy mắt đó, hai người động tác thực sự quá nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là nghe đến một tiếng vang thật lớn về sau, liền thình lình phát hiện cái kia Lâm Thiên Vũ đần độn u mê ngã tại 10 mét bất ngờ khối trên đất trống, một bên gương mặt còn sưng đỏ lên. Mà tại Đồng Hiểu Huyền mà thôi trước, trưng bày một nắm đấm, quyền kia đầu chủ nhân, chính là Trác Phàm. Ngươi, đánh trúng hắn, Đồng Thiên Bá kinh dị nhìn lấy Trác Phàm, quả thực không thể tin được đây là thật. Hắn cùng bốn vị trưởng lão liên thủ đều bắt không ở kia tiểu tử bóng người. Thế nhưng là Trác Phàm vừa ra tay thế mà đem hắn đánh bay. Không nói trước Trác Phàm cái này đoán cốt nhất trọng cảnh là như thế nào đem một cái đoán cốt thất trọng cao thủ cho đánh bay, vẻn vẹn là hắn làm sao có thể bắt được người kia tốc độ, liền đã để bọn hắn tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Thờ ơ gãi đầu một cái, Trác Phàm giả bộ xoa xoa có chút thấy đau quyền đầu, cười khẽ một tiếng, vừa mới xác thực có đổ đụng vào ta trên nắm tay, nghĩ đến là ta đem hắn đánh bay đi. Ai ra, tay thật là đau a. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, tiếp lấy Đồng Thiên Bá liền một mặt ngạc nhiên cười to lên, ha ha ha. Quá tốt, huynh đệ ngươi đến cùng là làm sao làm được, vì huynh thế nhưng là liền hắn nửa cái bóng đều không nhìn thấy a. Cần phải nhìn sao, Trác Phàm nhíu mày một cái, cười thần bí nói, hắn mục tiêu chẳng phải cái này một cái a. Ôm cây đợi thỏ không phải vừa vặn làm cho cái kia ngốc con thỏ đụng vào trên cây sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhân tài bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ trước đó cũng là quá để ý Lâm Thiên Vũ thân pháp, cho nên mới một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng là hắn coi như thân pháp lại nhanh, mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có Đồng Hiểu Huyền một cái, chỉ cần nhìn chằm chằm Đồng Hiểu Huyền liền có thể a. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi một mặt thổn thức. Đơn giản như vậy đạo lý, vì sao bọn họ không nghĩ tới đâu? Đại tài, một vị trưởng lão nhìn lấy Trác Phàm,
từ đáy lòng tán thưởng nói, Tống công tử thật là đại tài vậy. Khó trách công tử nhà ta như thế tôn sùng các hạ. Ha ha ha, muội muội, ngươi xem đi, ta nói Tống lão đệ tài đức gồm nhiều mặt, ngươi lần này nhìn đến đi. Muốn không phải hắn, lần này ngươi thì có đại phiền toái. Đồng Thiên Bá cười lớn một tiếng, lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng Hiểu Huyền thì là gương mặt ửng đỏ nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm hướng Đồng Thiên Bá đưa cái ánh mắt, Đồng huynh, sự kiện này có thể hay không coi như thôi, cũng không phải ngươi nói tính toán. Nhìn lấy Trác Phàm ánh mắt chỗ bày ra phương hướng, Đồng Thiên Bá đột nhiên giật mình, vội vã đi vào cái kia tiếu đan đan trước mặt, cười bồi nói, vị tiểu thư này, chúng ta những người này trùng hợp ngăn lại một lần Lâm công tử. Nghĩ đến Hoa Vũ lâu đệ tử không biết nói không giữ lời, vậy chuyện này cứ như vậy quên đi, tại hạ trước hết mang theo muội muội trở về. Thật sâu khẽ khom người, Đồng Thiên Bá đang muốn dẫn người rời đi, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Chậm. Tiếu Đan Đan liếc xéo lấy mọi người, khóe miệng nhếch lên một cái quỷ dị đường cong, sự kiện này bản cô nương là không truy cứu, bất quá đáng tiếc là Thiên Vũ ca tựa hồ sẽ không dễ dàng thả các ngươi đi a. Hừ, bổn công tử đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa ăn qua nặng như vậy nhất quyền. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nhìn lấy mọi người, trong mắt thần quang giống như muốn giết người đồng dạng, bất quá bổn công tử cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, chỉ là cái trò chơi này bổn công tử chơi hưng khởi, thực sự muốn ngừng mà không được, vậy thì mời chư vị tiếp tục bồi bổn công tử chơi xong đi. Cái gì? Không khỏi giật nảy cả mình, mọi người trong lòng run lên, đầy mặt bi phẫn. Đồng Thiên Bá càng là cắn răng nói, không biết cái trò chơi này, muốn như thế nào mới có thể kết thúc. Các loại bổn công tử chơi chán, tự sẽ kết thúc. Lâm Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Lời vừa nói ra, đồng ra mọi người tất cả đều giống như bị sấm sét giữa trời quang, cái này không phải liền là không về không, nhất định phải đem bọn hắn nhà một điểm cuối cùng tôn nghiêm lột sạch mới thôi a. Thật sự là quá mẹ hắn khi dễ người. Trác Phàm sờ mũi một cái, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, quyền đầu không khỏi chăm chú, xem ra không cần thiết khách khí nữa đi xuống. Nguyên bản hắn không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng hai cái này tiện nhân thật sự là khinh người quá đáng, thật sự là cho thể diện mà không cần. Ha ha ha, cái trò chơi này xem ra thật là rất vui, không bằng cũng cho ta thêm vào đi. Đột nhiên, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lớn tiếng nói. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, Đồng Thiên Bá bọn người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Không có để ý chúng người ánh mắt, Trác Phàm nhìn về phía Lâm Thiên Vũ cười nói, trước kia ta cùng Đồng huynh cũng chơi qua tương tự trò chơi, ta kéo hắn nữ nhân, hắn cũng kéo ta nữ nhân, người nào trước tiên đem nữ nhân y phục lột sạch, cái kia nữ nhân này thì về người nào tất cả. Đúng không, Đồng huynh? Trác Phàm hướng hắn nháy mắt ra dấu, Đồng Thiên Bá sững sờ. Không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chỉ là đuổi vội vàng gật đầu. Nhưng là bây giờ ngươi muốn kéo ta nữ nhân, vậy ta không có kéo, giống như có thiếu công bình đi. Lâm Thiên Vũ khẽ giật mình, không khỏi suy cười ra tiếng, ngươi vừa mới chỉ là trùng hợp đánh tới ta nhất quyền, liền cho rằng thật có thể cùng bổn công tử đối kháng. Ha ha ha, mơ mộng hão huyền. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm sâu xa nói, Lâm công tử. Ngươi là không có lòng tin, vẫn là sợ vợ a. Vừa dứt lời, mọi người bất giác đều cười khẽ một tiếng, riêng là nhìn đến vừa mới Tiếu Đan Đan loại kia cường thế thái độ. Mọi người tuy nhiên trở ngại bảy thế gia cường thế không dám nói, nhưng cũng đã trong bóng tối oán thầm. Lâm Thiên Vũ sắc mặt cứng đờ, tức giận đến lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhìn về phía Tiếu Đan Đan. Mi đầu hơi hơi động động. Tiếu Đan Đan thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cười khẽ một tiếng, gần nhất ra cái Trác Phàm, dám khiêu chiến bảy thế gia uy nghiêm làm càn làm bậy ngược lại thật sự là càng ngày càng nhiều. Bất quá, ngươi có thực lực kia sao? Hôm nay ngươi nếu là có thể ở trên trời Vũ Ca trước mặt cởi xuống ta một kiện quần áo, ta đem hắn đạp, chiêu ngươi ở rể. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa một trận sợ hãi thán phục. Thế nhưng là nhìn đến hai người chênh lệch to lớn như thế. Lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cái này bất quá chỉ là bảy thế gia, đối với những cái kia không biết lượng sức người hí ngược chi từ thôi,
chẳng lẽ bọn họ còn thật có thể may mắn nhìn đến tiểu tử này đem Hoa Vũ lâu cô nương bên đường lột sạch, sau đó thành công ở rể, đạp vào nhân sinh đỉnh phong sao? Không khỏi tà cười một tiếng, Trác Phàm đối với nàng nháy mắt mấy cái, cười nói, Đan Đan cô nương, lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn. Cái trò chơi này tuy nhiên kích thích, nhưng cũng không muốn chơi khóc nha. Người khóc ta cũng sẽ không khóc, Tiếu Đan Đan hiên ngang đầu, kiêu ngạo nói. Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi đều chuẩn bị tốt, bổn công tử muốn xuất thủ. Lúc này, Lâm Thiên Vũ đã không kịp chờ đợi hét lớn. Đồng Thiên Bá các loại người ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn chuẩn bị, Trác Phàm lại là khoát khoát tay, cười to lên, ha ha ha. Đã nói tốt muốn công bằng, nơi này phòng thủ người há có thể nhiều như vậy, miễn cho ngươi ngày sau lại kiếm cớ chơi xấu, lưu một mình ta liền đầy đủ. Huynh đệ, Đồng Thiên Bá giật mình, nhẹ kêu ra tiếng, nhưng nhìn đến cái kia tự tin ánh mắt, lại hơi hơi gật gật đầu, trịnh trọng nói, huynh đệ, ta đem muội muội ta giao cho ngươi. Nói xong, Đồng Thiên Bá mang theo bốn tên trưởng lão đi xuống. Đồng tiểu thư, ngươi tin tưởng ta sao? Sờ mũi một cái, Trác Phàm nhìn về phía Đồng Hiểu Huyền nói. Đồng Hiểu Huyền không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rõ ràng trước kia rất chán ghét người này, nhưng là bây giờ lại là đột nhiên đối với hắn có từng tia ỉ lại cảm giác, không khỏi hơi hơi gật gật đầu. Nhếch miệng lên, Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, vậy là tốt rồi. Một hồi xem kịch vui đi. Thế mà, bọn họ vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, cười to một tiếng lại là đột nhiên tại hai người bên tai xẹt qua, ha ha ha. Cái này sau cùng một kiện quần áo, bổn công tử nhận lấy. Đồng Hiểu Huyền không khỏi giật mình, không tự giác hướng rúc về phía sau co lại thân thể, nhưng nhìn đến Trác Phàm cái kia tỉnh táo khuôn mặt, lại là không lý do bình tĩnh trở lại. Ba, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Lâm Thiên Vũ liền Đồng Hiểu Huyền quần áo đều không đụng phải, liền đã là lật lăn lộn mấy vòng, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, chờ hắn đứng dậy, trong mắt đã tràn đầy thần sắc, ngươi vậy mà có thể nhìn đến ta. Chậm rãi xoay đầu lại, Trác Phàm trong mắt đã là hoàn toàn trở nên lạnh. Hưu, chỉ một thoáng, lôi mang nổ vang, Trác Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiếu Đan Đan. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng xoẹt tiếng vang lên. Tiếu Đan Đan một kiện áo ngoài, đã là trong nháy mắt vỡ vụn thành khối mảnh vải. Luận tốc độ, người còn kém xa lắm đâu. Trác Phàm khinh miệt tiếng cười tại tất cả mọi người mà thôi trước vang lên, đồng thời, mọi người trong mắt cũng là bỗng nhiên co lên tới. Nguyên lai tiểu tử này, mới thật sự là cao thủ a. Làm sao có thể? Tiếu Đan Đan nhìn lấy những cái kia khối khối vải rách bay múa không trung, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thiên Vũ là hắn tương lai phu quân, người khác có lẽ không biết hắn bản sự, nàng như thế nào lại không rõ ràng. Tại bảy thế gia bên trong, khoái hoạt lâm một mực được xưng là phong chi gia tộc, luận thân pháp tốc độ, Thiên Vũ đế quốc không người có thể ra phải. Huống chi, Lâm Thiên Vũ là vứt bỏ lực lượng cường đại, chuyên tu tốc độ. Ở thân pháp phương diện tốc độ tạo nghệ, cho dù là đoán cốt cảnh đỉnh phong cao thủ đều muốn theo không kịp. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên huyền cao thủ mới có thể sánh vai. Nhưng là bây giờ, một cái chỉ là vừa mới đột phá đoán cốt cảnh tiểu tử, thế mà trực tiếp tại phương diện tốc độ vượt qua hắn, cái này khiến Thiếu Đan Đan vô luận như thế nào đều khó có thể tin. Đồng dạng khó có thể tin, còn có Lâm Thiên Vũ bản thân. Giờ này khắc này, hắn chính là một mặt kinh hãi mà nhìn xem Trác Phàm, thật lâu không nói ra một câu. Đến mức Đồng Thiên Bá bọn họ. Thì càng là ở trong nháy mắt này ở giữa, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Riêng là Đồng Thiên Bá, hắn cùng Tống Ngọc tương giao nhiều năm như vậy, làm sao biết tiểu tử này lại có như thế một tay, thế mà vượt qua thất thế gia đệ tử, hắn nhưng là xuất thân tam lưu thế gia a. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp tựa hồ cũng đình trệ giống như, ngơ ngác nhìn cao ngạo đứng thẳng Trác Phàm, trong miệng như là có cái gì chặn lấy giống như, không phát ra được một tia tiếng vang. Hơi nhếch khóe môi lên làm cái tà dị đường cong, Trác Phàm đem tay đặt ở trước mũi thật sâu hít một hơi, dường như dị thường cười thỏa mãn nói, Đan Đan tiểu thư không hổ là Hoa Vũ lâu đệ tử, cùng thế gian những cái kia rong chi tục phấn quả nhiên khác biệt. Cỗ này mùi thơm cơ thể, bổn công tử là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Gương mặt bất giác một đỏ, Tiếu Đan Đan hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, sắc mặt cực kỳ lúng túng.
Lâm Thiên Vũ càng là khí đến trên mặt lúc xanh lúc trắng, một miệng tâm huyết cũng nhanh bị tức phun ra. Mẹ hắn, ngươi lại dám ngay ở lão tử mặt đùa bỡn ta lão bà, thật sự là quá không đem ta Khoái Hoạt Lâm để vào mắt. Liếc mắt liếc cái kia Lâm Thiên Vũ liếc một chút, Trác Phàm trong lòng cười thầm, nhẹ nhàng mấy bước liền trong nháy mắt đi vào Tiếu Đan Đan trước mặt. Về sau nhưng nghe Tiếu Đan Đan một tiếng la hét vang lên, Trác Phàm đã là mãnh liệt mà đem nàng ôm vào lòng. Nàng muốn phản kháng, nhưng là tại Trác Phàm đoán cốt cảnh thực lực áp chế xuống, đúng là không động đậy một phân một hào. Hỗn tiểu tử, ngươi làm gì? Lâm Thiên Vũ quính lên, giận dữ nói. Khiêu khích liếc hắn một cái, Trác Phàm vừa nhìn về phía đã đỏ bừng cả khuôn mặt Tiếu Đan Đan, nhíu nhíu mày nói, Đan Đan tiểu thư, ta theo ngươi cái kia đồ hèn nhát phu quân cũng không đồng dạng, đối với nữ nhân luôn luôn rất bá đạo. Vừa mới tại hạ ra tay với tiểu thư là thô lỗ điểm, ngươi có thể đánh ta mắng ta, bất quá, ta tuyệt đối sẽ không đổi. Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan một mặt tức giận chừng lấy Trác Phàm, nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì không hiểu nhất động. Trác Phàm loại này bá đạo, cùng Lâm Thiên Vũ ngày thường đối nàng A Dua hoàn toàn khác biệt, lại để cho nàng sinh ra một loại khác cảm giác. Loại cảm giác này, nàng cũng không nói ra là cái gì, chỉ là đặc biệt mới mẻ. Số tiểu tử, thả ra ngươi tay, không phải vậy lão tử không khách khí. Trác Phàm như thế trắng trợn đùa giỡn hắn tương lai phu nhân, rõ ràng cũng là hung hăng đánh hắn mặt, tại trước mặt mọi người cho hắn đội nón xanh. Cái này khiến Lâm Thiên Vũ cái này Khoái Hoạt Lâm đệ tử làm sao có thể chịu đựng đến. Bất quá, Trác Phàm cũng không có buông ra, ngược lại thủ hạ lần nữa siết chặt, làm cho Tiếu Đan Đan ngăn không được lần nữa duyên dáng gọi to một tiếng. Cái kia dị dạng thét lên, làm cho tại chỗ tất cả giống được sinh vật, đều ngăn không được trong lòng rung động, hung hăng nuốt nước bọt, trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười thô bỉ. Mà những cô gái kia, thì là trong lòng thầm phi một miệng. Gương mặt nổi lên từng tia đỏ bừng. Nhìn lấy đây hết thảy, Lâm Thiên Vũ sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt, hàm răng cắn rát băng vang lên, hận không thể hiện tại liền đem Trác Phàm nghiền xương thành tro. Cười lạnh, Trác Phàm nhìn về phía Lâm Thiên Vũ khiêu khích nhấc nhấc lông mày, Lâm huynh đây là làm cái gì, cái trò chơi này không phải ngươi nói ra trước sao? Từ xưa đến nay, người thắng nắm giữ hết thảy, kẻ bại không có gì cả. Nếu như Lâm huynh có thể thắng được, như vậy hai nữ nhân đều là ngươi. Nếu không lời nói. Nói đến đây, Trác Phàm trong mắt trải qua một tia vẻ khinh miệt, ngược lại vừa nhìn về phía trong ngực Tiếu Đan Đan, cúi đầu tới gần bên tai nàng, nhẹ nhàng hướng nàng lỗ tai bên trong thổi khẩu khí, cười nói, Đan Đan tiểu thư, muốn là tại hạ thắng, còn mời ngài đạp cái này không dùng nam nhân, để tại hạ trở thành ngài khách quý như thế nào. Hắn cái này âm thanh lời nói tuy nhỏ, nhưng lại truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai, riêng là cái kia Lâm Thiên Vũ trong tai, cái này càng làm cho hắn hận đến cắn răng. Bất quá, cái này còn không phải hắn tức giận nhất một khắc. Mấu chốt là Tiếu Đan Đan đang nghe Trác Phàm câu nói này về sau, gương mặt đã tóc đỏ nóng, không biết có phải hay không đầu bị cháy hỏng, đúng là vô ý thức hơi hơi gật gật đầu. Nhìn đến cái này, tại chỗ tất cả mọi người bất giác kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt là đã hâm mộ lại sùng bái. Mẹ hắn, trong vòng một phút đem phía trên Hoa Vũ lầu mỹ nữ, vẫn là theo Khoái Hoạt Lâm đệ tử trong tay nạy ra tới. Đây là như thế nào tán gái thủ đoạn, quả thực là phong lưu trong trận tiên phong A. Muốn là lão tử có bản lãnh này lời nói, sớm mẹ hắn ở rể Hoa Vũ lâu, đạp vào nhân sinh phá vỡ. Lâm Thiên Vũ thân thể bất giác lắc một cái, khóe miệng nổi lên một tia ân hồng chi sắc. Lại là chân khí thổ huyết. Số tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Ha ha ha, vậy thì thế nào? Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, có bản lĩnh thắng ta lại nói. Trác Phàm cuồng ngạo cười một tiếng, cái kia không ai bị nổi phóng khoáng, làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Mà những cô gái kia, trên mặt đúng là cũng lộ ra một chút mê say thần sắc. Nhìn lấy đây hết thảy, Lâm Thiên Vũ phổi đều sắp tức giận nổ. Hôm nay Trác Phàm không chỉ có đem hắn danh tiếng đoạt tận, còn đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng, đáng hận nhất là song thưởng hắn nữ nhân, đây thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, tên khốn kiếp, ngươi chờ, lão tử hiện tại liền đem cô nàng kia y phục bới ra, lại tới thu thập ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ siêu một tiếng không thấy bóng người,
chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đi vào Đồng Hiểu Huyền trước mặt. Một tiếng kinh hô, Đồng Hiểu Huyền sợ hãi lui lại, nhưng là còn không có đợi Lâm Thiên Vũ duỗi ra ma trường. Ba một tiếng vang giòn, hắn đúng là nhất thời bị một bạt tai đập bay, chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên, Trác Phàm đã lại trở lại Thiếu Đan Đan bên cạnh, trêu đùa, Đan Đan tiểu thư, người cái kia không dùng nam nhân lại thua một ván, lần này ta có thể lại muốn bới ra ngài một bộ y phục. Nói, nhưng nghe xoẹt một tiếng vang giòn, Thiếu Đan Đan kiện thứ hai quần áo theo tiếng mà nát. Trác Phàm nhẹ nhàng nâng lên nàng cái cằm, cười nói, Đan Đan tiểu thư, sẽ không trách ta thô lỗ đi. Kiều Mị lườm hắn một cái, Thiếu Đan Đan trên mặt đúng là hiếm có lộ ra ngượng ngùng chi ý, chán ghét, ngươi liền sẽ không điểm nhẹ. Ha ha ha, ta chính là như thế thô lỗ, đời này cũng đổi không. Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ lắc đầu. Lâm Thiên Vũ nhìn lấy, dĩ nhiên đã trong ánh mắt nổi lên huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, gian phu dâm phụ. Nói, Lâm Thiên Vũ dưới chân nhất động, đúng là lần nữa chạy Đồng Hiểu Huyền mà đi. Thế nhưng là không đợi hắn đụng phải Đồng Hiểu Huyền một cọng lông tóc, liền đã lại bị Trác Phàm đổ nhào trở về, trên mặt lộ ra đỏ tươi năm cái thủ ấn. Mà cùng lúc đó, Trác Phàm một bên cùng Thiếu Đan Đan tán tỉnh, một bên đem nàng y phục từng kiện cởi xuống. Nhưng là nàng lại cũng không ngại, cái này khiến Lâm Thiên Vũ nhìn đến có một loại muốn chết suy nghĩ. Rốt cục, Thiếu Đan Đan cũng chỉ còn sau cùng một kiện quần áo, Trác Phàm cuồng cười một tiếng, khinh miệt nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, hí ngược nói, Lâm huynh, một cơ hội cuối cùng. Người muốn là vẫn không được công, Đan Đan tiểu thư sẽ phải là ta người. Đáng chết tiểu tử, dám làm nhục bảy thế gia người. Lâm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng phẫn nộ đã là thăng tới cực điểm. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch một việc, luận tốc độ hắn xác thực không kịp Trác Phàm, cho nên liền ném ra ngoài gia tộc thế lực, muốn lấy khoái hoạt Lâm uy thế áp Trác Phàm một đầu. Thế nhưng là hắn không biết là, Trác Phàm liền U Minh cốc trưởng lão cũng dám làm thịt, làm thế nào có thể sợ hắn khoái hoạt Lâm. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tại Lâm Thiên Vũ như muốn ăn người ánh mắt bên trong. Tại Thiếu Đan Đan trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái, ha ha cười nói, ha ha ha. Lão tử lập tức liền là Hoa Vũ lâu con rể, sợ ngươi cái chim khoái hoạt Lâm. Ngươi nói có đúng hay không, Đan Đan tiểu thư. Lúc này, Thiếu Đan Đan đã là hoàn toàn bị Trác Phàm không biết tính sao mê đến thần hồn điên đảo, đúng là tán đồng gật đầu. A, à, lúc này, Lâm Thiên Vũ lại khó chịu đựng trong lòng phẫn nộ, không còn như bình thường đồng dạng ôn tồn lễ độ. Hét lớn một tiếng, phóng tới Trác Phàm hai người, đồng thời hiếm có mắng lên trước kia luôn luôn kính nể Thiếu Đan Đan, tiện nhân, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, lão tử hiện tại thì đưa các ngươi lên Tây Thiên. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ ấn quyết trong tay một chục, thanh sắc phong cương liền đột nhiên hóa thành cổ cổ gió xoáy quấn quanh đến trên đùi hắn. Cái kia như lưỡi dao giống như phong cương phát ra chói tai tiếng ong bay, bỗng nhiên hướng bọn họ nơi này đá tới. Lần này hắn đúng là không có ý định bằng vào hắn thiện nghệ tốc độ nhất, mà chính là muốn lấy lực lượng thủ thắng. Linh giai trung cấp vũ kỹ, lưỡi đao chân. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Thiếu Đan Đan không khỏi quá sợ hãi, kêu lên sợ hãi, Lâm Thiên Vũ, ngươi thật lớn mật, dám ở ta Hoa Vũ lâu địa bàn, đối với ta ra sát chiêu. Hừ, ngươi cái này thiện phụ, hôm nay lão tử không giết các ngươi hai cái, lão tử thì uổng là nam nhân. Nhìn lấy Lâm Thiên Vũ cái kia trong mắt trần trụi sát ý, Thiếu Đan Đan rốt cục sợ hãi. Nàng bản thân mình chỉ có tụ khí đỉnh phong thực lực, mà Trác Phàm tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng dù sao cũng là đoán cốt cảnh nhất trọng, sao có thể đón lấy cái này đoán cốt thất trọng cao thủ nhất kích. Tuy nhiên cái này đoán cốt thất trọng chỉ có đoán cốt 6 tầng thực lực, thế nhưng cũng không phải đoán cốt nhất trọng có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Trác Phàm lại là trong mắt lạnh lẽo, suy cười ra tiếng, Lâm huynh, đây chính là ngươi đánh cược lần cuối sao. Ha ha ha, thật sự là yếu đến có thể. Nói, Trác Phàm một tay như cũ ôm lấy Thiếu Đan Đan vòng eo, một tay nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngăn trở. Đụng, một tiếng vang thật lớn phát ra, thanh sắc phong cương bao phủ Trác Phàm toàn bộ cánh tay, nhưng lại phát ra kim loại giao kích thanh âm. Chờ cái kia thanh sắc phong cương tán đi về sau. Mọi người cùng nhau trong mắt co rụt lại, cho dù là cái kia Lâm Thiên Vũ cũng là lộ ra một mặt kinh hãi không hiểu bộ dáng.
chỉ thấy cái kia một chân từ đá Trác Phàm cánh tay trước, thì lại không có tiến lên quá phận không có. Mà lại cái kia thanh sắc phong cương đem Trác Phàm cánh tay phía trên tay áo tất cả đều xé rách thành toái phiến, nhưng là cái kia cánh tay nhưng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, liền điều vết cắt đều không có. Cái này sao có thể? Lâm Thiên Vũ giật mình, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, lẩm bẩm nói, ngươi là luyện thể tu giả, có thể, thế nhưng là tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lạnh lùng cười cười, ai nói luyện thể người, không thể tu luyện tốc độ. Giống như ngươi vì tốc độ, đem bản thân thực lực hoang phế đần độn, đã là cái phế vật. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trong mắt thình lình lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Chỉ một thoáng, Lâm Thiên Vũ đúng là toàn thân bỗng nhiên lắc một cái, thân thể cũng là không lý do băng lãnh xuống tới. Thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, Trác Phàm sớm đã nâng lên một chân, thẳng tắp đá hắn hạ bàn. Phốc! Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, Lâm Thiên Vũ nhưng cảm giác một cỗ bứt rứt đau đớn bỗng nhiên đánh tới, còn chưa kịp phát ra một tiếng rú thảm, liền hai mắt một phen, triệt để không có ý thức, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tính, liền một tia tiếng hít thở âm đều nghe không được. Mọi người nhìn lấy đây hết thảy, quả thực không thể tin được đây là thật. Vô cùng đơn giản một chân, không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, một cái đoán cốt nhất trọng tu giả vậy mà trực tiếp đem một cái đoán cốt thất trọng cao thủ cho phế, mà lại cái này cao thủ vẫn là ngự hạ bảy thế gia khoái hoạt lâm đệ tử. Cái này có thể không đơn thuần là thực lực vấn đề, càng nhiều là can đảm, đây không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội khoái hoạt lâm. Đan Đan tiểu thư, người thấy, ta không chỉ có đối với nữ nhân thô lỗ, đối nam nhân đồng dạng thô lỗ. Người vị hôn phu coi như không chết, về sau cũng không thể nhân đạo, ngài cái kia sẽ không trách ta chứ. Dường như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, Trác Phàm vừa quay đầu tiếp tục cùng cái kia Tiếu Đan Đan tán tỉnh. Có chút mê say mà nhìn chằm chằm vào hắn, Tiếu Đan Đan trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, người thật giỏi, có ngươi. Ta còn muốn tên phế vật kia làm gì? Ngươi yên tâm, về sau ngươi ở rể chúng ta Hoa Vũ lâu, khoái hoạt lâm bọn họ tuyệt đối không dám tìm ngươi phiền phức. Ha ha ha, vậy ta muốn nhiều tạ Đan Đan tiểu thư chiếu cố, chỉ bất quá. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn lấy Tiếu Đan Đan sau cùng một kiện quần áo, ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy ánh sáng, bởi như vậy, người vị hôn phu kia có thể coi là thua, theo lý ta cái kia trừ bỏ ngươi cái này sau cùng một kiện quần áo. Ngượng ngùng chật xoay người tử, Tiếu Đan Đan một mặt kiều mỹ đem hai đầu cánh tay ngọc vòng phía trên Trác Phàm cổ nói, ca ca, về sau ta chính là ngươi người. Ngươi coi như muốn người ta thân thể, vậy cũng phải buổi tối mới được a, chẳng lẽ ngươi muốn cho người ta làm lấy nhiều người như vậy mặt xấu mặt. Ha ha ha, Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, sờ mũi một cái, nhìn lấy Tiếu Đan Đan cái kia vũ mị dáng người, chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng là đột nhiên, Trác Phàm trong mắt lại là bỗng nhiên xuất hiện một đạo lãnh mang, để còn y nguyên đắm chìm trong nồng tình mật ý bên trong Tiếu Đan Đan ngăn không được khẽ giật mình. Hừ, người vừa mới cũng đã nghe qua ta nói đi, nhục nhân giả nhân hằng nhục chi. Câu nói này, có thể không đơn thuần là giảng cho ngươi cái kia phế nhân trượng phu một người nghe. Vừa dứt lời, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, đưa tay bỗng nhiên hướng Tiếu Đan Đan quần áo vạch tới. Tiếu Đan Đan sắc mặt đại biến. Trong đồng tử lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nếu là nàng thật bị người bên đường lột sạch y phục, như vậy nàng còn có mặt mũi nào lưu tại Hoa Vũ lâu bên trong? Thế mà, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, dừng tay. Theo sát mà đến, là hai đầu thanh sắc dây lụa. Trác Phàm vươn tay im bặt mà dừng, trong mắt ngưng tụ, cả kinh nói, thiên huyền cường giả. Vù vù. Hai đạo thanh sắc dây lụa đột nhiên hướng Trác Phàm nơi này phóng tới, Trác Phàm hai mắt ngưng tụ, muốn trốn tránh, nhưng là trong tích tắc lại là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn có lôi vân dực tại thân, cho dù không có triển khai hai cánh, nhưng là dựa vào sấm sét tốc độ, y nguyên có thể thu hoạch được siêu việt đoán cốt đỉnh phong tốc độ, cho nên mới có thể tại phương diện tốc độ áp cái kia Lâm Thiên Vũ một đầu. Cái này tuy nhiên làm cho người ngạc nhiên, nhưng là cũng không phải là không thể làm đến. Thế nhưng là nếu là một cái đoán cốt cảnh tu giả, tốc độ có thể bắt kịp thiên huyền cao thủ, đây mới thực sự là nghịch thiên. Phóng nhãn toàn bộ không trung,
đoán chừng cũng chỉ có hắn cái này kinh lịch biến thái luyện thể người mới có thể làm đến. Nói như vậy, thân phận của hắn tự nhiên là muốn bại lộ. Đánh cược một lần. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, khí định thần nhàn, mặc cho cái kia bay tới xanh mang đem chính mình chăm chú bao khỏa, lại là cũng không phản kháng. Hắn làm như thế, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn tuy mạnh, nhưng là mạnh có hạn chế, cũng không phải là cái kia đoán cốt cảnh liền có thể đem thiên huyền cao thủ đánh giết quái vật Trác Phàm. Mà đổi thành một đầu xanh mang, thì là chăm chú đeo lên Tiếu Đan Đan thân thể, đem nàng cái kia uyển chuyển dáng người cản lên. Sau một khắc, nhưng gặp một nói bóng người màu xanh chậm rãi rơi xuống. Mọi người nhìn thấy người này, lại là vội vàng cúi đầu xuống, cung kính rủ xuống đầu, cho dù là Đồng Thiên Bá cùng Đồng Hiểu Huyền bọn họ, cũng là như thế. Trác Phàm thả mắt nhìn đi, chỉ thấy người này nhìn như là cái trên dưới 30 tuổi đáng yêu thiếu phụ, một đầu hơi mỏng lụa mỏng xanh che chắn nàng nửa bên mặt ngọc, nhưng lại vẫn như cũng ngăn không được nàng cái kia ung dung khí chất. Riêng là phối hợp thêm nàng cái kia cỗ thiên huyền cường giả uy áp, càng làm cho người có loại thật sâu kính nể cảm giác. Nhẹ nhàng bước liên tục, nữ tử kia không có nhìn bất luận kẻ nào, dường như ai cũng nhập không nàng pháp nhãn, chỉ là trực tiếp đi vào Tiếu Đan Đan trước mặt, duỗi ra một cái xanh thẳm ngón tay ngọc, tại nàng cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một trận nguyên lực ba động truyền ra, cái kia Tiếu Đan Đan bỗng nhiên run rẩy một hạ thân. Trên mặt ửng hồng liền dần dần thối lui. Ta đây là, làm sao? Tiếu Đan Đan hơi khép một chút ánh mắt, tựa hồ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng khi hắn nhìn đến Trác Phàm phương hướng lúc, lại dường như nhớ lại cái gì, một mặt giật mình bộ dáng, đồng thời gương mặt lần nữa biến đến đỏ bừng. Ta làm sao lại làm ra loại sự tình này? Ngốc nha đầu, lấy người khác đạo lại còn không biết. Áo xanh nữ tử kia không khỏi khẽ cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi có ý truy cầu chúng ta Hoa Vũ lâu cô nương, có thể tự bằng bản sự tới. Dùng ma âm nhiếp hồn dạng này thủ đoạn, không ngại thật xấu xa. Trác Phàm giật mình, trong lòng thầm khen một tiếng. Nữ tử này không hổ là Hoa Vũ lâu thiên huyền cường giả, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ma âm nhiếp hồn có thể nhiễu loạn hắn tâm trí người. Để người kia theo chính mình ý nguyện làm việc, cho nên vừa mới Trác Phàm mới có thể tùy tiện đem Tiếu Đan Đan thu vào tay. Cái này trò vặt tại ma đạo tu giả bên trong mặc dù không tính bí thuật, nhưng cũng không phải người nào đều có thể nắm giữ. Đầu tiên điều thứ nhất, chính là nó yêu cầu tu luyện giả nguyên thần nhất định phải đủ cường đại, cái này để thiên huyền phía dưới ma đạo tu giả mất đi cơ hội. Mà thiên huyền trở lên ma tu, lại bởi vì nó uy lực có hạn, liền cũng khinh thường tại đi tu luyện. Cho nên tránh thức biết cái này ma âm nhiếp hồn chi thuật, ở trên đời này xem như ít càng thêm ít. Thật không nghĩ đến, cô gái áo xanh này vậy mà liếc một chút liền có thể phân biệt ra. Trác Phàm thật sâu nhìn nữ tử kia liếc một chút, khóe miệng cong cong, chậm rãi cúi cúi người nói, cô nương nói là, đáng tiếc tại hạ cũng không truy cầu Đan Đan tiểu thư ý tứ. Làm như thế, cũng bất quá là muốn cho nàng một bài học thôi. Sư bá, đừng nghe tiểu tử thúi này. Hắn dám trước mặt mọi người nhục nhã đệ tử, hiển nhiên là không đem chúng ta Hoa Vũ lâu để vào mắt. Tiếu Đan Đan nghĩ tới vừa mới loại kia cợt nhả đến thực chất bên trong trò hề, liền một mặt phẫn nộ, hai cái mắt to ngập nước bên trong, sớm đã tràn ngập nước mắt. Thế nhưng là, áo xanh nữ tử kia lại là lạnh lùng liếc nàng một cái, quát to, im miệng, còn ngại không đủ mất mặt a. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía Trác Phàm nói. Nếu không phải biết rõ ngươi sự tình có nguyên nhân, riêng là ngươi dám ở Hoa Vũ Thành xử suất như thế mị hoặc nữ tử tà pháp, bổn tọa liền đã sớm đem ngươi đem ra công lý. Nói, nữ tử áo xanh chuyển mà đi tới Đồng Hiểu Huyền trước mặt, tự thân vì nàng phủ thêm một kiện lụa mỏng, xin lỗi nói, cô nương, Đan Đan đứa nhỏ này bị sư phụ nàng làm hư, sau khi trở về bổn tọa nhất định nghiêm trị, thì xin ngươi đừng tính toán. A, không dám. Đồng Hiểu Huyền tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, kinh hô một tiếng liền cuống quýt cúi thấp đầu. Cười nhạt một tiếng, nữ tử áo xanh quay đầu bay lên không trung, hai đầu xanh mang bắn xuống, đem Tiếu Đan Đan cùng đã hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Vũ lôi đi. Chỉ là, đang bị lôi đi trước, Tiếu Đan Đan cái kia như muốn cắn người ánh mắt lại là hung hăng chừng lấy Trác Phàm. Bất quá Trác Phàm lại cũng không thèm để ý,
hắn chỉ là để ý áo xanh nữ tử kia lúc gần đi, như có như không nhìn về phía hắn ánh mắt. Tuy nhiên tia mắt kia cực kỳ bí ẩn, nhưng là lấy Trác Phàm hiện tại nguyên thần cường độ, lại là có thể dễ dàng phát giác được. Chẳng lẽ, ta thân phận đã bại lộ? Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn nữ tử áo xanh bay đi phương hướng, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Hiền đệ. Lúc này, Đồng Thiên Bá mang theo Đồng Hiểu Huyền cùng bốn tên trưởng lão vội vã đi vào Trác Phàm trước mặt, cho hắn mở trói, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, lần này nhờ có ngươi a, bằng không chúng ta Đồng ra nhưng là không còn mặt mũi. Mẹ hắn, cái này bảy thế gia địa bàn, quả nhiên không phải tốt ngốc địa phương. Tống đại ca, cảm ơn ngươi. Đồng Hiểu Huyền chăm chú trên thân lụa mỏng xanh, ngây ngô nói. Không để ý đến bọn họ cảm tạ chi từ, Trác Phàm chỉ là cau mày, xa nhìn nơi xa, hỏi, Đồng huynh, áo xanh nữ tử kia là ai? Nghe được lời này, Đồng Thiên Bá trên mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu, Đệ Nhất Lâu, Thanh Hoa Lầu Lâu Chủ, Tần Hái Xanh. Ai, lần này may mắn là đụng phải vị này Thanh Hoa Lâu Chủ, nghe đồn nàng bình dị gần gũi, làm người cương chính, từ trước tới giờ không ức hiếp thế gia con cháu. Như là đụng phải mẫu đơn lâu chủ cái kia bao che cho con tính tình nóng này, hừ hừ, vậy chúng ta nhưng là ăn không ôm lấy đi đi. Thì ra là thế, khó trách tu vì thâm hậu như thế, lại là lâu chủ. Trác Phàm rõ ràng gật đầu, thở sâu, xoẹt một tiếng liền đem cái kia thanh sắc dây lụa cho đứt đoạn. Thấy tình cảnh này, Đồng Thiên Bá bọn người lần nữa giật mình. Hiền đệ, người thực lực bây giờ làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây chính là Thanh Hoa Lầu lâu chủ tự mình trói chặt, mặt trên còn có nàng nguyên lực phong ấn, ngươi lại có thể không dựa vào ngoại lực, trực tiếp vỡ ra. Như là như nhìn quái vật mà nhìn xem Trác Phàm, Đồng Thiên Bá kinh dị nói, hiện tại, ta thật sự là càng ngày càng không nhận ra ngươi. Cười lớn một tiếng, Trác Phàm thờ ơ bái bái tay, xuất ra một bình sứ nhỏ, tuy nhiên chúng ta Tống gia là tam lưu gia tộc, nhưng cũng có gia truyền bí bảo. Nhìn. Đây chính là chúng ta gia truyền đoán thể đan. Cũng là dựa vào nó, ta hiện tại cường độ thân thể, so với bình thường đoán cốt cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Wow, cái này sao có thể? Đoán thể đan chỉ là tứ phẩm đan dược, có thể có loại này nghịch thiên thần hiệu, làm cho đoán cốt nhất trọng trực tiếp đánh bại đoán cốt thất trọng, còn có thể đem thiên huyền cao thủ thiết lập hạ cấm chế cưỡng ép mở ra. Đồng Thiên Bá mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Khẽ cười một tiếng. Trác Phàm lộ ra nụ cười đắc ý, nếu là cái này đoán thể đan cùng hắn đan dược một dạng, còn có thể nói là chúng ta Tống gia bất truyền chi bí a. Nếu là không có cái này có chút tài năng, ta lại sao dám tới tham gia cái này bách đan thịnh hội. Nhìn lấy cái kia dương dương đắc ý biểu lộ, Đồng Thiên Bá bọn người cuối cùng có chút tin tưởng, trên mặt hiển lộ ra vẻ hâm mộ. Nghĩ không ra một cái tam lưu trong gia tộc, còn có thứ đồ tốt này. Thế nhưng là bọn họ không biết là, đây chẳng qua là Trác Phàm qua loa tắc trách chi ngôn thôi. Đoán thể đan cũng là cái tứ phẩm đan dược, nào có như vậy nghịch thiên dược hiệu. Hắn hiện tại có chút bận tâm là, nếu là cái kia Tần Hái Xanh đã biết thân phận của hắn, vì sao không ngay mặt vạch trần. Vẫn là sợ đánh không lại chính mình, đi gọi trợ thủ. Như là như vậy lời nói, hắn lưu tại nơi này, chỉ làm cho Đồng gia huynh muội mang đến phiền phức. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng nói ách, Đồng huynh, tại hạ còn có chút việc gấp, liền đi trước, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Ai, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đây, ngươi cái này liền đi. Đồng Thiên Bá còn muốn giữ lại, nhưng Trác Phàm đã là khoát khoát tay, như một làn khói không thấy bóng người. Nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, Đồng Thiên Bá sững sờ một trận, thở sâu, một mặt cảm khái nói ai. Tống huynh đệ thật sự là vĩ trượng phu, thi ân bất cầu báo a. Uyển Nhi, lúc trước theo cưới hối hận đi. Ca ca. Đồng Hiểu Uyển nhăn nhó lườm hắn một cái, lại là xa nhìn Trác Phàm biến mất bóng lưng, trong mắt xuân luồng sóng chuyển, từng tia tình ý không cần nói cũng biết. Cùng một thời gian, Hoa Vũ Lâu tổng bộ, tiếp khách trong đại sảnh. Một vị dáng người uyển chuyển, toàn thân xích hồng nữ tử chính yên ổn ngồi tại chính giữa đại sảnh. Cùng Thanh Hoa Lâu chủ đồng dạng, trên mặt nàng cũng là mang theo một khối khăn lụa, khiến người ta không nhìn thấy nàng bên trong tuyệt thế phương dung. Nhưng là cái kia mị nhãn như tơ, lại là khiến người ta nhìn một chút liền ngăn không được tim đập nhanh hơn.
thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nàng bên tay trái vị trí, là cái trung niên nam tử, một cái so nữ nhân còn muốn tinh tế tay ngọc, chính đang không ngừng vuốt ve bên miệng hai liếc rìa mép, nhưng là hai cái tặc nhãn lại sớm đã tại nữ tử kia trước người băn khoăn rất lâu. Phú Mị lườm hắn một cái kia nữ tử áo đỏ không khỏi cười khẽ một tiếng, Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm vào nô gia nhìn, chẳng lẽ nô gia trên người có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Khụ khụ khụ, mẫu đơn lâu chủ chê cười. Bất giác ho khan hai tiếng, trung niên nam nhân kia cười xấu hổ cười nói, tại hạ chỉ là kỳ quái, vì sao quý lầu tổng lâu chủ không tại, muốn mẫu đơn lâu chủ tự mình đãi khách. Hi hi ha ha, chẳng lẽ Lâm trưởng lão ngại mẫu đơn đãi khách không chu toàn, muốn tổng lâu chủ tự mình đãi khách sao? Cái kia mẫu đơn lâu chủ khẽ cười một tiếng, hướng Lâm trưởng lão nháy mắt mấy cái. Cái này nháy mắt, kém chút đem cái này Lâm trưởng lão hồn đều muốn câu dẫn. Khóe miệng chảy xuống một tia ngụm nước đều không tự giác ây. Mẫu đơn lâu chủ đãi khách chu đáo, rất tốt, ha ha ha. Hừ, lão hủ đến đây là tham gia bách đan thịnh hội, cũng không phải đến nhìn người hai liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên, mẫu đơn lâu chủ bên tay phải, một phí tóc đỏ lão giả khinh thường nhìn lấy hai người, gầm thét lên tiếng, nếu là bách đan thịnh hội còn không cử hành. Lão phu nhưng còn có đừng muốn sự tình muốn làm, thì tha thứ không phụng bồi. U Minh Cốc ngũ trưởng lão, ngài sao lại tức giận lớn như vậy a? Mẫu đơn lâu chủ liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, chừng nào thì bắt đầu bách đan thịnh hội, đó là chúng ta tổng lâu chủ quyết định. Hiện tại các đại thế gia còn chưa tới đủ, chỗ nào có thể bắt đầu đến. Mẫu đơn, người đừng nghe lão gia hỏa này đánh rắm. Mấy ngày này, bọn họ U Minh Cốc bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử, liền giết tam đại trưởng lão, sớm đã danh dự mất hết, nơi nào còn có tâm tình gì tham gia bách đan thịnh hội. Lúc này, ngũ trưởng lão đoán chừng còn tại nhớ, lúc nào có thể đem tiểu tử kia cho xử lý. Nếu không, cả ngày lo lắng chính mình trưởng lão lúc nào liền bị rất là kỳ lạ xử lý, nơm nớp lo sợ, cũng không chịu nổi a, ha ha ha. Lâm Tử Thiên, thả ngươi nương cầu thí. Nếu là gặp phải tiểu tử kia, nói không chừng các ngươi khoái hoạt lâm còn không bằng chúng ta U Minh Cốc, chết trưởng lão càng nhiều. Ngũ trưởng lão chợt vỗ bàn một cái, đứng dậy, trợn mắt chừng mắt về phía đối diện người trung niên kia. Lâm Tử Thiên cũng là đứng lên, không sợ hãi chút nào chừng mắt ngược trở về, thế nào, người muốn đánh nhau phải không sao? Chỉ một thoáng, hai người toàn thân khí thế đại phóng, mùi thuốc súng chi nồng, hết sức căng thẳng. Thế mà đúng lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Náo nhiệt như vậy, hai vị trưởng lão muốn đánh nhau, vậy liền lại tính toán lão phu một cái đi. Vừa dứt lời, một đạo áo bào xanh bóng người thình lình xuất hiện tại cửa phòng khách. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy người tới là cái một đầu tóc xanh lão giả, thậm chí hắn rìa mép cùng tròng mắt cũng hoàn toàn biến thành xanh biếc, lộ ra quỷ dị vô cùng. Bên hông hắn cài lấy một cái tử kim hồ lô. Không biết bên trong cái gì. Thế nhưng là một thấy người này đến, cái kia Lâm trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liền tất cả đều trong mắt ngưng tụ, trên mặt chậm rãi bỏ lên trên vẻ mặt ngưng trọng. Sư phụ, ngài lão nhân gia quả nhiên uy danh hiển hách. Ngài vừa xuất hiện, bất luận là U Minh Cốc vẫn là khoái hoạt lâm, cũng không dám lên tiếng, ha ha ha. Lúc này, cái kia sau lưng lão giả đi ra một vị 20 trên dưới thanh niên, đoán cốt đỉnh phong thực lực. Nhưng là hắn nhìn đến trong sảnh ba người, lại là không có chút nào nửa phần vẻ kính sợ, ngược lại càng thêm dương dương đắc ý lên. Chỉ một thoáng, ba người trên mặt tất cả đều là một trận tái nhợt, ẩn ẩn có nộ khí phát lên, lại là không tiện phát tác. Cái này nếu như bị người khác nhìn đến, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ba vị thiên huyền cường giả, bị một cái đoán cốt cảnh tiểu tử làm nhục như vậy, thế mà còn có thể nhịn xuống đến, cũng quá mất mặt nhi a. Còn có hay không một chút cường giả tôn nghiêm. Riêng là cái kia ngũ trưởng lão, bình thường từ trước đến nay là cái bạo tính khí. U Minh Cốc đệ tử tuyệt đối đều khó có thể tưởng tượng, hắn lúc nào nén giận qua. Nhưng là bây giờ, cái này ba đại cao thủ xác thực cũng là tại cái này một hoàng mao tiểu tử trước mặt, có giận không dám phát. Bọn họ ngược lại không phải là sợ tiểu tử này, mà chính là kiêng kỵ bên cạnh hắn người kia. Nghiêm lão, ngươi có phải hay không cai quản quản ngươi đệ tử, một chút giáo dưỡng đều không có.
Một cái hậu sinh vãn bối, có như thế nói chuyện với tiền bối sao? Ngũ trưởng lão trong cổ họng ôi ôi hai tiếng, trầm thấp cuống họng nói. Nhưng là, lão giả áo bào xanh kia lại là thờ ơ vuốt vuốt chòm râu, cười nói, U Minh Cốc lão ngũ, làm gì cùng một cái đứa bé tính toán chi ly, có ngươi như thế làm tiền bối a, ha ha ha. Đúng vậy a, ngài liền cái tiền bối dạng đều không có, như thế nào để vãn bối xem ngài là tiền bối kính ngưỡng. Thanh niên kia cũng là khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng. Thân thể bất giác run run, ngũ trưởng lão đã là đầy mặt tăng đỏ bừng, hận không thể hiện tại thì xông đi lên đem cái này hai sư đồ đầu vặn xuống tới. Thế nhưng là suy nghĩ một lát, vẫn là cưỡng chế trong lòng nộ khí, song quyền bất giác chăm chú. Rắc một tiếng, đem cái bàn một góc, tan thành phấn mạt. Lâm Tử Thiên nhìn tức giận ngũ trưởng lão liếc một chút, cũng là trong lòng thầm than một tiếng, hơi có chút kiêng kỵ nhìn về phía lão giả áo bào xanh kia. Cười khan nói, ha ha ha. Nghĩ không ra như thế một cái nho nhỏ bách đan thịnh hội, vậy mà có thể một hơi tụ tập bảy thế gia bên trong tứ đại thế gia, cũng thật sự là náo nhiệt a. Riêng là có Nghiêm lão có mặt áp trận, nghĩ đến lần thịnh hội này nhất định có thể thuận lợi cử hành. Hắc hắc hắc, Lâm Tử Thiên, ngươi không cần âm dương quái khiếu, lão phu biết các ngươi đều không muốn gặp lão phu. Thế nhưng là ai kêu lần thịnh hội này lấy tên bách đan đây? Không có lão phu cái này độc thủ dược vương ra sân, lại sao phối hợp, bách đan, hai chữ. Lão già áo bào xanh kia không chút nào cho Lâm Tử Thiên mặt mũi, mỉa mai lên tiếng, cái kia Lâm Tử Thiên gương mặt ngăn không được co lại, hận hận quay đầu, không để ý tới. Mẫu đơn lâu chủ nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng tức giận. Nhưng là sau khi tức giận, trong mắt nàng còn tản ra từng tia khắc cốt hận ý. Nghiêm Tùng trưởng lão, khẽ cắn môi. Mẫu đơn lâu chủ lạnh lùng nói, chúng ta Hoa Vũ lâu hẳn không có mời qua các ngươi dược vương điện mới là, vì sao các hạ sẽ không mời mà tới? Ha ha ha, mẫu đơn lâu chủ, người tính khí vẫn là như thế nóng nảy a. Trong mắt ánh sáng xanh lóe lên, Nghiêm Tùng cười lạnh một tiếng nói, Thiên Vũ đế quốc bên trong, lão phu muốn đi đâu, liền đi nơi đó, ai có thể cản đến. Lão phu hôm nay liền đến các ngươi Hoa Vũ thành. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem lão phu đuổi đi hay sao? Ngươi! Mẫu đơn quính lên thì muốn xông lên phía trước, cũng là bị Lâm Tử Thiên vội vã cản lại, mẫu đơn lâu chủ, tỉnh táo a. Có chút kiêng kỵ nhìn Nghiêm Tùng liếc một chút, Lâm Tử Thiên thở dài, hướng mẫu đơn lâu chủ đánh cái ánh mắt, lẩm bẩm nói, mong rằng lâu chủ, lấy đại cục làm trọng. Nhìn Lâm Tử Thiên liếc một chút, lại nhìn xem cái kia Nghiêm Tùng. Mẫu đơn lâu chủ giận hừ một tiếng, xoay người, Lâm Tử Thiên lúc này mới yên lòng ra một hơi. Ha ha ha, cái này mẫu đơn lâu chủ làm sao cùng tiểu cô nương một dạng, như thế không giữ được bình tĩnh, còn làm sao có thể làm lâu chủ. Sư phụ, vẫn là ngài nói đúng, một đám đàn bà làm được cái gì đại sự, cái này Hoa Vũ lâu quả nhiên là bảy thế gia bên trong yếu nhất tồn tại. Thanh niên kia đột nhiên lên tiếng trêu đùa. Nghe được lời này. Tại chỗ ba người ào ào ghé mắt, cái này độc thủ dược vương cũng là quá phách lối, liền đồ đệ đều đi theo như thế không coi ai ra gì. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên theo ngoài cửa vang lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta Hoa Vũ lâu tuy nhiên đều là nữ lưu thế hệ, nhưng là tại Thiên Vũ đặt chân ngàn năm, tự có nó tồn tại đạo lý, cũng không phải người nào đều có thể soi mói. Vừa dứt lời. Một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp theo ngoài cửa phiêu nhiên bay trở về, rơi xuống tất cả mọi người trước mặt. Chính là Thanh Hoa lâu chủ, Tần Thái Thanh. Sư tỷ, người rốt cục trở về. Mẫu đơn lâu chủ một tiếng kinh hô, dường như tìm tới người đáng tin cậy giống như, cả kinh kêu lên, người đi nơi nào, nơi này đến khách không mời mà đến, muội muội ta nhưng là hoàn toàn không có cách nào. Nhẹ liếc cái kia Nghiêm Tùng liếc một chút. Tần Thái Thanh khẽ cười nói, còn không phải cho ngươi bảo bối đồ đệ thu thập cục diện rối rắm. Ta sớm nói qua cho ngươi, đối đệ tử muốn chặt chẽ quản giáo, chứ có bôi nhỏ ta Hoa Vũ lâu uy danh. Là ai, nàng phạm chuyện gì? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Thái Thanh thở dài, vỗ vỗ tay. Đón lấy, liền có hai tên nữ đệ tử đem thiếu đan đan để lên đến, giờ này khắc này, trên người nàng y nguyên bọc lấy món kia thanh sắc dây lụa. Thướt tha hoạt bát thân thể mềm mại, làm đến Nghiêm Tùng bên cạnh người thanh niên kia, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Sau đó,
lại có hai tên đệ tử đem đã hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Vũ mang lên. Thiên Vũ! Lâm Tử Thiên giật mình, đuổi bước lên phía trước xem, lại là bỗng nhiên sững sờ, trên mặt thoáng chốc xuất hiện uyển muốn giết người thần sắc, là ai đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này? Tần Thái Thanh không nói gì, nhưng là thanh niên kia lại là biết mà còn hỏi, sư phụ, tiểu tử kia bị thương rất nặng sao? Hắc hắc hắc, nào chỉ là nặng, không chết cũng là phế nhân, người này ra tay, thật sự là độc a. Nghiêm Tùng nhếch nhếch khóe miệng, nhìn có chút hả hê nói. Thanh niên kia không khỏi cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói, khoái hoạt Lâm đệ tử thật sự là không chịu nổi một kích, vậy mà có thể bị người làm bị thương loại trình độ này, xem ra làm sư phụ bản sự cũng không có gì đặc biệt a. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên khẽ cắn môi, hung tợn trừng mắt về phía thanh niên kia, nhưng cũng không dám phát tác. Liếc người kia liếc một chút, Tần Thái Thanh mặt mỉm cười, lắc đầu, tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, người kia ta vừa mới gặp qua, tuổi còn trẻ, thực lực lại không thấp hơn bảy thế gia thiên tài đệ tử. Tiểu huynh đệ tuy là Nghiêm lão môn sinh, nhưng nếu người muốn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa phần chỗ tốt. Thanh niên kia mi đầu lắc một cái, trong mắt lóe lên một tia không ăn vào sắc. Tần Thái Thanh nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Sư tỷ, đã ngươi gặp qua người kia, vì sao không đem hắn bắt đến? Chẳng lẽ hắn thực lực, tại ngươi phía trên? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, hỏi. Lắc đầu, Tần Thái Thanh cười khẽ một tiếng, thế thì chưa hẳn, bất quá ngươi cũng biết ta cá tính, những việc nhỏ bé này, ta sẽ không làm. Nếu thật là người khác khi dễ chúng ta đệ tử, ta tất ra mặt, đáng tiếc a. Nói đến đây, Tần Thái Thanh thở dài nhìn về phía Tiếu Đan Đan, Đan Đan, người đem sự tình chân tướng nói một lần đi. Nhớ kỹ, thành thật khai báo, đừng có nửa phần giấu giếm khoa trương. Vấn đề này ngọn nguồn, ta đều nhất thanh nhị sở. Đúng, sư bá. Tiếu Đan Đan mang theo tiếng khóc nức nở, gật gật đầu. Đón lấy, liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ báo ra. Nghe cái này cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, tại chỗ tất cả mọi người bất giác một trận thổn thức. Bọn họ ngược lại không phải là cảm thán Tiếu Đan Đan khi nhục cái kia Đổng gia huynh muội, bởi vì tại bảy thế gia trong mắt, khác gia tộc cũng chỉ là nô tài mà thôi, khi nhục ngươi lại như thế nào. Mấy nhà khác đệ tử, cũng có làm như vậy, thậm chí so Tiếu Đan Đan càng quá phận, hay xảy ra. Hoa Vũ lâu tại ước thúc đệ tử phía trên, tại trong bảy thế gia khá tốt. Làm bọn hắn để ý nhất là, Trác Phàm cách làm. Ngươi khi nhục tới, lão tử không chỉ là vẻn vẹn phản kháng một chút thì xong việc, còn muốn phản nhục trở về, đồng thời phải tăng gấp bội làm nhục trở về, đây là như thế nào thủ đoạn tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão tựa hồ lại liên tưởng đến một cái thân ảnh quen thuộc phía trên. Như thế tác phong làm việc, cùng cái kia giết lão thất Trác Phàm là bực nào tương tự a? Ngũ trưởng lão khẽ vuốt một chút chòm râu, nhìn về phía mọi người, không biết vô tình hay là cố ý nói, ha ha ha. Gần nhất Thiên Vũ đế quốc không biết là làm sao, từ khi ra một cái Trác Phàm về sau, giống như thế gia khác đối với chúng ta bảy thế gia uy nghiêm cũng xem nhẹ rất nhiều. Thế mà liên tiếp có người, dám đối thất thế gia đệ tử xuất thủ. Ai, nếu là lại không ngăn chặn một chút, về sau ai còn sẽ e ngại chúng ta? Hắc hắc hắc. Cái này còn không phải là bởi vì các ngươi U Minh Cốc vô năng, đến bây giờ còn bắt không được tiểu tử kia duyên cớ a. Gây cho chúng ta còn lại 6 nhà, cùng các ngươi cùng một chỗ mất mặt mất hứng. Nghiêm Tùng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngũ trưởng lão cũng không tức giận, chỉ là như có như không nhìn về phía bên cạnh hắn người thanh niên kia, cười nói, đúng vậy a, đây hết thảy đều là chúng ta sai. Thế nhưng là đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Muốn trưởng lão ra mặt đến bãi bình, chẳng phải là càng ném bảy thế gia thể diện sao? Ai, Lâm Tử Thiên, đáng tiếc ngươi không có lại mang cái đồ đệ tới. Nếu không, để ngươi đệ tử đi cho Thiên Vũ báo thù, cũng có thể cho Đan Đan nha đầu này lấy lại thể diện đúng không? Nghe đến lời này, Lâm Tử Thiên còn không có lên tiếng, thanh niên kia đã là trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt đi vào Tiếu Đan Đan trước mặt. Trước mặt tất cả mọi người kéo tay nàng, người đi theo ta, ta thay người báo thù. Không lâu sau, liền không thấy tăm hơi. Thấy tình cảnh này, ngũ trưởng lão lộ ra như có như không ý cười. Buồn cười, tiểu tử này thật là vô pháp vô thiên, lại dám ngay ở lão nương mặt, mang đi lão nương đệ tử.
Mẫu đơn lâu chủ bờ môi run rẩy một chút, không khỏi lên cơn giận dữ mắng to. Nghiêm Tùng lại là cơ tiếu khoát tay một cái nói, ha ha ha. Trên đời này, nữ nhân cuối cùng vẫn là muốn cùng nam nhân chạy. Các ngươi Hoa Vũ lâu, không lâu dài. Nói, hắn một cái lắc mình, cũng biến mất bóng người. Nhìn tới, lão đầu kia cũng có chỗ phát giác. Ngũ trưởng lão ánh mắt khẽ híp một cái, vừa tung người cũng không thấy tăm hơi. Lần này, để mẫu đơn lâu chủ không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao người đều đi. Mi đầu không khỏi động động, Lâm Tử Thiên trong hai con ngươi chớp động lên thâm thúy ánh sáng, nhìn về phía Tần Thái Thanh nói, Thanh Hoa lâu chủ, người xác định người kia không phải gần nhất huyên náo xôn xao. Ác ma Trác Phàm. Cái gì, người kia là Trác Phàm? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, không khỏi che lên miệng nhỏ. Mỉm cười, Tần Thái Thanh trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị tinh quang, ta không xác định, dù sao tiểu tử kia tuy nhiên dị thường, nhưng còn chưa tới có thể giết đến thiên huyền cao thủ cấp độ. Có lẽ, hắn là Trang, Lâm Tử Thiên trong mắt co lại, đột nhiên cười to lên, khó trách liền cái kia độc thủ Dược Vương cũng nhịn không được muốn đi quan chiến một phen, như người kia thật sự là Trác Phàm. Một cái có thể giết được u quỷ thất người. Hắn đổ đệ đi, tất nhiên một con đường chết a. Đến thời điểm Nghiêm Tùng nhất định xuất thủ, chỉ bất quá. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, Tần Thái Thanh cười khẽ một tiếng, cũng không biết, cái này Trác Phàm có thể hay không lại giết đến cái này so u quỷ thất càng thêm nguy hiểm, độc thủ Dược Vương. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên giật mình gật đầu, lẩm bẩm nói, hy vọng hắn, thật sự là Trác Phàm đi. Mặt trời chiều ngã về tây, Trác Phàm một mình dạo bước tại một đầu đường hẹp quanh co phía trên, nhìn như khoan thai tự đắc, nhưng là hắn nguyên thần lại là một mực khuếch tán ra, lưu ý lấy bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay. Bất quá, qua một đoạn thời gian rất dài, vẫn không có bất luận cái gì cao thủ đuổi theo dấu vết. Chẳng lẽ, là ta suy nghĩ nhiều, lão tử thân phận cũng không có bại lộ. Trác Phàm trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Không biết qua bao lâu, tại cái kia đường nhỏ phần cuối, xuất hiện một mảnh tàn phá nhà ngói nhóm. Nơi này, tụ tập đầy ắp cùng Trác Phàm mặc lấy một dạng người nhóm, đều là tam lưu gia tộc con cháu. Uy, nơi này là của ta giới, người đem người đồ vật lấy đi, khác chiếm lão tử địa phương. Đánh rắm, nơi này là lão tử tới trước, lúc nào thành ngươi địa bàn, mau cút xéo. Tiểu tử, người mở to ánh mắt không có, dám dẫm bản thiếu gia chân. Người biết bản thiếu gia là ai chăng? Hừ, bổn công tử chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nếu là cái đại nhân vật, còn có thể chạy đến nơi này đến, chuyện cười. Phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này ngay tại chỗ xương bá nhất phương tam lưu tiểu gia tộc, ở chỗ này chỉ là một đám bị người xem thường người yếu thôi. Bất quá dù vậy, những người yếu này y nguyên sẽ vì những thứ này bị người khác vứt bỏ một mẫu ba phần đất tranh đấu không nghỉ. Hừ, một đám không có tiền đồ vật, tam lưu quả nhiên là tam lưu, bùn nhão không dính lên tường được, khó trách đem các ngươi an bài tại cái này xóm nghèo. Lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút, Trác Phàm không khỏi bĩu môi, không còn đi xem bọn hắn. Bởi vì những người này, căn bản nhập không ánh mắt hắn. Đạp đạp đạp. Trác Phàm từng bước đi thẳng về phía trước, hai mắt càng không ngừng quét về phía hai bên ngói bể phòng, nhìn có rảnh hay không còn lại vị trí. Bất quá cùng nhau đi tới, phần lớn đều bị người chiếm. Những người kia nhìn đến hắn đi qua, cũng đều tràn ngập căm thù ánh mắt, sợ Trác Phàm đoạt bọn họ ổ. Loại sự tình này, nơi này phát sinh không chỉ một lần, cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh. Nhưng là Trác Phàm đối với cái này lại khịt mũi coi thường. Hắn mỗi một lần động thủ đều là vì nhất định phải đạt đến mục đích. Làm một ở giữa phá nhà động thủ, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhưng là, cùng nhau đi tới, hắn lại căn bản không có phát hiện một gian hư không phòng. Thật chẳng lẽ để hắn động thủ đoạt một gian, bằng không, liền muốn lộ thiên ở trên mặt đất. Bỗng nhiên, Trác Phàm cước bộ trì trệ, dừng lại. Nhìn về phía trước hai mắt bất giác hơi hơi động động, trên mặt hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu đi. Nhìn về phía người khác. Tại những thứ này ngói bể phòng phần cuối, còn có một mảnh có chút quạnh quẽ nhà, nhìn qua muốn so phía trước đi qua còn tốt hơn chút, nhưng không ai ở xuống. Có thể nói, cùng phía trước cái kia hối hả hỗn loạn so sánh,
đằng sau cái kia một mảnh nhà, quả thực là rộng mở trong sáng a. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tất cả mọi người, các ngươi ngốc a, ở chỗ này rằng co, đằng sau những phòng ốc kia căn bản không người ở a. Hừ, ngươi mới ngốc đâu, ngươi nếu là muốn chết, vậy liền về phía sau ở đi. Trác Phàm vừa dứt lời, lập tức liền có người khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh, thì có người hảo tâm khuyên nhủ, huynh đệ, ngươi nếu là muốn tìm một chỗ đặt chân, đến ta nơi này a, ta cho ngươi chuyển cái vị trí, nhưng tuyệt đối đừng vào bên trong. Vì cái gì? Trác Phàm nghi ngờ nói. Bất đắc dĩ thở dài, người kia lắc lắc đầu nói, ai, ngươi là vừa tới, không biết. Mặt sau này ở là một cái ôn nữ, toàn thân cao thấp đều có độc. Lúc trước những cái kia không rõ nội tình người, cũng là ở phía sau cái kia mảnh trong phòng, cho dù không cùng cái kia ôn nữ tiếp xúc qua, cũng là không ra 3 ngày thì chết hết. Đúng vậy a, dân bản xứ coi như lại nghèo khổ, cũng căn bản không dám tới nơi này đặt chân. Cũng chính là mấy tháng này, Bách Đan Thịnh Hội tổ chức trong lúc đó, Hoa Vũ Thành địa phương không đủ, mới đem chúng ta an bài tại địa phương quỷ quái này. Mẹ hắn, cái này Hoa Vũ lâu thân là Hoa Vũ Thành chủ nhân, làm sao không đem cái này ôn nữ đuổi đi, còn lưu tại nơi này hại người. Nghe lấy những người này càng không ngừng chửi mắng, Trác Phàm lại là trong lòng cười lạnh. Cái kia ôn nữ coi như lại đáng sợ, cũng là người ta tới trước. Các ngươi những thứ này ngoại lai tu hú chiếm tổ chim khách không nói, còn muốn đuổi đi người ta, nói không chừng còn có người muốn giết chết nàng. Đến tột cùng người nào càng đáng sợ, không cần nói cũng biết. Không tiếp tục nghe những người kia líu díu, Trác Phàm tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, quay người hướng cái kia mảnh bị ôn dịch bao trùm khu vực đi đến. Huynh đệ, ngươi không muốn sống. Không sao, mệnh ta lớn cực kỳ. Trác Phàm không quay đầu lại, khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Bất luận là ôn dịch vẫn là kịch độc, cho dù người khác e sợ cho tránh không kịp. Hắn cũng không cần lo lắng. Thiên ma đại hóa quyết có thể tan đi thế gian vạn vật, tự nhiên cũng bao quát độc này vật tật bệnh. Chậm rãi đi vào mảnh này bị ôn dịch bao trùm khu vực, Trác Phàm càng đi vào trong, nhiệt độ liền càng thấp. Cái này khiến Trác Phàm mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng nghi hoặc. Hắn thật không có cảm giác đến nơi đây có cái gì độc vật ôn dịch, ngược lại là cái này khác thường hoàn cảnh biến hóa, lại là có chút cùng trận pháp có quan hệ. Người nào? Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, Trác Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại một mảnh ngói bể gian phòng, một cái toàn thân bị vải bố bao khỏa cô gái nông thôn chính không nháy mắt theo dõi hắn. Tuy nhiên thôn nữ kia toàn thân cao thấp ẩn vào vải bố bên trong, nhìn không ra vóc người, hơn phân nửa bộ mặt cũng bị che chắn lên, nhưng là cặp kia linh động hai con ngươi, lại là để Trác Phàm nhìn một cái, liền ngăn không được mà ngơ ngác. Trác Phàm thề. Đây là hắn gặp qua lớn nhất rung động lòng người đôi mắt. Con mắt thật đẹp, Trác Phàm thở sâu, từ đáy lòng tán thán nói. Thôn nữ kia sau khi nghe được, tựa hồ gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, hai con ngươi hơi hơi trầm thấp, nhưng là rất nhanh liền biến đến băng lãnh vô tình, ngươi là ai, ai để ngươi đến nơi đây? Ách, tại hạ Dạ Vũ Thành Tống Ngọc, trước tới tham gia Bách Đan Thịnh Hội. Bởi vì là tam lưu gia tộc, cho nên chỉ có thể đặt chân nơi đây. Trác Phàm lập tức chắp tay một cái, giả bộ làm một cái chất phác thư sinh cười nói. Khẽ cau mày, thôn nữ kia quát lạnh lên tiếng, muốn đặt chân đến phía trước đi, ngươi chạy nơi này chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Cô nương, tại hạ cho rằng, chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như Thái Sơn. Phía trước những người kia đều là vì tư lợi, vòng ân phụ nghĩa chi đồ, ta khinh thường cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Nếu như có thể lời nói. Ta tình nguyện chết tại cái này một mảnh cô tịch bên trong. Ngốc tử, chớ cùng ta dở giọng văn vở, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thôn nữ kia lạnh hừ một tiếng nói. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm đột nhiên lộ ra một bộ khóc tang khuôn mặt. Ai, cô nương, nói thật cho ngươi biết đi. Phía trước tranh địa bàn tranh đến quá lợi hại, ta đánh không lại bọn hắn a. Ngươi nếu để cho ta ra ngoài, bọn họ không phải đem ta đánh chết không thể. Đối với lý do này, thôn nữ kia ngược lại hơi hơi gật gật đầu, có mấy phần tin tưởng, thế nhưng là Trác Phàm cái này trước sau thái độ tương phản quá lớn a, làm cho nàng cũng ngăn không được sững sờ, có điều rất nhanh,
hai mắt liền lại lãnh lệ, ngươi sợ bọn họ đem ngươi đánh chết, chẳng lẽ thì không sợ ta sao, ngươi có biết ta là ai không? Biết, biết. Trác Phàm hoảng vội vàng gật đầu, như con gà mổ thóc đồng dạng, ta nghe bọn hắn nói qua, nơi này có cái ôn nữ, toàn thân kịch độc, chắc chắn là ngài đúng không? Bất quá, ta tình nguyện bị ngài hạ độc chết, cũng không muốn bị bọn họ đánh chết. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong. Im miệng, ta nói qua chớ cùng ta dở giọng văn vở. Thôn nữ kia giận quát một tiếng, hai con người hai bên đi loanh quanh, suy nghĩ một lát sau, duỗi ra một cái xanh thẳm ngón tay ngọc, chỉ một gian ngói bể phòng nói, về sau ngươi ngủ nơi này, nhớ kỹ, buổi tối không nên tùy tiện đi lại, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, cô nương, ta cam đoan không loạn đi. Trác Phàm một trận bận bịu gật đầu không ngừng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thôn nữ kia đã không thấy tăm hơi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm vừa mới còn thành kính cung kính ánh mắt, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng. Cô nương này tu vi, lão tử vậy mà nhìn không thấu, chẳng lẽ đã đến thần chiếu cảnh, còn là căn bản chính là một người bình thường. Thế nhưng là nếu là một người bình thường, đối mặt ta cái này đoán cốt cao thủ, như thế nào lại có khí thế như vậy? Hừ, có ý tứ. Trác Phàm nhếch miệng lên, ngược lại đi vào cái kia ngói bể trong phòng, đã ngươi không cho ta buổi tối đi ra ngoài, nghĩ đến ban đêm sẽ có chuyện gì, lão tử thì hết lần này tới lần khác ban đêm đi dò xét ngươi nội tình. Nghĩ như vậy, Trác Phàm liền trực tiếp ở trên mặt đất bắt đầu tĩnh tọa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, liền tiến vào đêm khuya. Ông! Bỗng nhiên! Một trận kỳ dị ba động từ xóm nghèo tận cùng bên trong nhất truyền ra, tiếp lấy toàn bộ xóm nghèo nhiệt độ bắt đầu cực hạn hạ xuống. Trác Phàm thình lình lạnh run, chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, quả nhiên không sai, là trận pháp. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một bình sứ nhỏ. Cái kia bên trong chứa, chính là tại vạn thú sơn mạch lúc, có thể tránh né linh thú ẩn khí tức đan. Hiu! Trác Phàm đem một viên thuốc bắn ra không trung, trong chốc lát, một đạo bóng người màu đỏ ngòm liền bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn thoát ra, một miệng đem viên đan dược kia nuốt vào trong miệng. Nhìn lấy cái kia lúc sáng lúc tối huyết anh, Trác Phàm khóe miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung. Huyết anh nuốt cái này ẩn khí tức đan, liền xem như thiên huyền thần chiếu cường giả, cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy có thể phát hiện. Đi thôi. Trác Phàm khẽ quát một tiếng. Cái kia huyết anh liền trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết mang xuyên tường mà qua, hướng về xóm nghèo chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến xóm nghèo tận cùng bên trong nhất vị trí. Mà giờ này khắc này, chỗ đó mặt đất đã là một vùng phế tích. Phế tích bên trong, khắc họa lấy quỷ dị trận thức. Cái thôn kia cô, chính ngồi ngay ngắn trận thức bên trong, ngũ tâm hướng thiên. Không chung một vòng ánh trăng trong ngần. Đang không ngừng đem băng lãnh năng lượng truyền vào trong trận, mà sau khi được từ thôn nữ kia thể nội, lại phát tán ra, làm đến toàn bộ xóm nghèo nhiệt độ chợt hạ xuống. Mà thôn nữ kia mỗi lần thu nạp một lần ánh trăng năng lượng, trên thân liền nổi lên một tầng đạm mạc băng xương. Đồng thời, cô gái nông thôn trên trán lóe qua một đạo lục mang, theo tầng này tầng băng xương tích lũy, dần dần tiêu tan lui xuống đi. Mà mỗi khi giờ khắc này, thôn nữ kia khóe mắt liền sẽ bỗng nhiên quất một chút, tựa hồ tương đương thống khổ. Cấp 3 trận thức, âm nguyệt trận. Trác Phàm trong mắt không khỏi co lại, thở dài, đem huyết anh gọi trở về tới. Hiện tại hắn mới rốt cuộc minh bạch, lúc trước những cái kia đi tới nơi này nhi người là làm sao chết. Ngay từ đầu, hắn cũng tưởng rằng cái kia ôn nữ hạ độc thủ, nhưng là bây giờ xem ra, cái kia ôn nữ chỉ là tại liệu thương mà thôi. Chỉ là những người kia không biết tốt xấu đi đến phụ cận, bị cái kia ánh trăng âm lực nhập thể, thực lực không đủ người, gân mạch tại chỗ đứt từng khúc mà chết. Âm nguyệt trận có thể thu thập nguyệt âm chi lực đến luyện công, nhưng là không nên quá nhiều, dù sao tu giả muốn đạt tới âm dương bình hành mới là tốt nhất. Thế nhưng là cái này ôn nữ lại không phải luyện công, mà chính là muốn áp chế thể nội độc tố, mới hấp thu nhiều như vậy nguyệt âm chi lực. Thế nhưng là như thế cách làm. Chỉ là uống chậm chỉ khát. Nguyệt âm chi lực quá nhiều, hội tổn thương gân mạch, đến sau cùng nói không chừng cũng là một phế nhân. Mà lại, đến lúc đó độc tố bạo phát, đem so với lúc trước còn muốn kịch liệt. Thậm chí, một vụ nổ phát đó là một con đường chết.
Nghĩ tới đây, cho dù là Trác Phàm cái này lão ma đầu, cũng không cảm thấy muốn vì thôn nữ kia liên tục thở dài. Đến tột cùng là như thế nào độc vật, cần nguyệt âm chi lực như thế phương thức cực đoan tới áp chế đây. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, trăng sáng đã ẩn vào núi rừng, thái dương vừa mới bắn ra một tia đạm mạc bạch quang. Ôn nữ khép hờ lấy hai mắt, khoanh chân ngồi tại âm nguyệt trận bên trong, trên thân băng xương dần dần tan rã. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, ôn nữ từ từ mở mắt, lớn lên thở dài một ngụm chọc khí, trong mắt để lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô nương! Đột nhiên, kêu to một tiếng thình lình vang lên, Trác Phàm như cùng một tiểu tử ngốc giống như, trong ngực ôm lấy một đống đủ loại màu sắc hình dạng trái cây, lảo đảo hướng ôn nữ cái phương hướng này chạy tới. Đôi mắt không khỏi rung động động một cái, ôn nữ vội vàng đứng lên, một phất ống tay áo, bốn phía mảng lớn ngói thạch liền ào ào bay xuống cái kia đại trận bên trong, đem trên mặt đất trận pháp che giấu. Sau đó, nàng mới một mặt tức giận nhìn lấy một đường chạy tới Trác Phàm, giọng căm hận nói, không phải để ngươi không nên chạy loạn a, ngươi tới nơi này làm gì? Ách, cô nương, ngươi nói đúng không để cho ta buổi tối chạy loạn, nhưng là bây giờ đã là ban ngày. Trác Phàm dường như không có phát hiện mặt đất đại trận giống như, một mặt vô tội chỉ bầu trời. Cái kia ôn nữ không khỏi trì trệ, trên mặt lóe qua một đạo đỏ bừng, đúng là không phản bác được, nhưng rất nhanh liền lại thanh sắc câu lệ nói, ngươi phải ở lại chỗ này, vẫn sống ở đó cái phòng rách nát liền tốt, coi như ban ngày cũng đừng lộn xộn. Nếu không, thì cút cho ta. A, à, nghe được lời này, Trác Phàm đột nhiên khẽ giật mình. Giả bộ là chịu cái gì vô cùng lớn ủy khuất giống như, một chương mới vừa rồi còn ánh sáng mặt trời bốn phía khuôn mặt, lập tức liền tiêu nghỉu xuống, có chút tịch mịch xoay người. Nhưng là rất nhanh, thì thân thể trì trệ, lại thay đổi trở về, đem trong ngực trái cây phóng tới ôn nữ trước mặt. Cô nương, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, những trái này là ta sáng sớm hái, mời ngươi ăn, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Nói xong, Trác Phàm lại thở dài, đi dạo. Tản bộ hướng về đi. Nhìn cái kia có chút tiêu điều bóng lưng, đúng là tràn ngập cô tịch cùng tang thương, thậm chí còn mang theo một điểm nhỏ oan khuất một dạng. Ôn nữ liếc hắn một cái, lại nhìn trước mắt trái cây, không khống chế được cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cầm lấy một cái chậm rãi nhét vào mảng che mặt dưới. Trác Phàm tuy nhiên đưa lưng về phía ôn nữ, nhưng ở cường đại thần thức tác dụng dưới, lại là đối nàng mọi cử động giải vô cùng. Không khỏi khóe miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung. Chỉ cần nàng tiếp nhận chính mình trái cây, vậy liền chứng minh chính mình trong lòng nàng có sơ bộ ấn tượng, đến tiếp xuống cũng là tiến một bước cùng nàng tiếp xúc, làm rõ ràng trong cơ thể nàng độc vật là cái gì. Đồng dạng thiên tài địa bảo bên trong, khởi tử hồi sinh dược tài cùng khiến người vong mạng độc vật, chẳng qua là cách nhau một đường thôi. Cái này bách đan thịnh hội còn chưa bắt đầu trước. Hắn cũng không biết cái kia đi đâu tìm những cái kia hy hữu dược vật. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng theo cái này ôn nữ thân thể phía trên ra tay, có lẽ sẽ có đầu mối gì. Hắc hắc hắc, nữ nhân loại sinh vật này dễ dàng gạt người nhất, nhưng ngược lại, cũng dễ dàng nhất bị lừa. Trác Phàm trong lòng một trận cười lạnh, biến mất tại ôn nữ nhìn chăm chú trong ánh mắt. Lúc xế trưa, mặt trời nhô lên cao. Ôn nữ giống thường ngày ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, đón cái kia chói mắt ánh sáng mặt trời, một hít một thở, phun ra nuốt vào lấy nóng rực chi khí. Đột nhiên, từng tiếng ồn ào tiếng gào truyền vào trong tai nàng, làm cho nàng nhướng mày, tâm thần không yên lên. Trong mắt lóe lên một đạo tức giận, ôn nữ một cái bước xa hướng thanh âm truyền đến chỗ tiến đến. Thế nhưng là khi nàng đến lúc, đã thấy nơi đó đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người. Rất nhiều người đều đang không ngừng gọi, đánh chết hắn, đánh chết cái tiểu tử thúi kia. Ôn nữ nghi hoặc, tiến lên xem xét, đã thấy Trác Phàm chính cùng ba cái đoán cốt cảnh cao thủ, giống đầu đường lưu manh một dạng chật đánh nhau, không có chút nào phong phạm cao thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nữ vốn định xoay người rời đi, nhưng đúng lúc này, Trác Phàm lại là lôi kéo cuống họng hô lớn, không cho phép các ngươi làm nhục nàng, nàng là người tốt. Ta dựa vào. Cái kia ôn nữ không biết hại chết bao nhiêu người, người còn thay nàng nói chuyện, quả thật đáng chết. Một cái cùng Trác Phàm trận đánh nhau đại hán không khỏi giận quát một tiếng, ba ba hai bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Bất quá, Trác Phàm y nguyên cường ngạnh ngẩng đầu, tuy nhiên mặt mày xám xịt, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra bất khuất chi sắc.
Hừ, mọi thứ đều nên giảng cái tới trước tới sau đi. Người ta trước ở chỗ này, các ngươi đến thì chiếm lấy nàng chỗ ở, sau cùng không biết chết như thế nào, còn muốn đem bộ ỉa đội lên một cô nương trên đầu, các ngươi còn tính hay không nam nhân? Ha ha, tiểu tử này thế mà còn mạnh miệng, giết chết hắn. Đúng, Lưu tiểu tử này thì là kẻ gây họa, nói không chừng hắn cùng cái kia ôn nữ là một đám, cũng là muốn hại chết chúng ta, giết chết hắn. Giết chết hắn, giết chết hắn. Người chung quanh cũng theo hô to lên tiếng. Ôn nữ nhìn lấy đây hết thảy, thân thể bất giác run run, trong mắt lóe lên một đạo tức giận. Dừng tay. Một tiếng thanh thúy hét lớn, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, che lại cái kia chấn thiên hoàn toàn hô to âm thanh. Mọi người cùng nhau giật mình, quay người nhìn qua, lại là tất cả đều dọa đến thân thể run run, vội vã lui về phía sau 10 bước xa. Là ôn nữ, mọi người cẩn thận, khác dựa vào nàng quá gần. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cách ôn nữ xa xa, liền những cái kia đem Trác Phàm đè xuống đất đánh đập ba cái đoán cốt cao thủ, cũng tất cả đều dọa đến chạy vội rời đi. Ôn nữ một cái bước xa đi vào Trác Phàm trước mặt, đem hắn kéo, sau đó cũng không thèm nhìn hắn tất cả mọi người, mang theo Trác Phàm tiến vào cái kia mảnh ôn dịch bao trùm khu. Nhìn lấy hai người dần dần biến mất bóng lưng, toàn bộ nhân tài thật dài phun một ngụm khí, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Chia tiền, chia tiền. Liếc nhìn nhau, đột nhiên, có người hô to một tiếng, nơi này tất cả mọi người liền lại tụ tập lại một chỗ. Mà trước mặt bọn hắn trưng bày là, linh thạch xếp xây một tòa núi nhỏ. Cái kia chướng mắt ánh sáng, làm cho tất cả mọi người tâm đều ngăn không được cấp tốc nhảy lên. Wow, cái này cần có hơn vạn khối đi. Tiểu tử kia cũng hẳn là Tam Lưu gia tộc con cháu, làm sao có thể tùy thân mang nhiều linh thạch như vậy. Này, người khác sự tình con mẹ nó ngươi ít hỏi thăm, đã có người chi tiền muốn bị đánh, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nơi này tổng cộng 50.000 khối, vị thiếu gia kia nói, mỗi người 1.000 khối, ai cũng khác lấy thêm a. Hắc hắc hắc, ta biết, người này nhất định là muốn pha ôn nữ, mới để cho chúng ta phối hợp diễn như thế một màn kịch. Thế nhưng là tại cái này Hoa Vũ Thành bên trong, muốn phao cũng là phao Hoa Vũ lâu đệ tử. Hắn chán sống, cùng ôn nữ cùng một chỗ. Đụng. Thế mà, người kia vừa dứt lời, trên đầu liền bị người hung hăng đánh nhất quyền. Không khỏi giật mình, người kia quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đại hán chính trợn mắt theo dõi hắn. Sớm cùng các ngươi những người này nói qua, lấy tiền liền đem sự kiện này quên, ai cũng không cho phép sách. Nếu là bởi vì một hai cái miệng tiện, để lộ tin tức, tất cả chúng ta đều được mất mạng. Ách, không phải liền là một cái thiếu gia nhà giàu a, có đáng sợ như vậy. Coi như hắn là gia tộc nhị lưu. Người kia còn muốn giải thích, nhưng đã là bị đại hán kia một bàn tay vỗ bay ra ngoài, tên khốn kiếp, để ngươi đừng nói. Các ngươi là chưa thấy qua, đắc tội người này, các ngươi căn bản sẽ không muốn biết hậu quả là cái gì. Nói đến đây. Đại hán kia đã là cả người toát mồ hôi lạnh, sưng đỏ song quyền không khỏi run run, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dường như lại nhìn đến cái kia hóa thành cho bụi thi thể. Trác Phàm xuất thủ, chỉ làm cho hắn một người nhìn đến, cho nên cũng chỉ có hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Trác Phàm đáng sợ. Người khác tuy nhiên chưa thấy qua Trác Phàm chính thức xuất thủ, nhưng là đại hán này tại trong bọn họ là thực lực mạnh nhất. Liền hắn đều là bộ dáng này. Có thể nghĩ, Trác Phàm là kinh khủng bực nào nhân vật. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người im lặng, ngoan ngoãn lĩnh linh thạch, tan ra bốn phía. Một phương diện khác, ôn nữ tướng Trác Phàm mang về cái kia tiểu phòng rách nát bên trong, nhìn lấy hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bình sứ nhỏ, lạnh lùng nói, ăn nó. Trác Phàm biết đây là thuốc chữa thương, nhưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác không ăn. Phải biết. Hắn là ngũ phẩm ma bảo thân thể, những cái kia đoán cốt cảnh người sao có thể thương tổn hắn. Những thứ này thương tổn đều là chính hắn tạo thành, vì cũng là gọi lên ôn nữ thương tiếc chi ý. Thế nhưng là, hắn như cứ như vậy ăn viên này thuốc chữa thương, ôn nữ lập tức quay đầu bước đi. Cho nên hắn cố ý biểu hiện được rất quật cường, giống như một cái sinh khí hài tử. Bất quá ôn nữ gặp này, lại là không rõ ý, nghi ngờ nói, thế nào, người sợ cái này có độc. Ta liền ngươi cũng không sợ, còn sợ một viên thuốc. Trác Phàm giận hừ một tiếng, quyệt miệng nói, ngươi không phải để cho ta xéo đi à,
vì sao còn phải cứu ta? Ôn nữ thật sâu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, vậy ngươi vì sao còn muốn tại trước mặt bọn hắn bảo trì ta, không sợ bị bọn họ đánh chết sao? Nếu là ta đến chậm một bước, ngươi khả năng thực sẽ mất mạng. Trác Phàm trong lòng cười thầm, hắn biết trước một đêm hấp thu qua nguyệt âm chi lực người, ngày thứ hai nhất định muốn tại cực dương vị trí, hấp thu ánh nắng nóng rực chi khí, dùng cái này đến ôn nhuận gân mạch. Nếu không thực lực mạnh hơn cao thủ, cũng chịu không được nguyệt âm chi lực ăn mòn. Hắn sớm đã nhìn chính xác thời gian, tìm tới cực dương chi địa, cho nên mới sẽ mướn người tại cái kia phụ cận cùng hắn diễn một màn kịch. Ngay tại tính tâm lúc thời điểm tu luyện bị người quấy dày, coi như tính khí cho dù tốt người cũng hội đi xem một cái đi. Có thể nói, cái này tất cả mọi thứ đều tại Trác Phàm trong kế hoạch, vì cũng là công phá cái này ôn nữ tâm lý phòng tuyến, để cho nàng có thể mở rộng cửa lòng tiếp nhận chính mình. Trác Phàm quay đầu nhìn chằm chằm ôn nữ ánh mắt một hồi lâu, thẳng đem nàng chằm chằm đến trầm thấp đầu, không dám nhìn thẳng hắn, mới thâm tình nói, mẹ ta kể, ánh mắt là tâm linh cửa sổ, ánh mắt xinh đẹp người, tâm địa nhất định không xấu. Tỷ tỷ ngươi con mắt đẹp như vậy, còn đuổi theo thu lưu ta, tâm địa nhất định rất tốt. Những người kia nói xấu ngươi giết người, ta tự nhiên muốn bảo trì ngươi danh dự. Trác Phàm như thế trần trụi mông ngựa, dùng một loại tràn ngập đồng chân lời nói ra, đúng là không có chút nào mị tục cảm giác. Dù cho cô nương nghe, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chán ghét tâm tình, ngược lại sẽ có loại đứa nhỏ này nói chuyện thật trực tiếp yêu thích chi ý. Không sai, nam nhân công phá lòng của nữ nhân ý phòng tuyến phương pháp tốt nhất, không phải dỗ ngon dỗ ngọt, mà chính là gọi lên các nàng mẫu tính. Đây là Trác Phàm cùng cái kia Đồng Thiên Bá một trận sướng trò chuyện về sau, cơ bản nhất ngộ. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy cái này Đồng Thiên Bá cùng Tống Ngọc loại người này, đều là phong lưu hoàn khố, sẽ chỉ chút tán gái lừa gạt bị ổi thủ đoạn, không là cường giả gây nên. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn hôm nay thế mà cũng dùng tới. Thật sự là đủ hạng người, tất cả không có ngoại lệ có thể làm sư a. Quả nhiên, cái kia ôn nữ nghe đến hắn lời nói sau, nơi khóe mắt có từng tia đỏ ửng nổi lên, cáu giận nói, miệng lưỡi trơn tru. Nhưng là cái kia trong ánh mắt, đối với hắn lại không có ngăn cách. Cảm tạ đồng huynh, cảm tạ ngươi tán gái kinh nghiệm. Trác Phàm trong lòng cảm khái không thôi, nhưng là trên mặt lại như cùng một cái ngây ngô thiếu niên giống như, cười mở cười ha hả, tỷ tỷ, ta biết ngươi lâu như vậy, còn không biết cái kia xưng hô như thế nào đâu. Cái gì lâu như vậy? Chúng ta tổng cộng mới gặp qua 3 lần mà thôi. Lườm hắn một cái, ôn nữ trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm nói, ngươi. Gọi ta Sở Sở tỷ tỷ đi. Tốt, Sở Sở tỷ tỷ. Trác Phàm như cái bé ngoan giống như nũng nịu giả ngây thơ, liền chính hắn đều cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng là không có cách, nữ nhân thì dính chiêu này. Hiện tại, ngươi có thể đem thuốc uống đi. Sở Sở lại đem thuốc kia bình đưa lên, Trác Phàm mỉm cười. Mở ra miệng rộng, Sở Sở tỷ tỷ đút ta. Thở dài, Sở Sở bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nguyết hắn một cái, nhưng là vẫn duỗi ra một cái trắng nõn tay ngọc, đem cái kia viên thuốc đưa lên. Trác Phàm miệng há lớn, nhìn cái kia tay ngọc dần dần tiếp cận, lại là trong mắt ngưng tụ, mãnh liệt giơ tay bắt lấy nàng cổ tay trắng, một cỗ nguyên lực trong nháy mắt thăm dò vào. T. Chỉ một thoáng, Trác Phàm nguyên lực còn chưa thăm dò vào rất lâu. Một cỗ cực kỳ âm hàn chí âm chi lực lại là bỗng nhiên đem bàn tay hắn chấn khai, từng tia ý lạnh để cho cả bàn tay kết lên đạm mạc băng xương. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn ngược lại không phải là kinh hãi cái kia cực hàn chi lực, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cái kia chính là nguyệt âm chi lực. Hắn kinh dị nhất là, trong khoảnh khắc đó, hắn đã dò xét tra rõ ràng ôn nữ thể nội độc tố. Cái kia đúng là 7 loại lẫn nhau quấn quanh độc vật, mỗi một loại cũng có thể tùy tiện khiến người vong mạng, cùng khởi tử hồi sinh thần dược tương đối, đó chính là thiên hạ chí độc. Mà 7 loại chí độc giao hòa vào nhau, cho dù là thiên huyền thần chiếu cường giả, cũng tuyệt đối là bách độc quấn thân giống như, tại thống khổ tra tấn bên trong chết đi. Trác Phàm không biết người nào ác độc như vậy, thế mà điều phối ra dạng này độc vật. Nhưng là có thể khẳng định là, loại độc này độc tính mạnh. Cũng không phải chỉ dựa vào nguyệt âm chi lực liền có thể áp chế. Mà tại ôn nữ thể bên trong, Trác Phàm còn dò xét ra một loại khác dược vật, cùng cái này 7 loại độc vật chống lại. Cái kia chính là, bồ đề ngọc dịch.
trong mắt bỗng nhiên sáng lên, Trác Phàm bụng mừng rỡ. Bồ đề ngọc dịch chính là chân chính khởi tử hồi sinh thần dược, là thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện chế linh đan dược tài. Chỉ cần một, liền có thể cứu người chết sống lại. Trác Phàm muốn tìm, chính là như vậy thiên tài địa bảo. Ôn nữ chết sống hắn không quan tâm, hắn chỉ biết là, cái này bồ đề ngọc dịch có thể làm cho cái kia khỏa lôi vân tước chứng lớn, lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. Hiện tại hắn muốn làm, thì là như thế nào theo ôn nữ trong miệng moi ra bồ đề ngọc dịch hạ lạc. Loại thiên tài địa bảo này, lại quan hệ đến tính mạng mình, nghĩ đến cái này ôn nữ là sẽ không tùy ý nói ra miệng. Ngươi làm gì? Trác Phàm tất cả suy nghĩ đều tại trong chớp mắt, ngay trong sát na này, Sở Sở đã là bỗng nhiên rút về chính mình tay ngọc, tức giận trừng mắt về phía hắn. Con người hai bên đi loanh quanh, Trác Phàm vội vàng một mặt vô tội nắm lên nàng cánh tay mềm, hai tay êm ái xoa xoa, quan tâm nói, Sở Sở tỉ tỉ, tay ngươi thật mát a, ta cho ngươi ấm áp. Đừng đến một bộ này. Bỗng nhiên quất mở bàn tay, Sở Sở đầy bụng hoài nghi nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi vừa mới vì sao dùng nguyên lực dò xét ta. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm thật sâu thở dài, ai, ta gặp Sở Sở tỉ tỉ sắc mặt không tốt, nhà ta lại là luyện đan thế gia, cho nên muốn nhìn xem có gì có thể giúp một tay, không nghĩ tới tỉ tỉ ngươi lại sẽ hoài nghi ta. Nói đến đây, Trác Phàm tựa hồ đầy bụng ủy khuất, còn cố ý quất vài cái mũi, cho nên tại Sở Sở tâm lại một chút mềm xuống tới, lạnh lùng ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Ta thương tổn. Không phải là các ngươi loại này tam lưu tiểu gia tộc có thể ứng phó đến, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Ai nói? Đột nhiên, Trác Phàm hả ra một phát đầu, như là đứa bé giống như, một mặt không phục nói, chúng ta Dạ Vũ Thành Tống gia, đời đời luyện đan, cha ta dù sao cũng là tam phẩm luyện đan sư, ta tận đến hắn chân truyền. Không tin lời nói, ngươi đi theo ta, ta để ngươi nhìn ta bản sự. Nói. Trác Phàm một tay tóm lấy Sở Sở cánh tay mềm, thì đi ra phía ngoài. Sở Sở sững sờ, tựa hồ quên phản kháng, mặc cho hắn lôi kéo rời đi. Nàng cũng không biết lúc đó nàng là làm sao nghĩ, có lẽ cũng là không muốn ma diệt cái này đại nam hải nhất thời khí phách đi. Trác Phàm lôi kéo Sở Sở đi qua cái kia mảnh ngói bể phòng, tất cả mọi người đã kinh hãi lại sợ mà nhìn xem bọn họ. Đương nhiên, đại đa số người là sợ hãi ôn nữ Sở Sở. Nhưng chỉ có một người, kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trác Phàm bóng người. Cái kia chính là tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ, còn cùng hắn diễn xuất đại hán kia. Rất nhanh, hai người tới Đồng Thiên Bá ở lại cái kia khách sạn. Lần trước bởi vì rời đi quá vội vàng, Tống gia chiếc xe ngựa kia còn một mực lưu tại nơi này. Phía trên trang lấy, là Tống gia dùng tới tham gia Bách Đan Thịnh Hội chỗ siêu tập dược tài, bất quá bây giờ toàn về Trác Phàm tất cả. Huynh đệ, vừa đến chỗ này, thì đối diện đụng tới Đồng Thiên Bá hai huynh muội. Đồng Thiên Bá vui vẻ, đại kêu ra tiếng, Đồng Hiểu Huyền cũng là ngượng ngùng gật đầu, nói khẽ Tống đại ca. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Trác Phàm nắm Sở Sở tay lúc, không biết sao, biểu lộ biến đến cực kỳ không tự nhiên lại. Đồng Thiên Bá cũng chú ý tới điểm này, lúng túng nói ách, huynh đệ, vị này là. Sở Sở tỉ tỉ, ta bạn mới. Trác Phàm cười nói. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, Đồng Thiên Bá liền một ôm cổ hắn, đem hắn kéo đến một bên, nhíu nhíu mày, nói nhỏ, được a, huynh đệ, vừa tới chỗ này thì cua lên một cái. Ha ha ha, nắm đồng huynh hồng phúc. Trác Phàm lời này, thật là phát ra từ đáy lòng. Nếu không phải hôm qua cùng Đồng Thiên Bá cái này tình trường lãng tử một buổi nói chuyện lâu, được ích lợi nhiều. Hắn cái này một lòng chỉ phốc về mặt tu luyện cuồng, sao có thể nhanh như vậy cùng Sở Sở rút ngắn quan hệ. Len lén ngắm Sở Sở liếc một chút, Đồng Thiên Bá hướng Trác Phàm nhíu nhíu mày, lộ ra cái nam nhân đều hiểu nụ cười, huynh đệ, cô nương này dài đến thế nào. Toàn thân bao như thế kín, ta nhưng là thấy không rõ lắm. Nhìn cái kia ánh mắt, hẳn là một cái tuyệt thế mỹ nhân đi. Ách, ta đây không rõ ràng. Dù sao ta cũng chưa từng thấy qua nàng chân thực diện mạo. Nghe đến Trác Phàm lời nói, Đồng Thiên Bá không khỏi giật mình, đại kêu ra tiếng, liền mặt cũng không thấy, con mẹ nó ngươi thì ngâm lên. Nhìn lấy Đồng Thiên Bá cái kia kinh dị ánh mắt, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, vậy thì thế nào, dù sao ta cũng không phải là muốn nàng người. Nói xong,
Trác Phàm một mặt lạnh nhạt theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, chỉ để lại hắn ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, mi đầu chăm chú nhăn lại, làm sao cũng nghĩ không thông, nam nhân vì nữ nhân, không phải vì người, chẳng lẽ là yêu mến. Ta cái này huynh đệ, lúc nào đổi tính? Đồng huynh, ta lập tức xe ngừng chỗ nào? Đồng Thiên Bá còn không có quẹo góc mà đến, liền nghe đến Trác Phàm kêu to một tiếng, hắn chần chờ một hồi, mới trả lời, ngay tại khách sạn hậu viện, các ngươi đi theo ta. Nói, Đồng Thiên Bá mang theo mọi người đi tới hậu viện, mà Trác Phàm vừa nhìn thấy xe ngựa, liền lập tức chui vào, đinh linh cây báng một trận xoay loạn, đem cần dược liệu ném ra. Không có chút nào một chút ổn trọng cảm giác, giống như là cái mao đầu tiểu tử một dạng. Điểm này, Sở Sở nhìn đến không có cái gì, nhưng Đồng Thiên Bá hai huynh muội lại là cũng không khỏi có chút sững sờ. Cái này cùng hôm qua Trác Phàm loại kia, âm trầm tàn nhẫn khí chất hoàn toàn ngược lại a. Có điều rất nhanh, Đồng Thiên Bá liền muốn thông, tâm lý thầm thở dài nói, ai, xem ra ái tình thật có thể để một người nam nhân biến ngốc. Huynh đệ, ngươi luôn hãm a. Không có để ý người khác nghĩ như thế nào, Trác Phàm chỉ là nhìn chằm chằm Sở Sở ánh mắt, giống hài tử đồng dạng cười nói, Sở Sở tỉ tỉ, ngươi nhìn kỹ. Nói, trên tay đột nhiên thoát ra một đám đỏ thẫm nguyên lực chi hỏa, tiếp lấy liền đem mười mấy loại dược tài tất cả đều toàn bộ ném vào. Thế mà, những dược liệu này đi vào về sau, vậy mà tầng thứ rõ ràng, không có chút nào lăn lộn cùng một chỗ. Tốt tinh chuẩn nắm giữ lực. Đồng Thiên Bá trong mắt nhìn không được co rụt lại, không khỏi kêu lên sợ hãi. Cho dù là tam phẩm luyện đan sư, duy nhất một lần cũng nhiều lắm là có thể đem khống 9 loại dược liệu, cái kia cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là Trác Phàm vậy mà có thể dễ dàng như thế nắm giữ mười mấy loại, lộ ra nhưng đã siêu việt tam phẩm luyện đan sư tầng thứ, thậm chí là tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm. Mà tứ phẩm luyện đan sư, chỉ có nhị lưu thế gia mới có. Ngũ phẩm càng là nhất lưu thế gia biểu tượng. Còn ngũ phẩm phía trên luyện đan sư, chỉ có 7 thế gia nhân tài cung cấp nuôi dưỡng nổi. Đồng Thiên Bá quả thực không thể tin được, lần này gặp lại Tống Ngọc Mặt, hắn chẳng những thực lực lên nhanh, liền luyện đan kỹ nghệ cũng có kinh người tiến bộ. Nếu là hắn năm đó có cái này có chút tài năng, liền xem như xuất thân tam lưu thế gia, lão gia tử cũng sẽ không ghét bỏ. Đồng Hiểu Huyền càng là nhìn đến một đôi mắt đẹp bên trong. Dị sắc liên tục. Sở Sở khẽ gật đầu, trong đồng tử lần đầu xuất hiện vẻ tán thưởng. Lấy Trác Phàm bằng chừng ấy tuổi, liền có dạng này tạo nghệ, thực sự đáng quý. Bất quá Trác Phàm cũng không phải chỉ cần tán thưởng liền đầy đủ, nếu là hắn chấn kinh. Chỉ có Sở Sở cảm thấy chấn kinh, đối với hắn luyện đan thuật có lòng tin, mới có thể đem bồ đề ngọc dịch giao cho hắn. Đến lúc đó, hắc hắc hắc. Trong lòng nghĩ như vậy. Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, bàn tay hung hăng nắm lên. Chỉ một thoáng, tất cả dược tài tính cả cái kia đỏ thẫm ngọn lửa, đồng loạt chộp vào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt thì dập tắt. Chỉ là bay ra một chút, đạm mạc khói bụi. Ngươi làm gì? Đồng Thiên Bá giật mình, hơi có chút đáng tiếc nói, còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này có tiến bộ, làm sao liền luyện đan thưởng thức cũng không biết. Ngươi dạng này bỗng nhiên một chút đem tất cả dược tài tụ tập một chỗ. Hỏa diễm cũng dập tắt, quả thực cũng là đem tất cả dược tài đều hủy đi. Sở Sở nhìn lấy đây hết thảy, cũng là lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Tiểu tử này mạo xưng vẫn còn con nít, tâm tính không chừng, làm sao có thể luyện đan. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người một mặt đáng tiếc thời điểm, Trác Phàm lại là nhếch miệng lên, lộ ra một cái thần bí đường cong, thân là một tên luyện đan sư, chính ta đan dược hủy không có, ta còn không biết. Muốn các ngươi nhắc nhở sao? Không khỏi phát ra một tiếng đắc ý cười khẽ, Trác Phàm chậm rãi vươn ra bàn tay. Chỉ một thoáng, một đạo chói mắt hồng quang lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, liền gặp một cái châu tròn ngọc sáng đỏ thẫm đan hoàn, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Làm sao có thể, đan dược thế mà luyện thành? Đồng Thiên Bá không khỏi quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Như thế vi phạm luyện đan quy tắc thủ pháp, thế mà thật luyện thành linh đan. Hơn nữa nhìn đan dược này màu sắc, ngửi đan hương, mặc dù là nhị phẩm đan, nhưng tuyệt đối là nhị phẩm bên trong cực phẩm tồn tại. Thậm chí những cái kia cực phẩm đan, cũng cùng đan dược này chênh lệch rất xa. Nếu như không nên nói, chỉ có thể dùng siêu phẩm đan để hình dung. Sở Sở cũng là trong mắt không khỏi co lại,
trong đôi mắt lần thứ nhất sinh ra chấn kinh chi sắc. Dạng này thủ pháp luyện đan, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng cười trộm không thôi, cái này luyện đan chi thuật, tên là nhất trưởng càn khôn, chính là cửu u bí lục bên trong bí thuật, có thể đem đan dược dược tính trên diện rộng nhất độ bảo lưu lại đến, luyện ra vượt qua cực phẩm đan đan thuốc. Đừng nói là tại cái này phàm giai, liền xem như thánh vực cũng tuyệt không có người biết được. Thượng cổ bí thuật, há lại phàm phu tục tử nhưng là nhìn trộm một hai. Nếu không phải muốn thu hoạch cái kia bồ đề ngọc dịch, hắn cũng không muốn ở trước mặt những người này đem này bí thuật đem ra công khai. Phải biết, như thế bí thuật, đối người khác có lẽ không có gì. Nhưng đối với luyện đan sư tới nói, nhất định sẽ làm cho không ít người chạy theo như vịt. Đến thời điểm, chỉ sợ hắn thì có phiền. Bất quá vậy cũng là nói sau, hiện tại điều quan trọng nhất, vẫn là lấy được Sở Sở tín nhiệm. Đem cái viên kia đỏ thẫm đan hoàn đưa tới Sở Sở trước mặt, Trác Phàm cười hì hì nói, Sở Sở tỷ tỷ, ta nhìn ngươi tay cầm rét lạnh, viên này ôn dương đan tặng cho ngươi đi. Sở Sở tiếp nhận đan hoàn, mì đầu nhếch lên, lại là mỉm cười cười một tiếng, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng là ôn dương đan loại này nhị phẩm đan dược, đối với ta không có tác dụng. Vậy cũng không nhất định, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia thần bí nụ cười, Sở Sở trong lòng nghi hoặc, nhưng là trong lòng cũng xác thực ngạc nhiên viên này dùng thủ pháp đặc biệt luyện ra đan dược, sẽ cùng hắn đan dược có khác biệt gì, sau đó trầm ngâm một trận, liền nhét vào trong miệng. Thế mà, đan dược này vừa mới cửa vào, Sở Sở liền ngăn không được thân thể chấn động, trong đôi mắt đã hoàn toàn bị kinh hãi chi sắc chỗ lấp đầy. Cái kia khó có thể nói nên lời ánh mắt, để người khác nhìn đến không rõ ràng cho lắm. Tại sao có thể như vậy? Sở Sở không khỏi kêu lên sợ hãi. Vừa mới đan dược vừa mới vào miệng, cũng không có giống hắn đan dược một dạng, hóa thành một dòng nước trong tiến vào trong bụng, mà chính là giống như một cái tiểu thái dương giống như, tại trong miệng không ngừng mà phát sáng phát nhiệt. Từng trận pha trộn đan khí, chậm rãi phiêu tán đi ra, thấm vào thân thể các cái địa phương, làm gân mạch cũng biến thành ấm áp. Chờ đan dược toàn bộ biến mất về sau. Nàng toàn thân cao thấp đã biến đến ấm ấm áp áp, hôm qua hấp thu nguyệt âm chi lực tổn thương gân mạch, cũng được đến cực lớn chữa trị. Sở Sở quả thực không thể tin được, trên thế giới có kỳ diệu như vậy đan dược. Nàng nguyên lực là âm thuộc tính, đồng dạng dương thuộc tính đan dược đều sẽ cùng nàng tương xung. Cho nên giống ôn dương đan dạng này nhị phẩm đan dược dược lực, còn chưa bị thể nội hấp thu, liền đã bị nàng nguyệt âm chi lực chỗ triệt tiêu. Thế nhưng là Trác Phàm viên đan dược kia, lại là hóa thành nóng dực khí thể, cùng mặt trời nóng dực chi khí cũng không khác biệt, thậm chí càng ôn hòa, đối gân mạch chữa trị tác dụng càng tốt hơn. Mấu chốt nhất là, cái này cùng nàng nguyên lực cũng không xung đột lẫn nhau, đến mức nàng có thể đem trọn viên thuốc dược lực toàn bộ hấp thu. Đây là nàng nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi sự tình. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trác Phàm ánh mắt. Sở Sở song đồng đã hoàn toàn tràn ngập sợ hãi thán phục chi sắc. Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phàm hướng Sở Sở đắc ý nhíu nhíu mày, cười nói, thế nào, Sở Sở tỷ tỷ, ta đan dược và người khác không giống nhau đi. Không tự giác gật đầu, Sở Sở từ đáy lòng tán thán nói, không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ, luyện đan thuật vậy mà như thế xuất thần nhập hóa. Chắc hẳn không qua mấy năm, người tại thiên vũ chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ. Hắc hắc hắc. Lão tử hiện tại đã danh dương thiên hạ, chỉ là ngươi không biết a. Trác Phàm trong lòng oán thầm một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ chứa một cái chàng trai trói sáng cười nói, cho nên nói a, Sở Sở tỷ tỷ, về sau trên người ngươi có vấn đề gì, tuyệt đối không nên giấu giếm ta, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nghe được lời này, Sở Sở không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm lời nói bên trong tựa hồ có ý riêng, mà lại nàng chính mình thân thể nàng cũng minh bạch. Xác thực cần một cái đỉnh cấp luyện đan sư giúp đỡ đi trừ thể nội độc vật. Chỉ là, trong lúc nhất thời, Sở Sở trầm ngâm xuống tới, giữ im lặng. Trác Phàm thì là một mực nhìn chằm chằm nàng, tâm lý lo lắng. Nếu không phải hắn thần trí còn thanh tỉnh, đoán chừng liền muốn a kêu đi ra. Con mẹ nó ngươi mau đưa bồ đề ngọc dịch giao ra a, coi như trong tay ngươi không có, cũng chỉ cho ta con đường sáng a, đại tỷ. Thế mà, đúng lúc này cười to một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Tiểu tử, người rốt cục xuất hiện, bổn công tử ở chỗ này đã đợi ngươi chỉnh một chút một ngày,
Vừa dứt lời, hai bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, chính là hôm qua bị Trác Phàm cực kỳ nhục nhã một phen Thiếu Đan Đan. Mà một người khác, là cái thân xuyên trường sam màu xanh lục công tử, một đôi tà dị trong ánh mắt, lóe ra ánh sáng xanh, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy hai người này, Đồng Thiên Bá hai huynh muội không khỏi cùng nhau giật mình, Sở Sở cũng là sững sờ ở giữa, tại hai người trước người băn khoăn nửa khắc, mắt hiện vẻ phức tạp. Mà Trác Phàm thì là sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý. Mẹ hắn, Bồ Đề Ngọc Dịch Hạ Lạc lão tử kém chút thì moi ra đến, hết lần này tới lần khác tại lúc này tới quấy rối, muốn chết. Trác Phàm thật nghĩ hiện tại liền đem hai cái này đáng chết oát con cổ bẻ gãy, nhưng nhìn đến một bên Sở Sở, suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán, tiếp tục làm lão tử bé ngoan đi. Hắc hắc hắc, tiểu tử, nghe nói ngươi thẳng lệ. Sở Sở tỉ tỉ, khi dễ ta người lại tới, người giúp ta đi đánh bọn họ. Thế mà, cái kia áo xanh lục công tử vừa đắc chí vừa lòng địa chỉ hướng Trác Phàm, Trác Phàm liền đột nhiên sắc mặt một đổ, lôi kéo Sở Sở ống tay áo cáo lên hình. Hiển nhiên một cái bị khi phụ tiểu đệ đệ, tìm lão đại chỗ dựa bộ dáng. Như thế sợ dạng, làm cho tất cả gặp qua Trác Phàm hôm qua xuất thủ người, đều cùng nhau khẽ giật mình. Cái kia áo xanh lục công tử càng là gương mặt hung hăng rút rút, bất khả tư nghị nhìn về phía bên cạnh Thiếu Đan Đan, nghi ngờ nói, Đan Đan tiểu thư, đây chính là ngươi nói, hôm qua khi dễ ngươi cái kia to gan lớn mật sững sờ tiểu tử, làm sao chẳng có một chút gan dạ. Thiếu Đan Đan nhìn đến cũng là có chút choáng váng, tiểu tử này hôm qua không phải như vậy a, liền gặp sư bá đều vênh váo tự đắc, không hề sợ hãi, làm sao hôm nay từ nhỏ công thu nhỏ thụ. Nghiêm công tử, hắn, cũng là hôm qua khi dễ ta người kia, thế nhưng là hắn. Hôm qua không dạng này a. Hừ, mặc kệ nó, chỉ cần là tiểu tử này, bổn công tử hôm nay thì cho ngươi xuất khí. Lạnh hừ một tiếng, cái kia áo xanh lục công tử cười nhẹ nhìn về phía Trác Phàm nói, mặc kệ ngươi là kẻ bất lực đồ hèn nhát, vẫn là thật làm càn làm bậy, dám đắc tội ta bảy thế gia người. Chỉ bằng vào ngươi hôm qua có thể trọng thương khoái hoạt Lâm Lâm Thiên Vũ thân thủ, liền đáng giá đến bổn công tử tự thân xuất mã. Ngươi đánh bại Lâm Thiên Vũ, ngươi không phải liền tam lưu gia tộc con cháu đều đánh không lại sao? Mi đầu hơi hơi nhếch lên, Sở Sở mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm. Con ngươi hai bên đi loanh quanh, Trác Phàm trầm ngâm rất lâu, mới lúng túng khó xử lúng túng cười nói ách, nếu như ta nói, hắn là mình té ngã ngã thương. Ngươi tin không? Lời vừa nói ra, mọi người ào ào một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Đại ca, ngươi nói láo có thể hay không có chút trình độ. Một cái đoán cốt thất trọng cao thủ, ngươi nói hắn ngã xuống thụ thương, đúng à? Sở Sở cũng là giận quá mà cười, Tống Ngọc, nếu như ngươi thừa nhận ngay từ đầu gạt ta, ta có lẽ còn có thể tha thứ ngươi. Nhưng ngươi nói như vậy, rõ ràng là coi ta là ngu ngốc đùa nghịch. Nói, Sở Sở một phất ống tay áo, biến mất bóng người, chỉ để lại nàng phẫn nộ lời nói quanh quẩn tại Trác Phàm mà thôi trước, hừ, chính mình gặp rắc rối, chính mình thu thập. Ai, Sở Sở tỉ tỉ, ngươi nghe ta giải thích. Trác Phàm còn muốn lên tiếng, nhưng đã không có Sở Sở bóng người. Chậm chậm quay đầu lại, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh dọa người. Cùng lúc trước giả ngây thơ nũng nịu tiểu đệ đệ bộ dáng khác biệt. Hắn hiện tại sắc mặt mặc cho ai nhìn, đều là muốn giết người bộ dáng. Các ngươi hai cái, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại lúc này đến, xấu lão tử đại sự. Trác Phàm trong lời nói, mang theo lạnh thấu xương sát ý, làm đến Thiếu Đan Đan không tự giác mà run lên dốc hết ra thân thể, trốn đến cái kia lục y công tử sau lưng. Mà cái kia công tử, cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngưng trọng xuống tới. Thường xuyên cùng thất thế gia con cháu liên hệ hắn, sư tử lão hổ, thỏ trắng xài lang, chỉ cần gặp một lần, hắn liền có thể liếc một chút nhìn ra. Giống Trác Phàm dạng này khí thế, mặc dù chỉ là đoán cốt nhất trọng, nhưng nồng đậm sát ý, lại là để hắn có thể tinh tường kết luận, đây tuyệt đối là gào thét sơn lâm mãnh thú chi vương có thể phát ra tới. Hừ, quả nhiên là cái kẻ khó chơi, khó trách cái kia Lâm Thiên Vũ hội trọng thương thành bức kia đức hạnh. Ánh mắt khẽ híp một cái. Cái kia lục y công tử nhếch miệng cười cười, đúng là không sợ chút nào, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi đụng tới bổn công tử.
Dược Phương Điện, độc thủ Dược Phương Nghiêm Tùng dưới trướng, thủ tịch đệ tử, Nghiêm Phục. Bổn công tử cùng phế vật kia nhưng khác biệt, cái kia gia hỏa là Khoái Hoạt Lâm dùng đến hòa thân bỏ con, bổn công tử thế nhưng là đời tiếp theo độc thủ Dược Phương người thừa kế. Mi đầu bất giác động động, độc thủ Dược Phương cái danh xưng này, Trác Phàm rõ ràng. Đó là ngự hạ bảy thế gia Dược Phương Điện, đệ nhất luyện đan sư mới có thể thu được xưng hào. Mà Dược Phương Điện đệ nhất luyện đan sư, cùng hắn gia tộc đệ nhất luyện đan sư khác biệt. Hắn gia tộc đệ nhất luyện đan sư, chỉ cần luyện đan thuật có 102 gia tộc, liền có thể thu được cái danh xưng này. Thế nhưng là Dược Phương Điện đệ nhất luyện đan sư, không chỉ có luyện đan thuật quan tuyệt thiên hạ, mà lại luyện độc thuật cũng muốn không người có thể địch mới được. Cho nên, mới có độc thủ Dược Phương xưng hào. Chính hầu như, kẻ giết người thiên hạ đệ nhất, người cứu người cũng là thiên hạ đệ nhất. Sinh tử đều ở tay ta, mới là chân chính Dược Phương. Nói cách khác, tiểu tử này am hiểu độc công đi, hừ hừ hừ. Trác Phàm trong lòng một trận cười lạnh, độc này công đối với người khác có lẽ là phiền phức, nhưng đối với hắn lại là không hiệu quả gì. Nhìn lão tử như thế nào dùng thiên ma đại hóa quyết, đưa ngươi nhà độc công cho tan đi. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm nương theo lấy một tiếng sấm rền kinh hãi vang, trong nháy mắt biến mất bóng người. Các loại lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào cái kia Nghiêm Phục trước người. T. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm chỉ là đoán cốt nhất trọng tu giả, tốc độ lại là nhanh đến như thế không thể tưởng tượng cấp độ, khó trách liền chuyên tu tốc độ Khoái Hoạt Lâm đệ tử, đều bị đánh thành trọng thương. Thế mà, hắn còn chưa kịp xuất thủ chống đỡ, đụng một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm đã là hung hăng một chân đá hắn trên bụng. Phốc! Một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra, Nghiêm Phục nhất thời liền bị đá bay ra ngoài, tại khách sạn môn trước lầu đâm vào một cái hình người lỗ thủng lớn, bay thẳng đến đường lớn phía trên, khoảng chừng hơn 50 mét xa. Không khỏi che lên miệng, tại chỗ tất cả mọi người bị Trác Phàm một cước này cho kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên không ngờ rằng, Trác Phàm một chiêu uy lực có thật lớn như thế. Thực nếu không phải là Trác Phàm trong lòng có giận, xuất thủ cũng sẽ không như thế không nương tay. Liếc mắt liếc một bên Tiếu Đan Đan liếc một chút, lúc này nàng đã sợ đến trắng bệch cả mặt, Trác Phàm không khỏi cười lạnh thành tiếng, coi như đổi cái nam nhân đến, cũng giống vậy. Các ngươi Hoa Vũ lâu nữ nhân, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ dựa vào nam nhân a, ha ha ha. Nói xong, Trác Phàm cười lạnh đi hướng đường cái, chỉ để lại Tiếu Đan Đan hai mắt ngậm lấy nước mắt, song quyền chăm chú nắm lại, trong mắt chỉ có ủy khuất chi sắc. Trác Phàm cái kia khinh miệt ánh mắt, cay nghiệt lời nói, để cho nàng bình sinh lần đầu cảm nhận được, cái gì mới là cực hạn nhục nhã. Cái kia chính là hoàn toàn, khinh thị. Xuyên qua đã một mảnh rách dưới khách sạn, đến đường lớn phía trên, Trác Phàm mắt lạnh nhìn vừa mới đứng lên Nghiêm Phục. Bọn người người, bất luận là trên đường cái, vẫn là trong khách sạn nhị lưu thế gia con cháu, nhìn thấy bảy thế gia chi chiến, không khỏi đều dọa đến trốn đi, sợ dính líu vào. Hắc hắc hắc. Thật sự là thật là nhanh tốc độ, chỉ sợ đã coi như là thiên huyền phía dưới đệ nhất người đi. Nghiêm Phục vệt một thanh khóe miệng vết máu, cười lạnh thành tiếng. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, cười nhạo nói, bị đánh thành bộ dáng này, còn có thể cười được, cái này ta vẫn là bình sinh lần thứ nhất gặp. Hừ, bổn công tử tất nhiên sẽ cười, thì cho thấy bổn công tử có nắm chắc tất thắng. Tất thắng, Trác Phàm khinh thường cười cười nói, ta biết ngươi Dược Phương Điện. Có thể luyện đan, cũng thiện sử dụng độc. Bất quá, vô luận cái gì độc, người dù sao cũng phải đụng phải ta đúng không? Ngươi, có thể đuổi kịp ta sao? Ha ha ha, thế tục tiểu tử, quả nhiên không có kiến thức. Trong mắt hàn mang lóe lên, Nghiêm Phục cười to lên, sư phụ ta độc thủ Dược Phương, được bảy nhà kính nể. Nếu là hắn dùng độc còn bị nhiều như vậy hạn chế, bảy nhà như thế nào lại sợ hãi như thế tại hắn? Vừa mới nói xong, Nghiêm Phục liền chậm rãi mở ra song trường. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn pha trộn chi khí tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, dần dần biến hóa nhan sắc, đến sau cùng lại xuất hiện ba loại khác biệt ánh sáng. Màu đỏ, màu vàng cùng xanh biếc, lẫn nhau giao thoa biến hóa. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, không khỏi sờ mũi một cái, lại là có chút chết lặng. Mẹ hắn, tiểu tử này dùng độc thật sự là quỷ thần khó lường. Lão tử vậy mà mơ hồ tiếp xúc đến hắn độc dược.
trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là Trác Phàm cũng không nóng nảy, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Hắc hắc hắc, tiếp chiêu a, ta Dược Phương Điện đời đời truyền xuống huyền giai vũ kỹ, Thất Thải Vân La Trưởng. Vừa dứt lời, Nghiêm Phục Song trưởng liền hô một tiếng nhảy lên ba màu vân vụ, chỉ là trong nháy mắt, cái kia ba loại vân vụ tựa như cùng như phong bạo đem hắn cuốn vào bên trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trác Phàm mi đầu nhất động, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Dược Phương Điện công pháp lấy độc làm chủ, cũng không giống Khoái Hoạt Lâm như thế có linh mẫn thân thủ, cũng không giống Luyện Thể Giả như thế, có kim cương bất hoại thể phách. Cho nên, bọn họ phòng ngự xem như yếu nhất. Vì đền bù cái này một thiếu hụt, đến mức vừa ra tay liền đem chính mình ẩn vào trong làn khói độc, khiến người ta không dám đến gần. Bất quá đáng tiếc là, người hôm nay gặp phải ta, lão tử cũng không ăn ngươi cái kia một bộ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, chính muốn xông vào trong sương mù, một hơi đem tiểu tử kia đầu vặn xuống. Nhưng là vừa vặn động một cái, lại là đột nhiên dừng lại, con người hai bên đi loanh quanh. Không đúng, bên trong có lừa dối. Tiểu tử này nhìn như là vì cái kia Tiếu Đan Đan báo thù, thực là bị người cố ý dẫn đến nơi đây, thăm dò lão tử. Nếu không lời nói, làm đệ tử ra mặt sự kiện này, hẳn là Hoa Vũ Lâu người đến, cái nào đến phiên tiểu tử này đoạt danh tiếng. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở sâu, một lần nữa chấn định lại, trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy ánh sáng. Xem ra cái kia Thanh Hoa Lâu chủ còn không thể xác định chính mình thân phận, cho nên dụ làm tiểu tử này đến xung phong. Chắc hẳn hiện tại, đang có mấy cái thiên huyền cường giả, nhìn lấy đây hết thảy đây. Hừ, thật sự là giỏi tính toán. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, thân thể lại lui về phía sau lui, lại không lúc trước như muốn cắn người ánh mắt. Nếu như sự tình đúng như hắn sở liệu lời nói, cái kia một trận chiến này, hắn thật đúng là không thể thắng. Ha ha ha, tiểu tử, người không phải tự phụ tốc độ rất nhanh a, có bản lĩnh thì tiến đến nhất chiến a. Lúc này, cái kia trong mây mù truyền đến Nghiêm Phục càn rỡ tiếng cười to. Trác Phàm mí mắt lắc một cái, nhấc khiêng xuống ba, khẽ cười nói, ha ha ha. Ngươi cho ta ngốc a, chính mình chạy vào đi trúng độc. Có gan ngươi đi ra, ta cũng không tin, ngươi cả một đời ở bên trong. Chờ ngươi nguyên lực hao hết, lão tử lại thu thập ngươi. Hừ, nếu như ngươi cho rằng cái này Thất Thải Vân La Trưởng chỉ là phòng ngự vũ kỹ lời nói, vậy ngươi thì 10 phần sai. Hôm nay bổn công tử để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là hoàn mỹ nhất vũ kỹ. Bạch, Nghiêm Phục hét lớn một tiếng, cái kia trong mây mù đột nhiên bắn ra ba đạo xương độc, như là ba cánh tay giống như hướng Trác Phàm bay tới, chớp mắt tới gần, tốc độ lại mảy may không kém Trác Phàm. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm cúi đầu trốn một chút, dưới chân ra sức một bước, liền siêu một tiếng, theo ba đạo xương độc khe hở bên trong xuyên qua. Nhưng là cái kia ba đạo xương độc, lại là trong nháy mắt rẽ ngang, chăm chú đuổi tới hắn sau lưng. Như là hai cái ma chảo, thế muốn đem hắn bắt đến không thể. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn đến đi, chúng ta Dược Phương Điện Thất Thải Vân La Trưởng, cả công lẫn thủ, vô luận ngươi làm thế nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong làn khói độc lại truyền tới Nghiêm Phục cái kia phách lối quát tiếng ồn, Trác Phàm một bên trốn tránh, một bên khinh thường bĩu môi. Cái này dùng độc người, đã là mạnh nhất, cũng là yếu nhất. Chỉ cần độc công không có bị phá giải, vậy liền thiên hạ vô địch. Chỉ khi nào bị phá, cái kia chính là yếu nhất tồn tại. Trên cơ bản ngang nhau tu vi phía dưới tu giả, cũng sẽ không lại chim ngươi. Cho nên thượng cổ thập đế chúng, không có một cái nào là lấy độc xưng vương. Cái này Dược Phương Điện có thể lấy độc này trưởng xưng hùng, cũng bất quá là bởi vì bọn hắn độc này trưởng, vẫn chưa có người nào có thể cầm được ra giải dược thôi. Hừ, chờ lão tử về sau phá ngươi độc này trưởng, đem ngươi Dược Phương Điện một chân đá ra bảy thế ra, thì có ngươi khóc thời điểm. Hiện tại a, hừ hừ hừ, lão tử trước nhẫn, hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm giữ im lặng. Thế nhưng là hắn cái này một không nói lời nào, cái kia Nghiêm Phục còn tưởng rằng Trác Phàm đã sợ, không khỏi càng thêm lớn lối, tiểu tử, đừng tưởng rằng so với bình thường người mạnh hơn một chút, liền có thể tùy tiện hiếp đáp ngự hạ bảy thế gia người. Nói cho ngươi, thế gia khác ngươi có thể không quan tâm, nhưng là ngươi chọc chúng ta Dược Phương Điện, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mẹ nó, lão tử lúc nào chọc giận các ngươi Dược Vương Điện, không phải ngươi nha chủ động tới gây chuyện a. Thật sâu thở mấy hơi thở hồng hộc, Trác Phàm song quyền chăm chú nắm lại tới. Tiểu tử này thật sự là quá mẹ hắn phách lối, coi như lão tử giả vờ thất bại, cũng phải cho hắn chút giáo huấn nếm thử. Nghĩ như vậy, Trác Phàm như là chạy đã mệt đồng dạng, dừng lại. Thấy tình cảnh này, Nghiêm Phục không khỏi đại hỉ, lập tức song trưởng vừa ra, đỏ, hoàng, lục ba đạo xương độc, liền cấp tốc hướng Trác Phàm phóng đi. Thế mà, thì đúng lúc này, Trác Phàm lại là trong mắt ngưng tụ, đụng một tiếng vang thật lớn, như là như đạn pháo xông qua ba đạo xương độc phong tỏa, hướng cái kia trong làn khói độc tâm phóng đi. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, Nghiêm Phục dường như đã biết Trác Phàm muốn làm gì, không khỏi trong lòng kinh hãi, muốn vội vàng trốn tránh. Nhưng là đã không kịp, Trác Phàm trong nháy mắt xông vào xương độc, đi vào trước người hắn, một tay lấy cổ hắn bóp lấy, đẩy đi ra. Tên khốn kiếp, hội dùng độc không tầm thường a, lão tử hôm nay theo ngươi liều. Giờ này khắc này, Trác Phàm trên thân đã bị kịch độc quấn thân, trên mặt một hồi đỏ, một hồi hoàng, một hồi lại biến thành xanh biếc. Lỗ mũi và trong miệng, cũng bắt đầu không ngừng tuôn ra dòng máu, thế nhưng là hắn lại không quan tâm, gầm lên giận dữ phía dưới, mãnh liệt nâng lên đầu gối hướng Nghiêm Phục trước ngực một đập. Đụng, răng rác, tiếng xương vỡ vụn âm rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, Nghiêm Phục cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một búng máu tới. Trong hai mắt, đã sớm bị chấn kinh thay thế. Hắn quả thực không thể tin được, lại có thể có người không sợ độc, dám như thế quả quyết xông tới. Bất luận là ai, gặp phải trước mặt xương độc, dù sao cũng nên chần chờ một cái đi. Cũng là một khắc này chuông, hắn liền có thể né ra. Thế nhưng là ai ngờ, Trác Phàm vậy mà quả quyết như vậy, đây quả thực là không muốn sống liều chết đấu pháp, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Người điên, người quả thực cũng là người điên. Nhìn lấy Trác Phàm trong lúc này độc đã sâu, đỏ thấm huyết dịch không ngừng mà theo hắn thất khiếu chảy ra, rất là khủng bố, Nghiêm Phục không khỏi bệnh tâm thần đại kêu ra tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, hắc hắc hắc. Lão tử cũng là điên, dù sao cũng là vừa chết, lão tử trước tiên đem ngươi giết chết lại nói, vậy cũng là cho mình báo thù. Vừa mới nói xong, Trác Phàm lần nữa hướng về Nghiêm Phục ở ngực dập đầu liên tiếp ba đầu gối, cơ hồ đem hắn toàn bộ ở ngực xương sườn tất cả đều đụng gãy. Cảm thụ lấy cái kia đau tận xương cốt đau đớn, Nghiêm Phục cơ hồ đều muốn kêu gào đi ra. Thế nhưng là, cái này cũng chưa hết. Hắn còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã là một tay tóm lấy đầu hắn, 10 cái vang dội bàn tay thì hung hăng ném lên đi. Ba 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 ba. Thanh thúy tiếng vang vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, Nghiêm Phục miệng đầy hàm răng đã là trong nháy mắt này bị hoàn toàn quăng bay ra đi, trong mắt lóe lệ quang, lại là liền khóc khí lực đều không có. Bởi vì cái kia bứt rứt giống như đau đớn, để hắn tùy tiện nhếch nhếch miệng, đều sẽ đau nhập nội tâm. Vội vã đưa đi ra Tiếu Đan Đan cùng Đồng Thiên Bá huynh muội ba người, thấy tình cảnh này, không khỏi đều trong nháy mắt ngây người. Riêng là Tiếu Đan Đan, hai tay không khỏi che lên miệng nhỏ, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Ấn thương thế đến xem, Nghiêm Phục chỉ là bị thương ngoài da, còn không chí tử, nhưng là Trác Phàm dĩ nhiên đã kịch độc quấn thân, sinh mệnh lực tại cấp tốc hạ xuống, hiển nhiên không tới bao lâu, liền sẽ trúng độc mà chết. Thế nhưng là thì hai người khí thế nhìn lại, Trác Phàm lại là như cái người thắng lợi một dạng tại ngược sát chính mình đối thủ. Mà cái kia Nghiêm Phục, ngược lại giống như là một cái dập đầu cầu xin tha thứ thất bại giả. Cái này sao có thể? Tiếu Đan Đan nhìn lấy tới gần sắp chết ở mép, lại là cường đại dị thường Trác Phàm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Rõ ràng cũng là cái sắp chết người, thế nhưng là tới gần trước khi chết. Lại như cũng như cái tối cường giả đồng dạng đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Dạng này nam nhân, nàng còn chưa bao giờ từng thấy. Trong lúc nhất thời, nàng tâm lại là có chút không muốn, hy vọng Trác Phàm có thể sống sót. Bất quá đáng tiếc, trong nội tâm nàng minh bạch, chúng Dược Vương Điện độc, tuyệt đối không có khả năng có người còn sống, liền bảy thế gia người cũng là như thế, đây cũng là Dược Vương Điện đáng sợ. Hắc hắc hắc. Ngươi không phải nói các ngươi Dược Vương Điện vũ kỹ thiên hạ vô địch à, ngươi không là muốn cho lão tử chết sao? Hừ, lão tử hôm nay thì theo ngươi cùng chết, nhìn là ngươi được chết một cách thống khoái,
vẫn là lão tử được chết một cách thống khoái. Trác Phàm một tay nắm lấy Nghiêm Phục tóc, thân thể trong gió mát không ngừng run run, lộ ra nhưng đã độc như tạng phủ, không còn sống lâu nữa. Nhưng là hắn y nguyên lộ ra một bộ điên cuồng ý cười, nắm lên Nghiêm Phục đầu, hung hăng hướng mặt đất ngã đi. Cái này một ngã dưới, cái này Nghiêm Phục coi như không chết, đoán chừng cũng muốn rơi hạ trung thân không chữa thương mắc. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo kình phong đánh tới, Trác Phàm đụng một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Một đạo áo bào xanh lão nhân chậm rãi rơi vào Nghiêm Phục trước người, cho hắn cho ăn viên thuốc, xem kỹ một chút thương thế hắn, mới thở dài ra một hơi. Đón lấy, hung tợn nhìn chăm chú về phía mặt đất Trác Phàm, trong mắt hung mang chớp động. Ngoài ngàn mét cao ốc đỉnh đầu, đứng sừng sững lấy hai bóng người. Một cái là cái giữ lấy hai liếc chòm râu trung niên nam tử, một cái là cái đầu đầy tóc đỏ lão giả. Hai người xa nhìn Trác Phàm nơi này phương hướng, nhưng đều là một mặt thổn thức chi sắc. Ai, đều nói ngang sợ sững sờ sợ không muốn sống. Tiểu tử này lối đánh liều mạng này, người đừng nói, thật đúng là Dược Vương Điện khắc tinh. Nếu là còn lại sáu nhà đối lên Dược Vương Điện, đều là như vậy không muốn sống lời nói. Hắn độc thủ Dược Vương còn có thể lớn lối. Ngũ trưởng lão cười ha ha một tiếng, một mặt cảm khái nói, tiểu tử này tính tình, lão phu còn thật ưa thích. Hơi hơi gật gật đầu, Lâm Tử Thiên thật dài ra một hơi, hiện tại ta rõ ràng Bạch Thiên Vũ vì sao bại, gặp phải như thế cái không muốn sống người điên, thực lực còn như thế cường hãn, bất bại cũng khó a. Không qua thế gian có bao nhiêu người có thể giống vị thiếu niên này giống như, gặp phải không thể địch lúc. Liều mạng một lần đâu. Đại đa số người đều là trước hết nghĩ đào mệnh, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã là quá trễ. Cho nên Dược Vương Điện, vẫn là để người e ngại. Nhìn Lâm Tử Thiên liếc một chút, ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu, quay người bay đi, bất quá không trung vẫn là truyền đến hắn ai thán âm thanh, đáng tiếc, thiếu niên này một thân cường hãn thể phách, nếu là thu đến lão phu môn hạ điều giáo một phen, ngày sau tất thành đại khí. Bất quá bây giờ chúng cái kia Dược Vương Điện kịch độc, hủy a hủy. Ngũ trưởng lão, lúc này, Lâm Tử Thiên xa xa hô lớn, thiếu niên này. Thật không phải cái kia Trác Phàm sao? Thân thể không khỏi trì trệ, ngũ trưởng lão quay người liếc hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, mỉm cười cười ra tiếng, Trác Phàm gian trá như cáo, xảo trá giống như sói, âm hiểm như rắn, ngoan độc như hổ. Tiểu tử này đừng nói lớn lên không giống, còn thẳng thắn. Làm càn làm bậy, cho dù lại không sợ sinh tử, cùng cái kia Trác Phàm cũng khác rất xa. Lâm Tử Thiên, người nghe lấy, cái kia Trác Phàm, so với hắn đáng sợ gấp trăm lần, mí mắt bất giác run run, ngũ trưởng lão chợt xoay người đi, trong nháy mắt biến mất bóng người. Chỉ để lại Lâm Tử Thiên một người, trong đồng tử lóe vẻ mặt ngưng trọng. U Minh Cốc trước ngũ đại trưởng lão, là U Minh Cốc trụ cột vững vàng, chiến lực mạnh nhất. Làm cho cái này ngũ trưởng lão kiêng kỵ như vậy thiếu niên, đến tột cùng là như thế nào đáng sợ nhân vật a? Tống đại ca, nhìn Trác Phàm ngã trên mặt đất, nhất thời không có sinh cơ, Đồng Hiểu Huyền không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, liền muốn tiến lên xem, nhưng lại bị Đồng Thiên Bá một tay giữ chặt. Hướng về lão già áo bào xanh kia phương hướng nháy mắt, Đồng Thiên Bá một mặt ngưng trọng. Trác Phàm đem cái kia Nghiêm Phục đánh thành bộ dáng này. Như lúc này chạy tới chiếu cố, đây không phải là dẫn lửa thiêu thân a. Tuy nhiên làm như vậy giống như không quá nghĩa khí, nhưng là không có cách, tại bảy thế gia trước mặt, vẫn là tham sống sợ chết thật tốt. Uy, tiểu nha đầu, người đến chăm sóc đồ nhi ta. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng quay đầu nhìn về phía Tiếu Đan Đan chỗ, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Tiếu Đan Đan không khỏi dọa đến lắc một cái, có chút mê mang địa chỉ chính mình, ngươi. Nói là ta. Nói nhảm, đồ nhi ta là vì ngươi ra mặt, mới bị trọng thương thành bộ dáng này. Ngươi không tới chiếu cố hắn, người nào đến? Nghiêm Tùng quát lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra không cho vi phạm khí thế. Tiếu Đan Đan bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi vào trước mặt hắn. Nhìn lấy cái kia Nghiêm Phục máu thịt be bét bộ dáng, chỉnh miệng hàm răng đều đã không cánh mà bay, Tiếu Đan Đan liền ngăn không được một trận phản cảm. Lại không phải mình không phải để hắn ra mặt, là hắn nhất định phải lôi kéo chính mình tìm đến cái kia Tống Ngọc, vì sao hắn thương, còn muốn ta tới chiếu cố. Tựa hồ là nhìn ra Tiếu Đan Đan căm ghét chi ý,
Nghiêm Tùng trong mắt hơi híp, một đạo sát ý chợt lóe lên, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đồ nhi ta vì ngươi bị thương thành cái bộ dáng này, ngươi còn ghét bỏ hắn sao? Thình lình lạnh run, Tiếu Đan Đan vội vã lắc lắc đầu nói, ách, không dám, không dám. Hừ, không dám liền tốt, khó được đồ nhi ta coi trọng ngươi, nếu là ngươi dám có lỗi với hắn, lão phu nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Giận hừ một tiếng, Nghiêm Tùng đem chính mình bảo bối đồ đệ giao cho Tiếu Đan Đan trong tay, liền quay người hướng Trác Phàm nơi đó đi tới. Giờ này khắc này, Trác Phàm nằm trên mặt đất, dường như đã không có khí tức, nhưng là hắn tâm thần lại là một mực chú ý bốn phía hết thảy. Mà lại, hắn cũng không giống nhìn qua như thế chúng độc không trị. Nghiêm Phục cái kia ba loại chí mạng độc tố, vừa tiến vào hắn tạng phủ, liền bị hắn dùng thiên ma đại hóa quyết cho tan đi, đối với hắn không có chút nào tổn thương. Cũng chỉ có hắn mặt ngoài bám vào lấy một tầng độc vật, đến mê hoặc mọi người. Cảm thụ lấy Nghiêm Tùng cái kia tràn ngập sát ý tốc độ, đang từng bước tiếp cận, Trác Phàm không khỏi chăm chú song quyền. Lão tử đều đã trúng độc muốn chết, người lão nhân này còn hướng chỗ này đi, không phải là muốn tự tay kết lão tử đi. Muốn thật sự là nói như vậy, bị bất đắc dĩ, Trác Phàm chỉ có thể quang minh thân phận tự vệ. Cho dù hắn là ngũ phẩm ma bảo thân thể, nhưng thiên huyền cao thủ ra sức nhất kích, đối hắn vẫn là có nặng đại tổn thương. Tối thiểu nguyên lực kia trùng kích, liền có thể chấn thương hắn tạng phủ. Trong lòng bất giác khẩn trương lên, Trác Phàm đã chuẩn bị tùy thời bắn lên, phản sát cái này không ai bị nổi độc thủ dược vương. Đột nhiên, xì xì xì. Từng tiếng sấm rền nổ vang tại hắn lôi linh phòng bị thượng bàn lượn quanh, Trác Phàm giật mình, suy nghĩ nói, sẽ không phải là tiểu tử kia tới đi. Quả nhiên, theo cười to một tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Trác Phàm trước người ngoài trăm thước, ha ha ha. Ta làm dược phương điện, độc thủ dược phương Nghiêm Tùng trưởng lão, là như thế nào không tầm thường nhân vật, nguyên lai bất quá sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Trác Phàm có nghịch cảnh chi tình kiếm hầu phủ đệ tử, Tạ Thiên Dương. Bên cạnh hắn theo một vị lão giả, chính là kiếm hầu phủ thập tam kiếm lão trung tám kiếm lão, kiếm Tùy Phong. Nãi nãi, ngươi tiểu tử này tới quá là thời điểm. Trác Phàm trong lòng vui vẻ, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, len lén đem cái kia lôi linh phòng bị cởi xuống, thu nhập một cái khác mai chữ vật giới chỉ bên trong. Chỉ một thoáng, âm thanh sấm sét biến mất, Tạ Thiên Dương tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ là một mặt cuồng ngạo nhìn về phía Nghiêm Tùng phương hướng. Từ đâu tới số tiểu tử, liền lão phu sự tình cũng muốn quản. Nghiêm Tùng chậm rãi nghiêng đầu đi, trong mắt sát ý giạt rào. Đúng lúc này, kiếm Tùy Phong vỗ vỗ Tạ Thiên Dương bả vai, chậm rãi lắc lắc đầu nói, Thiên Dương, cái này không liên quan chúng ta sự tình, không nên nhúng tay. Bát trưởng lão, nơi này là Hoa Vũ Thành, cũng không phải là hắn dược vương điện địa bàn, chúng ta cần phải sợ hắn a. Tạ Thiên Dương bĩu môi, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Kiếm Tùy Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi mắt thấy Thanh Minh Thành Trác Phàm đánh với U Quỷ Thất một trận về sau, Tạ Thiên Dương thì tạo thành một cái thích xen vào chuyện của người khác tật xấu, không thể gặp có người bị khi phụ. Tật xấu này nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ a. Người khác sự tình tùy tiện quản, trong gia tộc trưởng lão cũng không ngăn cản ngươi. Thế nhưng là bảy thế gia sự tình ngươi còn tùy tiện nhúng tay, vậy rất có thể thì sẽ khiến giữa gia tộc chiến tranh. Đây là để cho cả kiếm hầu phủ trên dưới tất cả trưởng lão đều lo lắng hãi hùng. Cái kia Trác Phàm một mình một người, gây người nào, nhanh như chớp nhi liền chạy. Người thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ kiếm hầu phủ a, làm sao lão cùng tiểu tử kia học đâu. Huống chi, người gây người nào không tốt, lần này nhất định phải gây cái này độc thủ dược vương. Kiếm Tùy Phong liên tục cười khổ, đành phải thay Tạ Thiên Dương áy náy ôm một cái quyền, ha ha ha. Nghiêm Tùng trưởng lão, tại hạ kiếm hầu phủ kiếm thứ 8 lão, kiếm Tùy Phong. Vừa mới tiểu bối không hiểu chuyện, mạo phạm, xin ngài tha thứ. Nguyên lai là kiếm hầu phủ người, khó trách đệ tử như thế cả gan làm loạn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Nghiêm Tùng tại hai người trước người băn khoăn một trận, lại nhìn xem đã không có khí tức Trác Phàm, không khỏi lắc lắc đầu nói, tính toán, lão phu cho kiếm hầu phủ một bộ mặt, thì không tự mình chế tài tiểu tử này. Dù sao tiểu tử này chúng ta cái kia đồ nhi độc, cũng sống không lâu. Nghiêm Tùng đem cái này đồ nhi hai chữ cắn cực nặng,
chính là muốn nói cho tất cả mọi người, tiểu tử này thế nhưng là đồ đệ của ta đánh chết a, không liên quan ta chuyện, lão phu cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ a, ngươi kiếm hầu phủ khác mẹ hắn ra ngoài khắp nơi nói lung tung, xấu thanh danh của ta. Hắn nói bóng gió, Kiếm Tùy Phong tự nhiên rõ ràng, sau đó cười gật đầu nói, ha ha ha. Nghiêm Tùng trưởng lão danh sư xuất cao đồ, người tầm thường cái nào là lệnh đồ đối thủ. Tiểu tử này dám cùng lệnh đồ giao thủ, thật sự là bị chết đáng đời a. Ừm. Nghiêm Tùng hài lòng gật đầu, lộ ra một cái tính người thức thời ánh mắt. Đón lấy, liền cấp tốc đi vào Tiếu Đan Đan trước mặt, mang theo nàng và Nghiêm Phục cùng một chỗ biến mất bóng người. Tuy nhiên hắn đồ đệ thắng, nhưng là thắng được thê thảm a. Nếu để cho kiếm hầu phủ người biết, hắn đồ đệ tuy nhiên đem tiểu tử kia độc chết, thế nhưng bị đánh thành bộ này như đầu lợn, vậy hắn chẳng phải thật mất mặt. Tuy nói, sự kiện này nhìn đến người cũng không ít, thất thế gia bên trong, thì có Mưa Hoa Lầu, Khoái Hoạt Lâm cùng U Minh Cốc, nhưng vẫn là người biết đến càng ít càng tốt a, riêng là đừng đem mặt mất mặt xấu hổ. Nhìn lấy lão đầu kia rốt cục đi, Kiếm Tùy Phong mới thở dài một ngụm chọc khí, yên lòng, Tạ Thiên Dương lại là một mặt phẫn hận, nhìn lấy Trác Phàm cái kia giống như có lẽ đã biến lạnh thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói, đám hỗn đản kia, mỗi ngày liền biết ức hiếp nhỏ yếu, cho chúng ta bảy thế gia mất mặt. Được, ngươi cho rằng ngươi là Trác Phàm quái vật kia, chuyện gì đều quản được tới sao? Hung hăng gõ Tạ Thiên Dương đầu một chút, Kiếm Tùy Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Dương. Người có biết hay không vừa mới nguy hiểm cỡ nào? Cái này độc thủ dược vương không so cái kia u quỷ thất, cái kia u quỷ thất sẽ còn khắp nơi tính kế, ngộ đến bất kỳ sự tình đều biết tính toán được mất, không hội lập tức động thủ. Nhưng là cái này độc thủ dược vương, một cái không hài lòng, coi như ngươi là bảy thế gia người, cũng vài phút bị hắn độc thủ, căn bản khó lòng phòng bị a. Tạ Thiên Dương khẽ cắn một miệng môi dưới, có chút không cam lòng thở dài. Ngài cũng là kiếm hầu phủ thiếu gia đi. Đột nhiên, một tiếng thở nhẹ vang lên, Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Đồng Hiểu Huyền quỳ trước mặt hắn, Tống Ngọc ca ca hắn trúng dược vương điện độc, cầu ngài mau cứu hắn đi. Tạ Thiên Dương nhìn Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía Kiếm Tùy Phong nói, bát trưởng lão, có thể cứu sao? A, dược vương điện độc dược, thiên hạ ai có thể giải đến? Bằng không? Cái này dược vương điện cũng sẽ không bị hắn mấy nhà kính nể. Kiếm Tùy Phong lắc đầu, lại vỗ vỗ Tạ Thiên Dương bả vai, thản nhiên nói, Thiên Dương, loại này nhàn sự, ngươi không quản được. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía Đồng Hiểu Huyền, một mặt xin lỗi nói, xin lỗi, cô nương, ta giúp không ngươi, các ngươi bớt đau buồn đi đi. Nói, liền cùng Kiếm Tùy Phong nghênh ngang rời đi. Đồng Hiểu Huyền khóc nước mắt như mưa. Nhìn mình ca ca. Đồng Thiên Bá cũng là bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói cho cùng, Tống Hiền Đệ cũng là vì chúng ta mới tao ngộ trận này đại họa. Chúng ta đem hắn thi thể đưa về Dạ Vũ Thành cực kỳ an táng a, về sau Tống gia chính là chúng ta chí thân gia tộc. Đồng Hiểu Huyền ngậm lấy nước mắt, gật gật đầu. Thế mà, bọn họ vừa định chuẩn bị đi nhặt xác, một tiếng quát nhẹ lại là đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Sở Sở bóng người xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt, thản nhiên nói, hắn chúng là dược vương điện thất thải vân la trưởng, một thân kịch độc. Các ngươi như động đến hắn thi thể, cũng sẽ nhiễm lên kịch độc mà chết. Cái gì? Hai người giật mình, không khỏi dọa đến vội vã lui lại mấy bước. Đồng Hiểu Huyền mặt hiện lên bi thương, nhìn về phía Sở Sở nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể tùy ý Tống đại ca thi thể lộ ra ngoài hoang dã đi. Đem hắn giao cho ta là được, ta sẽ chữa cho tốt hắn. Không tiếp tục nhìn hai người liếc một chút, Sở Sở bắn ra một đầu dây lụa đem Trác Phàm trói chặt, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Đồng gia hai huynh muội, kinh dị ánh mắt. Liền Ngự Hạ bảy thế gia kiếm hầu phủ đều không thể làm gì độc dược, Sở Sở một cái thôn quê nữ tử, có thể giải được sao? Đồng gia huynh muội không thể nào hiểu được, Trác Phàm càng là trong lòng ngạc nhiên. Cái này ba loại độc dược vừa vào thể, hắn liền xem ra đây là thiên hạ chí độc, mà lại ba loại độc dược dung hợp, còn đang không ngừng biến hóa, độc tính quỷ dị hay thay đổi. Trừ hắn thiên ma đại hóa quyết có thể một hơi tan đi, cùng dược phương điện giải dược bên ngoài, còn có biện pháp nào có thể giải trừ? Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây,
Trác Phàm bụng mừng rỡ, hắn tựa hồ đã đoán ra kết quả. Một phút sau, vẫn là cái kia khu ổ chuột, Sở Sở đem Trác Phàm đặt ở một chương đất trên giường, trong tay ánh sáng lấp lóe, liền xuất hiện một cái bình sứ. Từ từ mở ra nắp bình, trong chốc lát, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát liền đột nhiên tứ tán tại cả phòng. Trác Phàm vừa nghe, trên mặt nhất thời giật mình, hai mắt nhắm chặt cũng không cảm thấy run run mí mắt. Cái mùi này, đúng là hắn trăm phương ngàn kế đang tìm, thiên tài địa bảo, bồ đề ngọc dịch. Đem cái bình khẽ nghiêng, một bích lục dịch thể tựa như một hạt mưa giống như, rơi xuống Trác Phàm phần môi, chậm rãi thấm vào đi vào. Chỉ một thoáng, Trác Phàm liền đột nhiên cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực bỗng nhiên từ đáy lòng phát lên, lan tràn toàn thân, lệnh hắn ngăn không được thư sướng. Bất quá, thư sướng sau khi, hắn càng là ở trong lòng thút thít. Đại tỷ, ngài cái kia bồ đề ngọc dịch, nên rót tại trên ta chứng a. Bích lục dịch thể hóa làm từng đạo lục sắc quang mang, lan tràn tại Trác Phàm thân thể các ngõ ngách, thấm vào lấy cái kia bị kịch độc phá hư thân thể. Đại khái sau ba canh giờ, trên mặt hắn đã không có cái kia ba loại độc tố dấu vết. Trác Phàm gặp dược hiệu không sai biệt lắm, liền giả ý khôi phục yếu ớt khí tức, còn không ngừng lẩm bẩm lên tiếng, phảng phất là vừa mới khôi phục suy yếu ý thức. Sở Sở gặp này, hơi hơi gật gật đầu, đem Trác Phàm chậm rãi đỡ dậy, khoanh chân ngồi tại đất trên giường gạch. Chính nàng thì là ngồi sau lưng Trác Phàm, toàn thân cao thấp tản mát ra hào quang màu trắng bạc, song trưởng nhẹ nhàng dán lên hắn phía sau lưng. Lạnh không khỏi đánh cái rùng mình, Trác Phàm có thể rõ ràng cảm giác được đến, một cỗ cực kỳ âm hàn nguyên lực tiến vào trong cơ thể hắn, tại hắn gân mạch ở giữa tới lui. Xem ra, là muốn vì hắn thanh lý độc tố còn sót lại. Bất quá, hắn vốn là không có trúng bao nhiêu độc, thể nội độc vật đã hoàn toàn bị hắn hóa đi, mặt ngoài tầng kia độc tố, cũng tại bồ đề ngọc dịch dược lực xuống hoàn toàn thanh trừ. Nhưng là cứ như vậy, chẳng phải hoàn toàn lòi đuôi a? Dược phương điện độc đáng sợ đến mức nào, nếu là dễ dàng như vậy thanh trừ, cũng sẽ không có nhiều người như vậy e ngại bọn họ. Huống hồ, nhìn Sở Sở bộ dáng, tựa hồ đối với dược phương điện loại độc này có chút giải. Nếu như một bồ đề ngọc dịch liền có thể giải hết, nàng cũng không cần vì chính mình vận công. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khẽ cau mày. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng phát hiện mình là Trang. Nếu không mình thân phận khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ. Kết quả là, Trác Phàm âm thầm vận khởi thiên ma đại hóa quyết, sẽ tiến vào thể nội cái kia tia âm hàn chi lực trong nháy mắt hóa đi. Sở Sở khẽ giật mình, tưởng rằng chính mình nguyên lực bị độc tố kia cho triệt tiêu, không khỏi lại tăng thêm một phần lực đạo. Mà Trác Phàm cũng phối hợp lấy nàng nguyên lực đưa vào, chậm rãi dừng lại công pháp. Thẳng đến sau cùng, Sở Sở cảm giác nguyên lực tại Trác Phàm thể nội thông suốt. Không còn trở ngại gì nữa, mới thở dài ra một hơi, thu hồi song trường. Chỉ là nàng mi đầu, lại là nhíu chặt lên, nghĩ không ra cái này dược phương điện độc càng ngày càng quỷ dị, một cái tuổi còn trẻ đệ tử xuống đến độc thủ, thế mà để cho ta như thế phí sức. Chỉ là nàng không biết là, nàng sở dĩ như vậy phí sức, hoàn toàn là nàng đưa vào Trác Phàm nguyên lực trong cơ thể, đại bộ phận đều bị Trác Phàm tan đi duyên cớ. Bất quá Trác Phàm cũng không nói ra. Chỉ là âm thầm cười trộm, chậm rãi mở hai mắt ra, giả đến mức một bộ bệnh nặng mới khỏi yếu đuối bộ dáng. Ta đây là ở đâu đây? Trác Phàm hai bên đi loanh quanh đầu, trên mặt tựa hồ một mảnh vẻ mờ mịt, nhưng là đợi hắn nhìn đến sau lưng Sở Sở lúc, không khỏi ngạc nhiên kêu to đi ra, Sở Sở tỉ tỉ, ngươi rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, không để ý tới ta đây. Nghe được lời này, Sở Sở không khỏi có chút cảm động. Nghĩ không ra tiểu tử ngốc này trở về từ cõi chết về sau câu nói đầu tiên, không phải may mắn hắn có thể còn sống sót, mà chính là lại lần nữa nhìn thấy chính mình. Cái này đủ để chứng minh, chính mình trong lòng hắn địa vị, so với hắn mệnh đều trọng yếu. Trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, Sở Sở không khỏi nhíu nhíu mày, nhạt cười một tiếng nói, ai nói ta không tức giận. Ngươi có thể đem cái kia nghiêm phục đánh thành bộ dáng kia, vẫn là cái luyện thể tu giả. Thế mà ở trước mặt ta Trang suy nhược. Nói, đến tột cùng có cái gì mục đích? Hắc hắc hắc, ta còn có thể có cái gì mục đích, không chính là ngày đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi đối với ta dữ dằn. Bất quá, ta biết ngươi là người tốt, coi như có khó khăn khó nói cũng chịu thu lưu ta.
cho nên ta muốn thân cận ngươi, giải ngươi, làm ngươi bằng hữu. Sở Sở thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng, hừ, đến a, ai mà tin ngươi lời nói dối. Ngươi cùng Nghiêm Phục trận chiến kia, ta nhưng là một mực nhìn lấy đây. Ngươi xuất thủ tàn nhẫn, đầy miệng to ngữ, cũng không phải cái muốn tìm kiếm an ủi, nho nhã lễ độ công tử. Ngươi sẽ chủ động cùng một người xa lạ, kết giao bằng hữu sao? Con ngươi hai bên không khỏi đi loanh quanh, Trác Phàm trong lòng thầm than một tiếng. Cái này Sở Sở thật đúng là duyệt vô số người, theo lúc chiến đấu bộ dáng liền có thể nhìn ra một người tránh thức tính cách. Xác thực, giống hắn tàn nhẫn như vậy mà đạo tu giả, sẽ chỉ chuyên chú chính mình thực lực tăng lên, làm sao có thể sẽ chủ động thiện chí giúp người. Mà lại, hắn ma hoàng luôn luôn cho rằng, chỉ có người yếu mới có thể đi kéo bè kết phái, cường giả căn bản không cần. Cho nên cho dù là linh thú bên trong, quần cư linh thú cũng là tại cấp thấp linh thú bên trong tồn tại, đạt đến cấp 5, cấp 6 trở lên linh thú, cơ bản đều là độc lai độc vãng. Bởi vì cường đại, liền sẽ không lại đi tìm kiếm che chở. Nhưng là bây giờ, hắn cái kia ứng phó như thế nào Sở Sở vấn đề? Trong lòng suy nghĩ một lát, Trác Phàm nhìn lấy Sở Sở cái kia chăm chú nhìn hắn hai mắt, không khỏi linh cơ nhất động, cười thầm nói, đồng huynh, lần này lại phải dùng ngươi tán gái chi thuật. Ha ha ha, Sở Sở tỉ tỉ, ngươi thật ta muốn nói a. Ngốc cười một tiếng, Trác Phàm có phần có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sở Sở khẽ giật mình, trong lòng hồ nghi, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, thế nào, người tiếp cận ta thật có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ách, cũng không thể nói là cái gì mục đích, cũng là muốn. Thân cận ngươi, Trác Phàm sờ mũi một cái, trên mặt bất giác bắt đầu chậm rãi biến đỏ, Sở Sở tỉ tỉ, ngươi nói đúng, ta xác thực không sẽ chủ động đi kết giao bằng hữu. Có điều, mỹ nữ ngoại lệ, vừa dứt lời. Trác Phàm liền một mặt thâm tình nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở sững sờ, nơi khóe mắt không khỏi tản mát ra một tia sắc mặt đỏ ửng. Ngươi lại không thấy qua ta bộ dáng, làm sao biết ta là mỹ nữ? Sở Sở bỗng nhiên biến đến hơi khẩn trương lên, ánh mắt phiêu hốt, lắp bắp nói. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong lòng không khỏi thở dài ra một hơi, quyền chủ động rốt cục lại trở lại trong tay mình. Lần nữa cảm tạ đồng huynh. Cảm tạ ngươi tán gái kinh nghiệm. Trác Phàm trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt lại là càng thêm lỗ mãng lên, Sở Sở tỉ tỉ, ta đã sớm nói, ngươi con mắt đặc biệt xinh đẹp. Cho nên ta kết luận, ngươi nhất định là cái mỹ nữ. Nói mò, ánh mắt có đẹp hay không, cùng lớn lên như thế nào lại không có quan hệ. Sở Sở vội vàng nghiêng đầu đi, tựa hồ sợ hãi sẽ cùng Trác Phàm đối mặt. Trác Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng. Thừa thắng xông lên, tiếp tục trêu đùa nói, ai nói không quan hệ. Mẹ ta kể, ánh mắt càng nữ nhân xinh đẹp, lớn lên càng đẹp mắt. Mẹ ngươi nói mò. Thật sao, vậy ngươi để cho ta nhìn một chút. Trác Phàm bất giác hì hì cười một tiếng, đưa tay liền muốn đi xốc lên Sở Sở trên mặt vải thô. Sở Sở giật mình, vội vàng lách mình né tránh thật xa, thất kinh nói, ngươi đừng động ta lớn lên rất xấu, sợ hù dọa ngươi. Nếu là ngươi lại như thế chân tay lóng ngóng, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Sở Sở dường như thoáng cái biến thành một cái bị lão hổ truy đuổi thỏ trắng nhỏ, thối lui đến phòng trong một cái góc, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nói ra uy hiếp lời nói, cũng không có chút nào khí thế, còn không bằng bình thường lạnh lùng có uy nghiêm đất nhiều. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy bật cười ra tiếng, đại tỷ. Ta lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì? Nghe được lời này, Sở Sở dường như mới phản ứng được, khôi phục trước kia bình tĩnh. Nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói tốt, về sau không muốn lại đùa kiểu này. Mặc kệ ngươi tiếp cận ta có cái gì mục đích, dù sao rất nhanh ta liền muốn rời khỏi nơi này, chúng ta khả năng đời này cũng sẽ không gặp lại, cũng thì không có có quan hệ gì. Cái gì, ngươi muốn đi? Trác Phàm giật mình. Trong lòng lo lắng, thật vất vả tìm tới Bồ Đề Ngọc Dịch, nàng muốn đi, chính mình đi chỗ nào lại tìm loại này thần dược a? Ngươi muốn đi đâu đây? Trác Phàm vội vàng nói. Ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Sở Sở lắc đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đây là ta một lần cuối cùng gặp ngươi, về sau chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Nói xong,
Sở Sở chậm rãi đi ra ngoài phòng. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, trong mắt chỗ sâu lóe qua một đạo ngoan sắc. Muốn cầm tới Bồ Đề Ngọc Dịch, chỉ có thể hiện tại động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng là đối phương cũng là thiên huyền cao thủ, nếu là đánh lên động tĩnh quá lớn, dẫn tới khác cao thủ đến, vậy liền không tốt kết thúc, chỉ có thể một chiêu chế địch. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, sau đó giả bộ như vạn phần không muốn kêu to nói, Sở Sở tỷ tỷ, ngươi không muốn đi, ta không nỡ bỏ ngươi, ai ra. Trác Phàm dường như còn rất yếu ớt một dạng, thân thể nghiêng một cái, liền muốn theo cái kia giường đất phía trên ngã xuống. Nguyên bản, lấy hắn đoán cốt cảnh cao thủ thân thể, coi như theo 100 mét không trung té xuống cũng không có việc gì. Thế nhưng là không thể không nói, nữ nhân cũng là nữ nhân. Ngay trong nháy mắt này, Sở Sở tâm lại là đột nhiên mềm nhũn, một cái lắc mình liền bỗng nhiên đi vào Trác Phàm bên người, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Cũng chính tại thời khắc này, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, tay hóa thành chảo, nhất chảo hướng Sở Sở giống ở giữa đánh ra. Một chiêu chế địch, buộc nàng giao ra Bồ Đề Ngọc Dịch. Nếu là không giao lời nói, vậy liền giết nàng, ở trên người nàng tìm ra tới. Trác Phàm tự nhận không phải người tốt, liền xem như trước một khắc bằng hữu, nếu là cản hắn đường, một dạng có thể hạ sát thủ. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là thiên huyền cường giả, chợt nghe tiếng xé gió vang, Sở Sở trong mắt không khỏi ngưng tụ, vô ý thức cổ nghiêng một cái, liền né qua Trác Phàm một kích chí mạng này. Hung mãnh nhất chảo theo Sở Sở giữa cổ xẹt qua, đem trên mặt nàng khối kia thanh hoa vải thô lấy xuống, lộ ra cái kia như trăng sáng giống như tuyệt thế phương dung. Trác Phàm gặp một chiêu không thành, còn muốn xuất thủ. Nhưng nhìn đến Sở Sở khuôn mặt lúc, cũng là bất giác trong nháy mắt ngây người. Kinh động như gặp thiên nhân. Trác Phàm trong lòng, hiện tại chỉ có bốn chữ này. Sở Sở mỹ mạo, tuyệt đối là hắn cái này làm người hai đời chúng, gặp qua hoàn mỹ nhất dung mạo. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Thế này sao lại là người, quả thực cũng là thiên tiên. Trác Phàm không khỏi giật mình ở nơi đó, đều quên hắn vốn là mục đích. Sở Sở cũng là cả kinh, tựa hồ cùng vốn không có ý thức được, đó là Trác Phàm sát chiêu. Nhìn đến hắn như thế si ngốc ngơ ngác nhìn chính mình bộ dáng, bất giác gương mặt một đỏ, hai khỏa sáng ngời hai mắt bên trong đã là phát ra nước mắt. 3. Một cái xanh ngọc bàn tay tát tại Trác Phàm trên mặt, thẳng đem hắn đập bay đến trên tường, lại té rớt xuống tới. Sở Sở vội vã cầm lấy rớt xuống đất thanh hoa vải thô, bụng mặt đi ra ngoài. Nhưng là trên mặt đất nước mắt ẩm ướt ấn, lại là có thể thấy rõ ràng. Sao, chuyện gì xảy ra? Trác Phàm bưng bít lấy có chút sưng đỏ gương mặt bò người lên, hung hăng xoa xoa, trong đầu cái kia dung nhan tuyệt mỹ, y nguyên vung đi không được. Nghĩ không ra thế gian lại thật có như thế tuyệt thế mỹ nhân, phía trước ta khen nàng, đều là nịnh nọt mà thôi, không nghĩ quả là thật. Ánh mắt cô gái xinh đẹp, quả nhiên đều là mỹ nữ. Riêng là nàng, xem như thiên hạ đệ nhất đi. Trác Phàm thở dài, một mặt giật mình lo lắng, cảm khái vô hạn. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, thế gian còn có ai có thể về mặt dung mạo thi đấu qua được Sở Sở. Đột nhiên, Trác Phàm tựa hồ mới vừa vặn nhớ tới cái gì, vội vàng truy tới cửa, nhưng đã không thấy Sở Sở bóng dáng, liền nàng khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Đại tỷ, người cái kia Bồ Đề Ngọc Dịch lưu lại cho ta a. Trác Phàm trong lòng khóc không ra nước mắt, cái này manh mối lại đoạn. Hắn nãi nãi, vừa mới vì cái gì không xuất thủ, chẳng lẽ lão tử cũng là sắc lang à, nhìn đến mỹ nữ thì không rời nổi bước chân. Trác Phàm trong lòng thầm mắng mình, bất đắc dĩ thở dài. 3 ngày sau, Đồng Thiên Bá huynh muội một đường hỏi thăm đi vào mảnh này trong khu ổ chuột. Tống Hiền Đệ, người ở chỗ này sao? Đồng Thiên Bá mang theo muội muội một căn phòng hư. Một căn phòng hư tìm, rốt cục tại một cái nóc phòng lỗ hổng lấy một cái đại lỗ thủng trong phòng hư, tìm tới Trác Phàm bóng người. Giờ này khắc này, Trác Phàm chính khoanh chân tại cái kia giường đất phía trên, hai mắt khép hờ, tĩnh tâm tĩnh tỏa. Hiền đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đồng Thiên Bá vui vẻ, liền muốn chạy tiến lên, thế mà, đụng một tiếng vang thật lớn, hắn lại là nhất thời bị cái gì trong suốt vách tường bắn trở về. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Từ từ mở mắt,
Trác Phàm không khỏi lớn lên thở dài một ngụm chọc khí, đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Đi qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, hắn rốt cục thành công đột phá đoán cốt nhị trọng cảnh. Mà cái này, cũng còn phải cảm tạ Nghiêm Phục cái kia 3 loại thiên hạ chí độc. Phàm là đại độc chi vật, cũng là đại bổ chi vật. Trác Phàm đem cái kia 3 loại kịch độc luyện hóa về sau, lại hấp thu không ít sở sở âm hàn nguyên lực, đến mức hắn tại cái này không đến 2 tháng thời gian, đúng là lại một lần nữa đột phá. Theo đoán cốt nhất trọng cảnh, tấn thăng làm đoán cốt nhị trọng. Lần này, hắn cường độ thân thể càng thêm mạnh một phần. Đừng nói là đồng dạng thiên huyền cao thủ, liền xem như chuyên môn luyện thể thiên huyền cao thủ, hắn cũng có lòng tin tới sáp lá cà. Vung tay lên một cái, đem trên mặt đất phòng ngự trận pháp triệt hồi, Trác Phàm chậm rãi đi vào ngoài phòng, nhìn về phía bị Đồng Hiểu Huyền đỡ dậy Đồng Thiên Bá cười nói, Đồng huynh, người cái gia tộc nhị lưu, chạy đến ta cái này tam lưu gia tộc hàn xá đến, thật là khiến tiểu đệ rồng đến nhà tôm a. Đi đi đi, thiếu dùng bài này. Đồng Thiên Bá vỗ vỗ trên thân đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi trong phòng này có gì đó cổ quái, vì sao vi huynh mới vừa đi vào, giống như bị người nhất trưởng đánh ra đến một dạng. Ha ha ha, ai để ngươi không trải qua cho phép, liền tùy ý đi đến sông. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ta 3 ngày này một mực tại bế quan tu luyện, sợ người quấy rầy, cho nên tại phòng chung quanh bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Cái gì, con mẹ nó ngươi còn biết trận pháp? Đồng Thiên Bá nghe xong, không khỏi giật nảy cả mình, hai cái kinh dị ánh mắt thật sâu đánh giá Trác Phàm toàn thân cao thấp, huynh đệ, muốn không phải ta theo ngươi cùng một chỗ sống phóng túng lâu như vậy, ta đều coi là đứng trước mặt ta là một người khác. Mấy năm không thấy, ngươi chẳng những thực lực tăng nhiều, luyện đan thuật phóng đại, liền trận pháp đều học xong. Đồng Hiểu Huyền cũng là một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đã là tràn ngập vẻ sùng bái. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, Trác Phàm vội vàng giải thích nói, ha ha ha. Đồng huynh chớ có giễu cợt, trước kia tại hạ tuổi nhỏ ham chơi, về sau bị Đồng tiểu thư cùng Đồng lão gia tử thể hồ quán đính, mới sửa chữa a. Trước kia sự tình, hãy để cho nó qua đi. Tống đại ca nói như vậy, là đang trách ta đi. Đồng Hiểu Huyền oán trách liếc hắn một cái, nhưng là mặc cho ai nhìn, tiểu cô nương này trong mắt đều không có trách cứ, chỉ có tràn đầy yêu thương. Đồng Thiên Bá càng là chép miệng một cái nói, ai ra, nhìn đến huynh đệ bây giờ thành tựu, ca ca ta thật sự là mặc cảm a. Ngày khác, ta cũng muốn quyết chí tự cường mới là. Ha ha ha, chuyện tu luyện, một xem thiên phú, hai nhìn cơ duyên, tam tài dựa vào nỗ lực. Nếu như đầy đủ nỗ lực liền có thể mạnh lên lời nói, cái kia thiên hạ khắp nơi đều là cường giả. Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ, nhìn Đồng Thiên Bá tư chất, hắn về sau nhiều lắm là thiên huyền ra mặt liền đến đỉnh. Nếu là không có kỳ ngộ gì lời nói, sau này lại khó đột phá, ở đâu là nỗ lực liền có thể được đến. Bất quá, Trác Phàm cũng không nói rõ, miễn cho đả kích hắn lòng cầu tiến. A, Tống Hiền Đệ, cái kia sở sở cô nương đâu? Lúc này, Đồng Thiên Bá nhìn xem chung quanh, nghi ngờ nói, lúc trước nàng nói muốn cứu ngươi, kết quả còn thật đem ngươi cứu sống, thật sự là kỳ nhân a, làm sao hiện tại không thấy nàng người ảnh. Ai, nói rất dài dòng a. Nghe được lời này, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ lại nghĩ tới cái kia Bồ Đề Ngọc Dịch, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc, đã từng có một phần thiên đại cơ duyên bày ở trước mặt ta, ta lại không có trân quý. Thẳng đến mất đi. Mới hối hận không kịp, nếu như lão thiên lại cho ta một lần làm lại cơ hội, ta nhất định sẽ. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Nói đến đây, Trác Phàm trong mắt đã là tràn ngập vẻ kiên định, nhưng là Đồng Thiên Bá tựa hồ có chút hiểu lầm, lẩm bẩm nói, nàng. Đi. Gật gật đầu, Trác Phàm thở dài. Ai, huynh đệ thật sự là người si tình a. Vỗ vỗ Trác Phàm đầu vai, Đồng Thiên Bá an ủi, bất quá không quan hệ. Hữu tình người cuối cùng rồi sẽ lại tụ họp, lần sau chân quý cơ hội, đừng để nàng lại đi liền tốt. Trác Phàm sững sờ, biết hắn hiểu lầm, thế nhưng là còn chưa kịp giải thích, Đồng Hiểu Huyền lại là ho nhẹ một tiếng, hung hăng chừng anh của nàng liếc một chút. Lúc này, Đồng Thiên Bá dường như mới phản ứng được, lập tức đổi giọng, ách, huynh đệ, thực cái này sợ sợ cô nương đi, nhất định là có khác tân hoan, người cũng đừng đợi nàng. Dù sao chân trời nơi nào không có cỏ thơm,
làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa đâu. Có lẽ tại trước mắt ngươi, thì có càng tốt hơn đâu. Vừa dứt lời, Đồng Hiểu Uyển liền ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Không khỏi ngơ ngác nháy mắt mấy cái, Trác Phàm nhìn lấy này hai huynh muội giật dây, không khỏi dở khóc dở cười. Chẳng lẽ mình xem ra giống tình thánh à, sẽ vì tình phiền não. Lão tử chỉ là hối hận lúc đó vì sao không có quyết định thật nhanh xuất thủ, để cái kia bồ đề ngọc dịch trắng trắng chuồn mất thôi. Bất quá, Trác Phàm cũng cùng bọn hắn giải thích không rõ, liền bất đắc dĩ nói, Đồng huynh, người hôm nay tới tìm ta, là nhìn ta chết không có, vẫn là có khác sự tình. Nếu tới nhìn ta sống hay chết lời nói, vậy thì tốt, hiện tại ngươi đã nhìn qua, thì mời trở về đi. Nghe được lời này, Đồng Thiên Bá dường như mới nhớ tới chính sự giống như, vỗ ót một cái nói, ai ra, huynh đệ, không phải ngươi nhắc lên, ta kém chút đều quên. Vi huynh lần này tới tìm ngươi, một là nhìn xem ngươi thương thế, hai là nếu như ngươi đã khỏi, cho chúng ta đồng tống hai nhà an toàn, vi huynh nhất định phải dẫn ngươi đi một chỗ, đi theo ta. Nói, Đồng Thiên Bá liền không khỏi giải thích lôi kéo Trác Phàm đi ra phía ngoài. Trác Phàm rất là kỳ lạ, bất quá nhìn hắn cái kia nghiêm túc sắc mặt, liền cũng theo hắn đi. Dù sao hiện tại bồ đề ngọc dịch manh mối đều đoạn, cùng hắn đi thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt. Kết quả là, tại Đồng Thiên Bá chỉ huy dưới, ba người hoa hơn ba canh giờ thời gian, rốt cục đi vào một chỗ cao lớn môn trước lầu. Nhìn lấy môn kia trên lầu to lớn tấm biển, Trác Phàm trong lòng bật cười một tiếng, nhưng là trên mặt lại là lộ ra nụ cười thô bỉ, nhìn về phía Đồng Thiên Bá, hắc hắc hắc. Đồng huynh vừa mới còn nói muốn quyết chí tự cường, làm sao lúc này thì mang huynh đệ tới chỗ như thế? Ta mang ngươi đến địa phương nào? Đồng Thiên Bá một mặt rất là kỳ lạ. Một mặt cười xấu xa liếc hắn một cái, Trác Phàm chỉ môn kia trên lầu tấm biển, lớn tiếng nói, Đồng huynh, ngươi đây không phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ a? Ngươi cho ta không biết chữ A, nhìn phía trên, xanh, lầu, ngô. Thế mà, Trác Phàm còn không nói tiếp, Đồng Thiên Bá đã là hung hăng che miệng hắn, trầm giọng mắng chửi nói, im miệng, nơi này là Hoa Vũ Thành, một bầy nữ nhân làm chủ địa phương, tại sao có thể có loại đồ vật này tồn tại? Ách, cái này là, Trác Phàm vô tội nháy mắt mấy cái, chỉ hướng cái kia bảng hiệu. Theo hắn chỉ hướng ngẩng đầu nhìn lên. Đồng Thiên Bá sắp khóc đi ra, run rẩy thanh âm nói, đại ca, nhờ ngươi thấy rõ ràng, đây không phải là xanh. Đó là thanh hoa lâu ha. Lúc này, Trác Phàm mới lại nhìn kỹ lại, nguyên lai bảng hiệu bên trên một khối lụa đỏ, vừa lúc bị gió thổi đến trung gian, ngăn trở trung gian một cái hoa chữ. Nơi này, chính là Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu đứng đầu thanh hoa lâu. Mà thanh hoa lâu chủ, hắn cũng đã gặp, chính là cái kia Tần Thái Thanh. Ha ha ha, nguyên lai là thanh hoa lâu à, ta còn tưởng rằng cái nào địa phương tú bà như thế không học thức, liền tên chữ đều chẳng muốn lên, trực tiếp thì kêu thanh lâu. Ngươi còn nói, Đồng Thiên Bá hung hăng nguyết hắn một cái, nhìn hai bên một chút, gặp không có người nghe thấy, mới thở dài một hơi, nhưng toàn thân cao thấp đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dám ở Hoa Vũ lâu địa bàn sách thanh lâu hai chữ, quả thực thì là muốn chết à. Đồng Hiểu Uyển càng là chu chu mỏ, nhẹ liếc hai người liếc một chút, lạnh lùng nói, hừ, nam nhân thật sự là không có một cái tốt. Ta nói cho các người biết, về sau các người người nào cũng không cho lại đi loại địa phương kia. Trác Phàm nhìn không được cười lên, ngươi muốn xen vào, quản ngươi ca liền tốt. Lão tử theo ngươi vô thân vô cố, ngươi quản ta, trông coi áng ngươi. Lão tử thích đi nơi nào, liền đi nơi đó. Đồng huynh. Ngươi làm gì đột nhiên muốn dẫn ta tới cái này thanh hoa lâu? Không để ý đến cái kia Đồng Hiểu Uyển, Trác Phàm nhìn về phía Đồng Thiên Bá hỏi. Mi đầu vặn lên một cái vấn đề, Đồng Thiên Bá lộ ra trước đó chưa từng có vẻ nghiêm túc, huynh đệ, mấy ngày nay sự tình ta đều nghĩ qua, chúng ta chỗ lấy nhiều lần gặp sát cơ, nghiên cứu nguyên nhân cũng là đắc tội cái kia mẫu đơn lâu Tiếu Đan Đan. Tại cái này Hoa Vũ Thập Ngũ lâu chúng, thì cái này thanh hoa lâu chủ nhất là bình dị gần gũi, cũng lớn nhất dễ nói chuyện. Ta dự định mời nàng ra mặt, tiêu trừ đoạn ân oán này. Nếu không, hai nhà chúng ta chạy hòa thượng, chạy không miếu, sớm muộn sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Nghe được lời này, Trác Phàm khinh thường cười lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là cái kia thanh hoa lâu chủ thật có ý giúp bọn hắn lời nói,
trong thời gian ngắn liền sẽ không lại thả ra cái này tiếu đan đan dương oai. Mà nàng làm như vậy mục đích, Trác Phàm phỏng đoán cũng liền một cái, thăm dò thân phận của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, Trác Phàm cũng muốn tự mình hội biết cái này Thanh Hoa lâu chủ, nhìn hắn đối với mình còn bảo vệ có bao nhiêu nghi ngờ. Phải chăng đi qua cái kia đánh với Nghiêm Phục một trận về sau, đã nghi ngờ tiêu hết. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cười gật đầu nói, vẫn là đồng huynh nghĩ đến chu đáo, cái này Thanh Hoa lâu chủ, chúng ta hai nhà là nhất định phải đi bái gặp một chút. Tốt, đã huynh đệ cũng đồng ý vi huynh chủ trương, cái kia vi huynh cái này đi đưa bái thiếp. Đồng Thiên Bá cười lớn một tiếng, lấy ra một tấm màu đỏ thiếp mời, hướng Thanh Hoa lâu đi đến. Thanh Hoa lâu cửa, có hai cái tụ khí cảnh tu vi tiểu cô nương chấn giữ. Đồng Thiên Bá vừa đến này, liền khom lưng thành 90 độ, đem thiếp mời hai tay trình đi lên, mời cô nương thông bẩm một tiếng, đồng gia Đồng Thiên Bá, đồng hiểu huyền huynh muội, cùng Tống gia, Tống Ngọc công tử, có chuyện quan trọng bái kiến Thanh Hoa lâu chủ. Hừ, nhị tam lưu gia tộc đều muốn thấy chúng ta nhà lâu chủ, nào có dễ dàng như vậy. Cửa tiểu cô nương không khỏi nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Đồng Thiên Bá đầy mặt đỏ bừng, thiêu phát chướng, nhưng là vẫn khom người, không dám đứng dậy. Chỉ có cái kia hai tiểu cô nương, một mặt khinh miệt nhìn hắn chằm chằm. Đồng Hiểu Uyển khẽ cắn một miệng môi dưới, thở dài, lại là bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là ca ca cảm thấy ủy khuất, nhưng là không có cách nào, phổ thông gia tộc muốn gặp bảy thế gia cao tầng, liền phải muốn chịu đựng đến loại khuất nhục này. Bất quá Trác Phàm lại là không có tốt như vậy tính nhẫn nại, thừa dịp Đồng Hiểu Uyển không chú ý, sải bước đi lên. Đồng Hiểu Uyển căn bản không kịp ngăn cản hắn, hắn đã đi vào cái kia hai tiểu cô nương trước mặt. Hai vị cô nương, các ngươi nhận biết tiếu đan đan sao? Liếc nhìn nhau. Một cái tiểu cô nương nhìn Trác Phàm một cái nói, nàng là chúng ta sư tỷ, người biết nàng. Bất quá coi như người biết nàng, nàng là mẫu đơn lâu, nơi này là Thanh Hoa lâu, chúng ta cũng sẽ không xem ở nàng trên mặt mũi thì cho các ngươi thông báo. Ha ha ha, ta cũng không phải đến đi cửa sau, chỉ bất quá, các ngươi không có nghe nói sao, nàng tại trên đường cái bị một người nam nhân lột sạch y phục, thì thừa sau cùng một kiện tấm màn che. Hai người mí mắt lắc một cái, hơi hơi gật gật đầu. Hắc hắc hắc, cái kia nam nhân chính là ta. Cười lạnh, Trác Phàm đột nhiên lộ ra một cái tà ác nụ cười, các ngươi tin hay không, nếu như các ngươi hai cái không đi nữa thông báo, lão tử vài phút đem các ngươi lột sạch, ném ở trên đường cái phơi nắng. Hai người cùng nhau quá sợ hãi, không khỏi lui lại hai bước, hét lớn, ngươi dám, nơi này là Thanh Hoa lâu. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trác Phàm nhìn chằm chằm hai mắt người, chớp chớp, đột nhiên, trong mắt một đạo sát ý lóe qua, nương theo một đạo nguyên thần ba động trong nháy mắt xẹt qua hai người. Chỉ một thoáng, hai người nhưng cảm giác toàn thân phát lạnh, chẳng biết tại sao, đúng là theo sâu trong đáy lòng sinh ra không gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Ngươi, ngươi chờ, ta cái này đi thông báo lâu chủ, rốt cục chịu không được Trác Phàm cái kia lạnh như băng ánh mắt, một cái tiểu cô nương cũng như chạy trốn chạy. Chỉ để lại khác một cái tiểu cô nương sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, hai chân dọa đến phát run. Đồng Thiên Bá vừa đỡ cái chán, bất đắc dĩ thở dài. Lần này gặp lại Tống Ngọc, Đồng Thiên Bá luôn cảm thấy cái này huynh đệ không phải bộ dáng ban đầu. Không chỉ là thực lực tăng nhiều, liền tính cách cũng biến thành dị thường cường thế, thế mà liền bảy thế gia cũng bắt đầu không để vào mắt. Cho nên hắn đến đưa bái thiếp thời điểm. Để muội muội của hắn nhìn cho thật kỹ vị huynh đệ kia. Thế nhưng là vẫn là không coi chừng a, vừa không cẩn thận thì lại gặp rắc rối. Chúng ta thế nhưng là tới tìm cầu che chở, ngươi làm như vậy người ta không làm thịt ngươi thế là tốt rồi, còn làm sao có thể giúp ngươi. Bất quá Trác Phàm lại là không quan trọng, còn có chút đắc chí nhìn về phía Đồng Thiên Bá nói, Đồng huynh, đối phó những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, đe dọa so với hắn biện pháp gì đều hữu dụng a. Hắc hắc hắc, Thiên đệ, ngươi, Đồng Thiên Bá nhất thời chợt cảm thấy im lặng, bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cái kia Thanh Hoa lâu chủ, đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Ba người một mực chờ ở cửa, Đồng gia huynh muội lo lắng tâm thần bất định, Trác Phàm lại là một mặt lạnh nhạt. Rất nhanh, cái kia tiến đến thông báo tiểu cô nương đi ra, có chút kiêng kỵ nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau,
khiếp khiếp nói, nhà ta lâu chủ, mời ba vị đi vào. Há, quá tốt, đa tạ cô nương thông bẩm. Đồng Thiên Bá hướng cái kia hai tiểu cô nương thi lễ, liền lôi kéo muội muội vội vã đi vào. Trác Phàm thì là cà lơ phất phơ, quơ thân thể đuổi theo, chỉ là tại đi qua cái kia hai cái tiểu nữ hài lúc, lại là nhếch miệng cười một tiếng, đối với các nàng dựng thẳng lên một ngón giữa. Hai cái tiểu nữ hài không khỏi dọa đến lui lại một bước, lại là cũng không dám nữa nói năng lỗ mãng. Chờ hắn thân ảnh biến mất về sau, hai người mới thật dài chậm rãi một hơi. Uy, ngươi không có đem tiểu tử này ô ngôn uế ngữ hướng lâu chủ bẩm báo sao? Một mực canh giữ ở cửa tiểu cô nương, hướng khác một cái tiểu cô nương trách cứ. Tiểu cô nương kia một mặt ủy khuất, vẻ mặt đưa đám nói, tỷ tỷ, ta nói, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối không ít đâu. Vậy lâu chủ làm sao có thể còn mời bọn họ đi vào? Chắc là khiến người ta đem bọn hắn bắt lại, thật tốt nghiêm trị một phen mới là. Nghe được lời này, tiểu cô nương kia sắp khóc đi ra, tỷ tỷ, đừng nói, không dùng. Người biết ta tại lâu chủ trước mặt nói một đống lớn tiểu tử này xấu về sau, lâu chủ nói thế nào sao? Nói thế nào? Lâu chủ liền nói bảy chữ, hắn là người điên, thiếu chọc hắn. Lần này, cái kia một mực canh giữ ở cửa cô nương không khỏi giật nảy cả mình, hai tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Nàng thực sự không rõ ràng Trác Phàm đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả bọn họ lâu chủ đều không muốn trêu chọc, qua loa cho xong chuyện. Chẳng lẽ, hắn cũng là bảy thế gia bên trong người? Bất quá không đúng rồi, cái kia bái thiếp chúng rõ ràng viết Đồng gia cùng Tống gia. Đồng gia còn là cái nhị lưu, hắn bất quá tam lưu gia tộc mà thôi. Không có lý do lâu chủ sẽ như thế phóng túng hắn a. Thế nhưng là, các nàng chỗ lấy sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là chưa thấy qua Trác Phàm xuất thủ tàn nhẫn. Một người điên không đáng sợ, thế nhưng là một cái thực lực mạnh mẽ người điên, vậy liền tương đương đáng sợ. Phải biết, Trác Phàm tuy nhiên đỉnh lấy Tống Ngọc tên tuổi tới này Hoa Vũ Thành, thế nhưng là tác phong làm việc y nguyên làm theo ý mình. Dù sao gây phiền toái, đi tìm Tống gia liền tốt. Cũng sẽ không tra đến lão tử trên đầu. Bởi vậy, hắn đầu tiên là trọng thương Khoái Hoạt Lâm đệ tử, vừa thẹn nhục Mẫu Đơn Lâu đệ tử, sau cùng lại lần nữa thương tổn Dược Vương Điện đệ tử. Ba cái tất cả đều là bảy thế gia, xuất thủ không hề nể mặt mũi. Dường như hắn cứ việc gây phiền toái, không có chút nào hội lo lắng gia tộc an nguy giống như. Dạng này người điên, liền xem như Thanh Hoa Lâu chủ cũng không muốn hoàn toàn trêu chọc. Làm việc không để ý chút nào hậu quả a. Chính mình mệnh không để ý cũng được, liền người nhà mệnh đều không để ý. Điểm này, theo hắn đánh tàn bạo nghiêm phục điên cuồng liền có thể nhìn ra. Cho nên Tần Thái Thanh mới có thể cảnh cáo đệ tử, không nên tùy tiện trêu chọc, ai biết tiểu tử này có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Bất quá hai tên đệ tử kia lại không rõ ràng bên trong ngọn nguồn, chỉ cảm thấy Trác Phàm cao thâm mà chắc, không biết có gì bối cảnh thâm hậu. Liền các nàng lâu chủ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tất cả đây hết thảy, Trác Phàm sớm đã đoán trước cái đại khái. Cái gọi là vô dục tắc cương, liền sinh tồn dục vọng đều không có người, mới thật sự là đáng sợ. Cho nên tại đánh với nghiêm phục một trận về sau, trong mắt người ngoài hắn là tính toán chết qua một lần người. Bởi vậy hắn muốn càng thêm ngông cuồng, mà không phải sợ hãi, dạng này mới có thể giảm bớt không tất yếu phiền phức. Hiếp yếu sợ mạnh. Bất luận cường giả vẫn là người yếu, đều là sinh tồn tất yếu pháp tắc. Chỉ cần hắn một mực cứng rắn đi xuống, cho dù là bảy thế gia không quen nhìn hắn, cũng muốn cân nhắc một chút, có thể hay không chịu đựng lấy một người điên trả thù hậu quả. Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, Trác Phàm trong lòng cười lạnh, một đường vô câu vô thúc theo sát Đồng gia hai huynh muội đi vào Thanh Hoa Lâu bên trong phòng tiếp khách. Ở nơi đó, Thanh Hoa Lâu chủ Tần Thái Thanh sớm đã ngồi tại chủ vị phía trên. Nhìn đến ba người đến, riêng là nhìn đến Trác Phàm lúc, trong mắt bất giác lóe qua một đạo vẻ kinh dị, cười cười nói, ba vị, xin mời ngồi. Không dám, không dám. Đồng Thiên Bá vội vàng mang theo muội muội cúi người hành lễ, Trác Phàm lại là đại đại liệt liệt đi vào trên ghế ngồi ngồi xuống, thản nhiên nói, đa tạ. Không khỏi một cái lảo đảo, Đồng Thiên Bá dọa đến một ngã, suýt nữa cũng nhanh khóc lên. Mẹ hắn, đây chính là Thanh Hoa Lâu. Người nhà làm nhà mình, tùy tiện như vậy. Nếu là chọc giận lâu chủ, chôn cùng nhưng là không chỉ là các ngươi Tống gia, còn có chúng ta Đồng gia a.
ta cũng là tốt bụng, mới mang theo ngươi cùng đi cầu tình, sớm biết ngươi tại lâu chủ trước mặt đều làm càn như vậy, ta căn bản thì không nên mang ngươi tới. Đồng Thiên Bá trong lòng hối hận, vội vàng bồi lễ nói, lâu chủ xin thứ lỗi, ta cái này huynh đệ không biết lễ nghĩa, lỗ mãng quen, ngài tuyệt đối đừng trách hắn. Ha ha ha, Tống công tử chính là tính tình bên trong người, bản lâu chủ sao lại trách cứ. Còn có hai vị, các ngươi cũng không cần câu thúc, xin mời ngồi đi. Tần Thái Thanh thờ ơ khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, hiển thị rõ phong cách quý phái. Đồng Thiên Bá chà chà mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy thân thể lôi kéo muội muội đi vào tòa tiền, tiếp lấy hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút. Trác Phàm không thèm để ý, làm như không nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đồng Thiên Bá ai thán một tiếng, gương mặt hung hăng co lại, như cha mẹ chết. Phốc, Tần Thái Thanh cười khẽ một tiếng, một đôi mắt đẹp tại ba người ở giữa băn khoăn, Đồng công tử, ta chỗ này cũng không phải là Diêm La địa ngục. Người không cần khẩn trương như vậy. Giống bên cạnh người Tống công tử như thế, liền rất tốt. Đồng Thiên Bá quay đầu nhìn một chút Trác Phàm, chỉ thấy hắn đã không khách khí chút nào nắm lên trên bàn thủy quả phàm ăn. Đồng Thiên Bá nhịn không được mà run lên dốc hết ra mí mắt, cái này nha cũng quá tùy ý đi. Nơi này là Thanh Hoa Lâu, không phải nhà ngươi a, tùy thời tùy chỗ khả năng rơi đầu. Bất quá nhìn Tần Thái Thanh không để ý chút nào, Đồng Thiên Bá cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Truyền thuyết cái này Thanh Hoa Lâu chủ bình dị gần gũi, nhưng không nghĩ tới càng như thế khiêm tốn, gần như thế người a. Bất quá cứ như vậy, sự tình ngược lại tốt làm rất nhiều. Nghĩ như vậy, Đồng Thiên Bá đứng dậy lần nữa thi lễ, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có vẻ nghiêm túc, khởi bẩm lâu chủ, tại hạ ba người đến đây, thực có một chuyện muốn nhờ. Nhưng giảng không sao cả, Tần Thái Thanh cười nhạt nói. Trầm ngâm một lát, Đồng Thiên Bá mặt hiện lên buồn sắc, bẩm lâu chủ, thực sự kiện này ngươi cũng biết, vài ngày trước chúng ta đắc tội Quý Lầu Tiếu Đan Đan tiểu thư, cho nên tại hai ngày này chúng ta đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Tại hạ cả gan mời lâu chủ làm hòa sự lão, đem đoạn ân oán này tiêu trừ đi. Đại ân đại đức, ta Đồng Tống hai nhà đời này kiếp này, suốt đời khó quên. Há, sự kiện này ta đại thể giải, thật là Đan Đan nha đầu kia quá phận. Ta sẽ thật tốt quản giáo. Tần Thái Thanh khẽ vuốt cằm, tiếp lấy ngược lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, chỉ bất quá ta có chút hiếu kỳ là, nghe nói vị này Tống công tử bởi vì Đan Đan nha đầu kia, chúng dược phương điện nghiêm phục thất thải vân la trưởng, làm sao không có mấy cái ngày thì đã khỏi. Dược phương điện độc, lúc nào tốt như vậy giải. Bất giác trì trệ, Đồng Thiên Bá nhìn về phía Trác Phàm. Sở sở là Trác Phàm bằng hữu, phải chăng đem nàng sự tình tiết lộ ra ngoài. Muốn nhìn Trác Phàm ý tứ. Hắn như vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, ngày sau xảy ra chuyện gì, không là phải bị huynh đệ oán niệm cả một đời. Nhẹ nhàng liếc hắn liếc một chút, Trác Phàm hài lòng gật đầu. Cái này Đồng Thiên Bá mặc dù là cái phong lưu lãng tử, nhưng xác thực giảng nghĩa khí, đáng giá thâm giao. Đến Vu Sở Sở sự tình, Trác Phàm cũng đúng lúc muốn tìm một cơ hội hỏi thăm một chút. Tần Thái Thanh thân là Hoa Vũ thập ngũ lâu đệ nhất lâu lâu chủ, Sở Sở dạng này thiên huyền cao thủ, lại người mang bồ đề ngọc dịch, nàng không có lý do không rõ ràng. Sau đó toàn bộ thoát ra nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ được đến một vị nữ tử che mặt cứu trợ, rất nhanh liền đem độc cho giải. Nữ tử che mặt, Tần Thái Thanh giật mình nói. Không sai, là tại xóm nghèo chỗ đó gặp phải, tên là Sở Sở. Chỗ đó người đều gọi nàng. Ôn nữ, Trác Phàm nhìn chằm chằm Tần Thái Thanh sắc mặt, chỉ thấy nàng tại giật mình về sau, nổi lên hồ nghi. Nhưng là rất nhanh, trong mắt liền có tinh quang lấp lóe, tựa hồ biết cái gì. Ha ha ha, Tống công tử có như thế kỳ ngộ, thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ a, ngày sau tất có hậu phúc. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười nói, nhận ngài cắt ngôn. Nhìn lấy hai người bộ dáng. Tựa hồ Sở Sở sự kiện này cũng không có cái gì nếu không, Đồng Thiên Bá không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn thật đúng là sợ, Sở Sở cùng cái này Hoa Vũ lâu còn có cái gì qua kết, ảnh hưởng lần này đàm phán. Sau đó trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một tòa một người cao san hô bình phong, toàn thân tản ra thăm thẳm hồng quang. Lớn như thế san hô bình phong, hiếm thấy trên đời, liền Trác Phàm cũng không thấy run run mí mắt.
thứ này tuy nhiên đối tu luyện không có tác dụng gì, nhưng quý ở hiếm lạ, chỉ sợ tối thiểu muốn mấy trăm ngàn linh thạch đi. Đồng Thiên Bá lần nữa hướng Tần Thái Thanh cúi người hành lễ, cười nịnh nói, như vậy sự kiện này xin mời lâu chủ phí sức, cái này bình phong là tại hạ một chút tâm ý, mời lâu chủ vui vẻ nhận. Ngươi tâm ý ta nhận lấy, nhưng đồ vật lấy về, đan đan bên kia ta tự sẽ xử lý, ngươi không tiếp tục lo lắng. Tần Thái Thanh mảy may không có liếc vật kia liếc một chút, cười lắc đầu. Đồng Thiên Bá giật mình, vội vàng lại bái, cái này bình phong là tiểu nhất điểm tâm ý, lâu chủ ngươi nhất định muốn nhận lấy, không phải vậy tiểu như sao mà yên tĩnh được tâm. Nói nhảm, bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Ngươi không thu ta lễ, ta sao có thể yên lòng đâu. Nếu là ngươi vừa quay đầu đem sự kiện này quên, tiểu ma nữ kia đi đem ta hai nhà diệt, đoán chừng ngài cũng không biết. Không, đến lúc đó đoán chừng ngươi đã đem chúng ta quên. Tối thiểu nhất ngươi nhận lấy ta lễ, mỗi lần nhìn đến cái này bình phong, còn nhớ đến chúng ta đúng không? Đồng Thiên Bá ở trong lòng một trận oán thầm, Tần Thái Thanh cũng minh bạch tâm ý của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, khiến người ta đem bình phong khiêng xuống đi. Đến tận đây, Đồng Thiên Bá mới lộ ra vẻ mặt vui cười, thở dài ra một hơi, yên lòng. Ba ba ba, Tần Thái Thanh vỗ nhẹ ba trưởng, liền có đệ tử bưng tam hồ tửu đi tới, hiện lên đến trước mặt bọn hắn. Ba vị ở xa tới là khách, trả cho ta đưa một món lễ lớn. Cái này tam hồ bách hoa rượu ngon, là chúng ta Hoa Vũ lâu độc nhưỡng, đối tu luyện có lợi thật lớn, coi như là bản lâu chủ hoàn lễ. Há, nếu là lâu chủ thịnh tình khoản đãi, vậy tại hạ ba người thì từ chối thì bất kính. Đồng Thiên Bá cười lớn một tiếng, ôm một cái quyền, tâm tình dị thường thư sướng, đổ đầy một chén rượu, liền uống vào đi. Trác Phàm cùng Đồng Hữu Huyền, cũng tại Tần Thái Thanh nâng cốc chúc mừng phía dưới uống một chén. Rượu ngon. Đồng Thiên Bá khen lớn một tiếng, nhưng là vừa dứt lời liền bịch một tiếng ngã xuống trên mặt bàn, ngất đi. Đồng Hữu Huyền cũng giống vậy, mơ màng ngã quỵ, chỉ có Trác Phàm y nguyên thanh tỉnh ngồi tại trước bàn. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm nhìn về phía Tần Thái Thanh cười nói, lâu chủ có chuyện gì, muốn đi theo phía dưới nói riêng sao? Tán thưởng liếc hắn một cái, Tần Thái Thanh cười gật gật đầu, thông minh, bản lâu chủ xác thực có một việc cần ngươi đi làm. Làm tốt, các ngươi hai nhà có thể an toàn đi ra Hoa Vũ Thành. Làm không xong, không nhưng các ngươi không thể sống lấy ra ngoài, liền nhà các ngươi người cũng muốn đi theo chôn cùng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nhếch miệng lên, Trác Phàm tà dị cười rộ lên. Chậm rãi lắc đầu, Tần Thái Thanh cười nói, không phải uy hiếp, chỉ là điều kiện. Ta biết ngươi là làm càn làm bậy, không sợ trời không sợ đất. Bất quá, các ngươi lần này trước đến không phải để cho ta bãi bình đan đan sự kiện kia sao? Nếu như ngươi không thay ta đi làm chuyện này, đan đan sự tình ta thì mặc kệ. Lấy nha đầu kia tính khí, các ngươi hai nhà đều không có gì tốt trái cây để ăn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, chuyện gì, nói nghe một chút. Nếu như ta làm không được lời nói, ngươi vẫn là đem hai nhà chúng ta đều diệt đi. Trác Phàm nói mây trôi nước chảy, dường như căn bản không liên quan hắn giống như. Nhưng Tần Thái Thanh lại là trong lòng càng hiếu kỳ, cái nào có người có thể ngộ đến gia tộc nguy vong thời điểm, có thể biểu hiện được như thế lạnh nhạt. Người điên, quả nhiên là cái người điên, loại người này, thật không dễ khống chế. Tần Thái Thanh trong lòng thầm than, nhưng sắc mặt phía trên lại là y nguyên bình tĩnh, ta không phải cho ngươi đi chịu chết, chỉ là cho ngươi đi làm tặc, cho ta trộm một kiện đồ vật. Thứ gì? Trác Phàm ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nói. Trong mắt ngưng tụ, Tần Thái Thanh bình tĩnh nói, chúng ta Hoa Vũ lâu trấn lầu chi bảo, bồ đề tu căn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bồ đề tu căn, Tần Thái Thanh lặp lại lần nữa. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm bụng mừng rỡ. Bồ đề tu căn chính là đại địa tinh hoa ngưng tụ, sinh mệnh tinh túy, bồ đề ngọc dịch chính là do bồ đề tu căn phía trên thu hoạch. Trác Phàm hắn vạn vạn không nghĩ đến, ném bồ đề ngọc dịch, nhưng lại có bồ đề tu căn manh mối. Thật hắn nãi nãi, trời cũng giúp ta a, ha ha ha. Trác Phàm trong lòng một trận cười như điên, hai con mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Lâu chủ là cao quý Hoa Vũ lâu cao tầng, vì sao phải làm như vậy? Trác Phàm tuy nhiên trong lòng hoan hỉ, nhưng là để phòng có trá,
vẫn là hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Trầm ngâm một chút, Tần Thái Thanh trong mắt hiện ra một tia ngượng nghịu, lạnh lùng nói, người đây không cần hỏi nhiều, một mực đi làm liền là. Há, thế nhưng là, Hoa Vũ lâu canh phòng nghiêm ngặt, ta lại như thế nào? Trác Phàm còn chưa nói xong, Tần Thái Thanh đã là khoát tay một cái nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta đã an bài tốt. Nói, Tần Thái Thanh vung tay lên, một kiện bức tranh liền rơi xuống Trác Phàm trong tay. Trác Phàm mở ra xem, chính là Hoa Vũ lâu bản đồ địa hình, phía trên còn dùng các loại nhan sắc tiêu ký khác biệt lộ tuyến, lít nha lít nhít, như là giống như mạng nhện to lớn. Hoa Vũ lâu địa hình phía trên nhớ đến rất rõ ràng, còn có đội tuần tra lộ tuyến cùng đổi cương vị thời gian cũng đều tiêu ký. Lấy ngươi thân thủ, chỉ cần đầy đủ thông minh, ẩn vào đi không thành vấn đề. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cầm lấy phần này bản vẽ, trong lòng suy nghĩ. Đây là đoạt được bồ đề tu căn cơ hội tuyệt hảo, thế nhưng là hắn lại lo lắng bên trong có lửa dối. Nếu là cái này Tần Thái Thanh sớm đã rõ ràng thân phận của hắn, thiết chí một cái bẫy dập để hắn đi chui, đến thời điểm 10 cái thiên huyền cao thủ mai phục tại trách, hắn cho dù có cánh cũng không bay ra được. Bất quá, cơ hội này xác thực là rất khó đến a. Nếu là không có Thanh Hoa lâu chủ hiệp trợ, hắn muốn chui vào Hoa Vũ lâu cũng không phải kiện chuyện dễ. Ngươi quyết định à, phải chăng muốn làm? Thanh Hoa lâu chủ chăm chú nhìn Trác Phàm mặt mũi, thấp thỏm trong lòng, Tống công tử, chuyện xấu thì nên nói trước, nếu là ngươi không chịu làm lời nói, không khỏi việc này tiết lộ, ta nhưng là muốn đào ngươi hai mắt, rút đầu lưỡi ngươi, chảm ngươi hai tay hai chân. À, vậy ta còn lựa chọn được sao? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, liền đem phần kia bản vẽ thu nhập trong giới chỉ, bất quá Thanh Hoa lâu chủ, người đây cũng quá độc đi. Người đem ta hai tay hai chân chém đứt, lại đào con mắt ta, rút ta đầu lưỡi, ta còn không bằng chết đi đến thông khoái. Biết Trác Phàm đã đáp ứng, Thanh Hoa lâu chủ cũng là thả lỏng trong lòng, cười nói ta Tần Thái Thanh nhưng là sẽ không tùy ý muốn tính mạng người, chỉ là ngươi nhìn phần này bản vẽ, lại không thay ta làm việc. Làm phòng bí mật tiết lộ, ta tự nhiên muốn rút đầu lưỡi ngươi, móc ngươi hai mắt. Còn chảm ngươi tứ chi, là sợ ngươi viết cho người khác nhìn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi bĩu môi, hữu dụng chân viết chữ A. Vậy cũng không nhất định, Tống công tử thế nhưng là kỳ nhân, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì đến. Tần Thái Thanh si ngốc cười một tiếng, che miệng lại. Tuy nhiên có mạng che mặt che, thế nhưng xinh đẹp y nguyên không gì sánh được. Trác Phàm bật cười một tiếng, một trận cảm thán. Cái này Hoa Vũ lâu ngược lại toàn đều là mỹ nữ a, đáng tiếc cái này tâm lại một cái so một cái độc. Bất quá đây hết thảy hắn đều có thể lý giải, tại cường giả này vi tôn thế giới, nam nhân lộng quyền. Nữ nhân nếu là tâm không đủ độc, không đủ hung ác, như thế nào sừng sững tại cái thế giới này? Giống Tiết Ngưng Hương đơn thuần như vậy tiểu nữ hài, nếu không phải gặp phải hắn cái này đại ma đầu lời nói, hiện tại đoán chừng đã bị U Minh Cốc coi như lô đỉnh luyện hóa. Nghĩ đến chỗ này, Trác Phàm không khỏi lại nghĩ tới lúc trước Vạn Thú Sơn Mạch ba người không buồn không lo sinh hoạt. Vậy đại khái là hắn làm người hai đời chúng, lớn nhất thoải mái, lớn nhất thư thái một đoạn thời gian đi. Tống công tử, như vậy chúng ta liền nói rõ, ngươi tối nay thì động thủ đi. Nhanh như vậy, Trác Phàm giật mình, chăm chú nhìn Tần Thái Thanh ánh mắt. Hắn tuy nhiên vô cùng cấp bách được đến bồ đề tu căn, nhưng còn không có cấp bách đến loại trình độ này. Nghĩ không ra cái này Thanh Hoa lâu chủ, so với hắn còn gấp. Tống công tử, người có chỗ không biết. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Tần Thái Thanh thở dài nói, cái này bồ đề tu căn bình thường đều do chúng ta tổng lâu chủ thiếp thân bảo quản, chỉ có hàng năm âm nguyệt lúc, cả một cái nguyệt nàng mới có thể bế quan tu luyện, đem cái này bồ đề tu căn gửi tại hộ bảo trong các. Mắt thấy nàng lập tức liền muốn xuất quan, chúng ta thời gian đã không nhiều. Thiên Vũ đệ nhất mỹ nữ, Sở Khuynh Thành, Trác Phàm lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, nàng là tu vi gì? Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm nhất cử nhất động, gặp hắn không có cái gì dị thường, Tần Thái Thanh mắt hiện vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp, nàng là sư muội ta, trước mắt tu vi hẳn là thiên huyền tam trọng cảnh. Thiên huyền tam trọng, chắc là có thể đối phó. Trác Phàm trong lòng suy nghĩ một lát, trong mắt ngưng tụ, gật đầu nói tốt, thì tối nay động thủ. Tần Thái Thanh đại hỉ, vung tay lên,
một trận hương vụ phiêu tán ra ngoài. Đồng Thiên Bá cùng Đồng Hiểu Huyền nghe thấy được cỗ này kỳ dị mùi thơm, không khỏi đều chậm rãi tỉnh lại tới. Trác Phàm cùng Thanh Hoa Lâu chủ ước định, bọn họ tự nhiên không biết. Mà lại đi qua Tần Thái Thanh giải thích, bọn họ cũng cho là bọn họ chỗ lấy té xỉu, là bởi vì lần đầu uống lớn như thế bổ chi tử, quá bổ không tiêu nổi, về sau thì không có việc gì. Về sau, mọi người lại khách sáo vài câu, Tần Thái Thanh liền uyển ngôn tiễn khách. Đồng Thiên Bá bọn họ mục đích đã đạt đến, tự nhiên vui vẻ rời đi nơi này. Đi qua cửa lúc, cái kia hai tiểu cô nương cũng không dám nữa đối bọn hắn có nửa câu ác ngôn. Nhưng là, tại ba người rời đi Thanh Hoa Lâu 100 mét khoảng cách về sau, Trác Phàm lại là tròng mắt hơi híp, ngón tay búng một cái, một hạt ẩn khí tức đan liền bay hướng lên bầu trời. Sau một khắc, nhưng gặp một luồng hồng mang theo Trác Phàm thể nội bay ra, đem cái kia ẩn khí tức đan một miệng nuốt vào, liền lại bay trở về Thanh Hoa Lâu bên trong. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Thanh Hoa Lâu chủ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Huyết Anh như cùng một cái nho nhỏ như U Linh, lần nữa lẻn vào đến vừa mới cái kia hội phòng khách, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Ở nơi đó, Thanh Hoa Lâu chủ y nguyên ngồi tại chủ vị. Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên, một đạo quen thuộc bóng người chậm rãi xuất hiện sau lưng Tần Thái Thanh. Trác Phàm gặp này, nhịn không được liền muốn đại kêu ra tiếng, độc thủ dược vương Nghiêm Tùng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vì cái gì làm như thế? Nghiêm Tùng chậm rãi đi vào Thanh Hoa Lâu chủ bên người, vỗ nàng đầu vai, dùng lực bóp, Tần Thái Thanh lập tức hiển lộ ra vẻ thống khổ, trên mặt có ánh sáng xanh chớp động. Chăm chú khẽ cắn môi, Tần Thái Thanh trên trán đã hiện ra tinh mịn mồ hôi, Nghiêm lão, ta dù sao cũng là Hoa Vũ Lâu Thanh Hoa Lâu chủ. Muốn là chuyện này bại lộ lời nói, ta còn làm sao có thể tại Hoa Vũ Lâu đặt chân. Hiện tại có tiểu tử ngốc thay ta xuất thủ, chờ lấy được đồ vật về sau, lại đem hắn xử lý, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Hừ, vì lão phu làm việc, thế mà còn vẫn muốn chính mình con đường sau này. Tiểu tử kia chỉ là cái đoán cốt cảnh, nếu là ra cái gì sai lầm, xấu lão phu đại sự, lão phu nhất định bắt ngươi là hỏi. Nghiêm Tùng hung hăng đẩy Tần Thái Thanh, liền đem nàng đẩy ngã xuống đất. Nhưng là nàng lại không dám phản kháng, chỉ có trong mắt chớp động lên khuất nhục lệ quang. Lạnh lùng nhìn lấy nàng, Nghiêm Tùng mỉa mai cười một tiếng, thực cái này Hoa Vũ thập ngũ lâu, chúng có nhiều hơn một nửa lâu chủ đã bị lão phu khống chế, Hoa Vũ lâu chẳng mấy chốc sẽ đặt vào ta Dược Vương Điện môn hạ, trở thành bảy thế gia chúng cái thứ nhất bị thôn tính thế gia. Coi như ngươi sự tình bại lộ lại như thế nào. Có lão phu tại, ngươi như cũ làm ngươi Thanh Hoa Lâu chủ. Chỉ có phải hay không vì Hoa Vũ Lâu, mà chính là vì ta Dược Vương Điện. Thế nhưng là, ngươi vừa mới cũng nghe đến tiểu tử kia nói, cái này Hoa Vũ thành chúng, có thể giải được ngươi kịch độc người xuất hiện. Nếu là ngươi độc bị người giải, những cái kia lâu chủ sẽ còn lại bị ngươi áp chế sao? Mí mắt không khỏi động động, Nghiêm Tùng khinh miệt nhìn về phía Tần Thái Thanh. Ta dị cười nói, ngươi có phải hay không một mực ngóng nhìn người như vậy xuất hiện, tốt giải cứu các ngươi Hoa Vũ lâu nguy cơ lần này. Ha ha ha, đừng nằm mơ, ta Dược Vương Điện thất thải vân la trưởng, chính là tại bảy loại thiên hạ chí độc chúng luyện thành, hôm nay thiên hạ đã không có thuốc nào chữa được. Tiểu tử kia gặp may mắn, đụng phải là đồ đệ của ta, hắn chỉ luyện thành ba loại kịch độc độc trưởng. Nếu là lão phu tự mình xuất thủ, coi như tụ tập thiên hạ luyện đan sư, cũng tuyệt đối cứu không hắn mạng chó. Nghe được lời này, Tần Thái Thanh chăm chú cắn môi, một tia tươi đẹp ân hồng theo cái kia hơi mỏng lụa mỏng chúng lộ ra đến, trong mắt chứa óng ánh nước mắt, cũng là thật sâu không cam lòng. Nhẹ hừ một tiếng, Nghiêm Tùng tại Tần Thái Thanh trên thân hung ác đá một chân, khinh miệt nói, tiện nữ nhân, cầm tới đồ vật về sau, liền đem tiểu tử kia xử lý. Nếu không, người cùng ngươi những tỉ muội kia cũng không cần phải đầu nhập vào chúng ta. Ngoan ngoãn chờ chết a, ha ha ha. Nữ nhân cũng là nữ nhân, ngoan ngoãn làm nam nhân phụ thuộc liền tốt, còn muốn mưu toan cùng nam nhân tranh thiên hạ, thật sự là mơ mộng hão huyền. Nghiêm Tùng cười lớn rời đi nơi này, chỉ để lại Tần Thái Thanh cuộn mình thân thể, cùng chăm chú nắm lại quyền đầu. Trác Phàm không biết nàng hiện tại cái gì cảm thụ, có lẽ là tràn ngập cừu hận, phẫn nộ, còn có thật sâu bất lực đi. Bất quá cái này lại không mắc mớ gì đến chính mình. Cùng với nàng lại không quen. Sau đó Trác Phàm khống chế Huyết Anh,
lại trở lại thể nội. Lần này, tất cả mọi chuyện đều biết rõ, hắn cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao đến thời điểm cầm tới bồ đề tu căn, hắn phủi mông một cái, chạy đi liền tốt. Đến mức Tống gia cùng Đổng gia, xin lỗi, giúp ta đỉnh oan uổng, nổi đen đi. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Đổng gia huynh muội, trong lòng không có chút nào áy náy. Dù sao đoạn đường này đến, đều là lão tử đang giúp ngươi nhóm giải quyết phiền phức, các ngươi lại không đã giúp lão tử cũng không thiếu các ngươi. Lần này các ngươi giúp lão tử gánh bom, coi như còn lão tử ân tình. Trác Phàm nhìn lấy Đổng gia huynh muội ánh sáng mặt trời giống như cười, Đổng gia huynh muội đối với hắn cũng triển lộ nụ cười. Thế nhưng là người nào có thể biết, Trác Phàm cái này trong tươi cười, đến tột cùng giấu mấy cái máu me đầm đìa sát nhận đây. Đêm khuya, im ắng, trên đường cái không có một bóng người, nhưng là ở một tòa cao lớn môn trước lầu, lại như cũ đầu người toán loạn, thỉnh thoảng từng đội ngũ tuần tra đi qua từ nơi này. Môn lầu trên đài cao khắc lấy ba cái xinh đẹp chữ lớn, Hoa Vũ Lâu. Siêu, tiếng xé gió vang, Trác Phàm thân mang áo đen, được khăn đen, đi vào Hoa Vũ Lâu trước cửa, thừa dịp hai đội tuần tra đệ tử giao ban thời khắc, thừa cơ leo tường vào bên trong. Đón lấy một loại quái dị tư thế, uốn éo chuyển một cái, lại uốn éo, thông qua một chỗ ao nước nhỏ. Quay đầu nhìn một chút, Trác Phàm thở dài một hơi, xuất ra tấm bản đồ kia cười nói, may mắn có Tần Thái Thanh cái này nội gián a, không phải vậy lão tử làm sao biết trong này thế mà có nhiều như vậy phòng ngự trận pháp. Hắn nãi nãi, lại có 10 cái nhiều, lão tử vừa qua khỏi một cái, còn phải tiếp qua 9 cái. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, dưới chân đạp nhẹ một bước, lần nữa dung nhập đen nhánh cảnh ban đêm. Hắn tuy nhiên tinh thông các loại trận pháp, nhưng là tại không có dò xét dưới, cũng rất dễ dàng chạm đến một số trận thức. Có tấm ảnh này, cùng nội bộ đệ tử hành động lộ tuyến, hắn phá giải đi thì dễ dàng nhiều. Ai, bằng không mọi người thường nói, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Về sau lão tử hồi lạc ra, nhất định muốn tăng cường quản lý, nghiêm phòng tử thủ ăn trộm mới được. Trác Phàm một bên nhếch miệng nhẹ nhõm vượt qua mỗi cái trận thức, một bên chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đến tiến hành tự mình đốc xúc. Không có một trận công phu, thập đại trận thức đã toàn bộ thông qua. Tiếp đó, hắn mục tiêu gần trong gang tấc. Hộ bảo các, bồ đề tu căn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.